Đường Tư đáp, đi thôi. Trong vòng 3 ngày, ta không tìm được người, lúc đó sẽ quay lại, nhất định huyết tẩy đại địa minh. Mỹ Mỹ, chúng ta trở về. Tiếp đó, người của tứ đại gia cũng theo gót rời khỏi đại địa minh. Thi Bình rời đi cuối cùng, khi hắn đi ra đến cửa ngoài thì thấy Thủy Khiết Thu đang đứng ở ngoài cửa. Nàng bây giờ so với lúc ở Gia Lăng Trấn vẫn còn tiều tụy, nhưng vẻ tiều tụy đó cũng không che giấu được hai gò má đầy đặn xinh đẹp tuyệt thế của nàng. Đôi mắt nàng u buồn vẫn tán phát ra nét dụ hoặc trời ban. Đứng bên cạnh nàng là Thủy Tiên và Đỗ Quyên, phỏng chừng hai nàng đi ra là nhìn thấy nàng. Nhìn thấy tiểu thư bọn họ, liền dừng lại cùng nàng. Các người đi trước đi, Thi Bình dặn dò một tiếng, quay qua hướng đó, bước đến trước mặt Thủy Khiết Thu, nhẹ nhàng hỏi, nàng đang chờ ta. Thủy Khiết Thu đáp, người đi cùng ta được không? Thi Bình cầm lấy tay nàng, nói, nàng muốn đi tới đâu, ta đưa nàng tới đó. Đa tạ Thủy Khiết Thu có chút nghẹn ngào nói, hai người cũng cùng đi luôn. Trong mấy ngày qua, ta rất tịch mịch, đa nương cha mẹ đã quay về Tiên Duyến Cốc, chỉ để lại một mình ta ở đây, ta không biết tìm ai để chuyện trò. Từ lần trước, sau khi Ngọc Xà Môn cùng Địa Ngục Môn liên thủ tấn công Đại Địa Minh, Lạc Hùng quả nhiên lấy thân phận trưởng bối nói chuyện một hồi với vợ chồng Thủy Thiên Trường. Thủy Thiên Trường trong lòng rất không vui, nhưng Lạc Hùng lại là đại ca của thê tử lão đành phải chịu thiệt thòi. Không quá vài ngày, lão liền rời khỏi Đại Địa Minh. Vốn dĩ lão định mang cả Thủy Khiết Thu cùng rời đi luôn, chỉ là nữ nhi mới đính hôn với Lạc Thiên, và lại hai nhà cũng là thân thích. Vì vậy liền để Thủy Khiết Thu ở lại. Phu thê họ nghĩ, Thủy Khiết Thu có lẽ cũng không muốn rời khỏi biểu ca ca của nàng. Nhưng mà bọn họ đã nhầm, họ không nhận ra con gái của mình Thủy Khiết Thu đã không còn là tiểu nữ hài năm xưa thường bám theo đuôi Lạc Thiên nữa. Thủy Khiết Thu để Hy Bình cầm tay mình, đi không mục đích một hồi lâu. Lúc này trên đường đi, nàng cực kỳ trầm mặc, Hy Bình cũng không nói tiếng nào, bọn Thủy Tiên hai người lại càng không nói gì. Ta là hôn thê của Lạc Thiên, ngươi một chút cũng không e sợ sao. Thủy Khiết Thu cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc. Hy Bình cười đáp, tiểu thiếp của gia gia hắn ta cũng giành lấy, chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử hắn. Ôi, nói chuyện vui vẻ đi nào, ta thấy nàng càng lúc càng không vui vẻ, trên mặt cũng không có nụ cười sán lạn vui vẻ ngày trước. Giống như biến thành một người khác vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng là rất hoạt bát khả ái, không phải thế sao? Ngươi nói ta khi đó đáng yêu, vậy vì sao lúc đó lại không để ý đến ta? Thủy Khiết Thu ai ó ẩn nói. Thi Bình buông tay nàng ra, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, để thân thể mềm mại của nàng dựa vào khuỷu tay mình, nói, xem ra nàng nhớ nhầm rồi, nụ hôn đầu của nàng là của ta. Nàng bảo ta phải hôn thế nào? Sao nàng lại nói ta không để ý tới nàng chứ? Chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, có người khác đã từng hôn nàng? Thủy Khiết Thu nói, không có. Lạc Thiên, gã khốn nạn đó vẫn chưa hôn nàng sao? Thủy Khiết Thu nói, ta không cho y hôn. Hy Bình cười nói, nàng làm như vậy thì không phải cho lắm, hắn là hôn phu của nàng lại không cho hắn hôn sao? Kỳ thật, y rất ít tiếp cận ta, y luôn có nhiều chuyện phải bận bịu. Mặc dù cùng ở Đại Địa Minh, ta với y cũng rất ít gặp mặt. Tâm ca buổi chiều đến buổi tối đã cong chân chạy mất, chung trả với nữ nhân khắp nơi. Ta biết huynh ấy không nghĩ tới việc lưu lại Đại Địa Minh. Từ sau khi ở Gia Lăng Trấn trở về, tâm ca rất không thích người của Đại Địa Minh. Nếu không phải phụ thân ta bảo huynh ấy lưu lại Đại Địa Minh chiếu cố cho ta, huynh ấy đã sớm rời đi Long Thành rồi. Đỗ Quyên nói, tiểu thư, không có ai bồi tiếp tỷ, vậy sao tỷ không đến tìm chúng ta? Muội và Thủy Tiên lúc nào cũng nguyện ý bồi tiếp tiểu thư mà. Đôi mắt xinh đẹp của Thủy Khiết Thu chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, nàng cảm kích nhìn Đỗ Quyên nói, ta biết các người đối với ta rất tốt, có các người bên cạnh, ta mới không rời đi. Khiết Thu, ta nghiêm túc hỏi nàng một điều, Thi Bình đột nhiên ngưng lại, nhìn sâu vào mắt Thủy Khiết Thu. Thủy Khiết Thu ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn chăm chú, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Thi Bình lấy tay phải lau nước mắt cho nàng, hỏi, trong tim nàng, người nàng yêu là ai? Ta. Không cần khẩn trương, nếu khiến cho nàng khó xử thì không phải trả lời. Thủy Khiết Thu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không biết. Có lẽ lúc ta còn nhỏ, căn bản không hiểu về tình yêu, ta vốn tưởng rằng ta yêu biểu ca nhưng. Đó có lẽ chỉ là sự hồn nhiên khi ta còn nhỏ. Ngươi có thể cho ta một ít thời gian không?
chờ ta quyết định được, ta sẽ trả lời ngươi. Thi Bình mỉm cười, vết thương trên mặt hắn, trong mắt ba nàng, vẫn là ngàn vạn nhu tình. Khi nàng tìm ta, ta sẽ khiến nàng trở thành một nữ nhân chân chính. Nàng không phải là tiểu nữ hài, rất nhiều việc cần nàng tự mình có quyết định. Khiết Thu, tin ta, nàng đã lớn rồi, nàng là một nữ nhân hoàn chỉnh. Ta lấy sinh mạng của mình bảo chứng, nàng trong cuộc đời ta, không chỉ là một bình hoa để ngắm. Thủy Khiết Thu mặt đỏ hồng, đôi mắt ướt nước mắt của nàng hiện ra chút tiếu ý, nét hồng trên mặt nàng thay thế cho nét ảm đạm lúc đầu, khiến cho khuôn mặt tuyệt thế của nàng lại ẩn ước vẻ quyến rũ tự nhiên, dù là vẻn vẹn chỉ cười vu vơ, cũng đã hiện ra được sự quyến rũ kinh người của nàng. Nàng nói, ta quay về Đại Địa Minh. Thi Bình nói, ta tiễn nàng. Không cần đâu, ta tự mình trở về, hôm nay khiến ta rất vui vẻ. Ta muốn về Tiên Duyên Cốc một chuyến, bảo phụ mẫu tử hôn. Từ khi đính hôn tới giờ, ta phát giác trong lòng có một khối đá lớn giống như một ngọn núi đè nặng trong người. Ta đã vài lần tìm tới A-di, trong phong của bà ấy tỏ ân là hình của ngươi. Trước kia ta không có hỏi bà, đợi ta về đó sẽ tìm bà nói chuyện tâm tình. Nàng dịu dàng cười với Hy Bình rồi quay người rời đi. Hy Bình nhìn nàng đi xa, phân biệt ôm Thủy Tiên và Đỗ Quyên, nói, hai người bọn nàng có muốn cùng ta trò chuyện tâm tình không? Hai nàng nhảy lên vui mừng nói, muốn. Buổi tối cởi bỏ hết y phục rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Dứt lời, Hy Bình giữa đường cười to, thu hút vô số ánh mắt. Thủy Khiết Thu nhìn thấy Lạc Thiên trước cửa phòng nàng. Biểu ca, huynh tìm muội có việc gì? Thủy Khiết Thu đến gần, ngạc nhiên hỏi. Lạc Thiên cười nói, ừ, chúng ta vào trong nói chuyện. Sau đó hai người vào trong, đóng cửa lại. Lạc Thiên nói, Khiết Thu, vừa rồi muội và Hoàng Hy Bình vừa ra ngoài. Thủy Khiết Thu gật đầu nói, muội rất buồn, để y giúp muội giải tỏa bớt. Lạc Thiên áy náy nói, đều là ta không tốt, cả ngày lo chuyện võ lâm, không có thời gian bồi tiếp muội. Thủy Khiết Thu nói, biểu ca là người làm việc lớn, là đại anh hùng trong võ lâm, bận bịu là phải rồi. Lạc Thiên cười cười, nói, Khiết Thu, sau này nếu thấy phiền muộn thì cùng ta nói chuyện. Ta và muội dù sao cũng là phu thê có hôn ước, nếu muội lại cùng những nam nhân khác ở cùng một chỗ, sẽ khiến người ta bàn luận lời ong tiếng ve. Mặc dù là ta biết muội không làm gì có lỗi với ta. Thủy Khiết Thu là người thế nào? Lạc Thiên tự nhiên biết rõ nữ nhân đều có thể hồng hạnh xuất tường, chỉ có Thủy Khiết Thu là không có tư cách. Biểu ca, huynh và muội kết hôn, rồi cuộc là vì cái gì? Lạc Thiên cười đáp, muội ngốc, đương nhiên là vì biểu ca yêu muội. Thủy Khiết Thu nói, là như vậy sao? Đừng nói muội không tin biểu ca. Muội tin biểu ca, nhưng mà muội luôn cảm thấy có lỗi với huynh. Sao lại nói như vậy? Thủy Khiết Thu cúi đầu nói, trong lòng muội luôn nghĩ tới một nam nhân khác, đã vậy muội căn bản không thể giao hợp, chẳng lẽ huynh không để tâm sao? Là Hoàng Hy Bình phải không? Ta biết, hắn đích thực là một mỹ nam tử hiếm thấy, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy hắn thì đều khó tránh khỏi động lòng. Có điều, Khiết Thu, muội phải hiểu, đối với loại nam nhân vô sỉ này thật không xứng để muội sinh lòng cảm mến. Biểu ca, không cần nói nữa. Thủy Khiết Thu ngắt lời hắn, nói, như quả muội muốn từ hôn, huynh có giận muội không? Cái gì, Khiết Thu, muội muốn từ hôn? Thủy Khiết Thu nhìn thẳng vào Lạc Thiên nói, ừ, muội trong mấy ngày này đã suy nghĩ rất nhiều. Muội lúc trước tưởng rằng người mình yêu là biểu ca, kỳ thật đó chỉ sự cố chấp từ thuở nhỏ mà thôi. Muội biết nói như vậy sẽ khiến biểu ca khó mà chấp nhận nổi, chỉ là muội không thể tiếp tục lừa dối mình. Muội bây giờ thật sự rất không vui vẻ gì, xin huynh buông tha muội. Không được, điều đó gây thị phi khiến người trong thiên hạ chê cười. Thủy Khiết Thu lắp bắp kinh hãi, không tính được Lạc Thiên lại tức giận như vậy, yếu ớt thốt lên, huynh không thương Khiết Thu sao? Lạc Thiên nhìn nàng hồi lâu, chỉ thở dài nói, Khiết Thu, nếu muội nhất định muốn làm như muội nói, huynh có thể đáp ứng muội, nhưng muội phải làm cho huynh một việc. Thủy Khiết Thu vui mừng gật đầu đáp, biểu ca, huynh nói đi, muội điều gì cũng đáp ứng huynh. Lạc Thiên nói, muội ngay đêm nay đi tìm Hoàng Hy Bình. Nếu như hắn có thể khiến muội chính thư xê trở thành đàn bà, hôn ước của chúng ta, ngay khi hắn tiến nhập vào người muội, lập tức hủy bỏ. Biểu ca, chuyện đó căn bản là không có khả năng, mà Thủy Khiết Thu kinh nộ đáp. Muội nên biết, từ hôn cũng là chuyện không thể, trừ đêm nay ra,
muội sau này tuyệt đối không được đến gần Hoàng Hy Bình. Sắc mặt Lạc Thiên tức giận điên cuồng, quay người đi khỏi. Thủy Khiết Thu kinh ngạc đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của y, trong lòng dấy lên e sợ, nàng đột nhiên không hiểu được người mà mình gọi là biểu ca này. Hy Bình làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được phương nhân sẽ đến tìm hắn. Nữ nhân này của Lãng Vô Tâm mang những nữ nhân trước kia toàn bộ vứt bỏ hết, chỉ không ném đi người này. Đối với Lãng Vô Tâm mà nói, đích xác phương nhân Tịnh không phải là tuyệt mỹ, mà Lãng Vô Tâm rốt cuộc cũng không bỏ được nàng nếu là Lãng Vô Tâm không có ý lưu lại nàng bên người, vô luận nàng uy hiếp thế nào đi nữa, Lãng Vô Tâm cũng nhất định không lưu tình cho nàng theo bên mình. Phương nhân xuất thân từ Thanh Lâu, từ nhỏ đã có học qua các phương pháp hầu hạ nam nhân, mỹ thuật của nàng tự nhiên không thể bằng với nữ nhân trong Tiên Duyên Cốc vốn là những nữ nhân có thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, nàng lại có sự quan tâm rất nhu mì, lúc nào cũng nghĩ cho nam nhân, bất cứ lúc nào cũng hết sức lấy lòng nam nhân của mình, đây là điểm mà những nữ nhân khác không bì kịp. Người ta nói, nữ nhân cần được dỗ dành, kỳ thật nam nhân cũng cần được dỗ dành. Đặc biệt là Lãng Vô Tâm loại người quen được thói phong lưu này. Rất nhiều thời điểm, trong lòng hắn rất cô độc, mà phương nhân vừa vặn lại là người bạn tốt nhất khi hắn cô độc đau khổ. Nàng bình thời rất ít nói chuyện, chỉ khi nàng cảm thấy lúc Lãng Vô Tâm cần cùng nàng nói chuyện, nàng mới hết lòng an ủi hắn, nàng cũng mặc kệ chuyện hắn bên ngõ ai phong lưu như thế nào, nhưng mỗi khi hắn trở về bên nàng, nàng đều một lòng cùng hắn bầu bạn. Có lẽ, nam nhân đều có chút vướng bận trong lòng phương nhân. Chính là người phụ nữ mà Lãng Vô Tâm trong những lúc trống rỗng muốn trở về bên cạnh nhất. Lãng Vô Tâm có rất nhiều đàn bà, lại không ngừng tìm thêm những người đàn bà khác, đồng thời vứt bỏ những người cũ. Hắn tựa hồ cho tới tận bây giờ cũng không có một nữ nhân nào khiến hắn động lòng, Mộng Hương có lẽ là nữ nhân mà hắn mong muốn có được nhất. Nhưng, bất luận là Mộng Hương, hay là những nữ nhân khác của hắn, đều là với phương nhân chỉ có cùng nơi chứ không tương đồng. Phương nhân là nữ nhân duy nhất mà hắn ngầm đồng ý để ở bên cạnh mình lâu dài. Nhưng mà lúc này, nữ nhân đó lại đến tìm Hy Bình. Có thể dừng bước nói chuyện được không? Phương Nhi ngẩng đầu nhìn Hy Bình, nam nhân này, cái nơi đen tối đó, đã từng có lần tiến nhập vào trong người nàng, mang lại cho nàng sự khoái lạc khó có thể hình dung, đó là lần thỏa mãn nhất trong cuộc đời nàng. Hy Bình buông hai nàng ra đáp, mau đến Đại Trạch Môn, hai nàng tự mình trở về đi. Hai nàng rất biết điều liền rời khỏi đó. Hy Bình nói đi. Phương nhân nói, ta muốn rõ đêm đó chuyện gì đã xảy ra. Hy Bình cả kinh trong lòng, nàng ta đã biết là lão tử làm sao. Hắn hỏi, Lãng Vô Tâm nói cho nàng. Không phải. Nàng rất thông minh, đêm đó đã biết tiến nhập vào nàng không phải Lãng Vô Tâm. Nhưng, nếu như Lãng Vô Tâm không nói cho nàng làm sao lại biết đó là ta? Việc này. Chỉ có ta và hắn là biết rõ. Phương nhân đáp, Vũ Sa đã nói. Vũ Sa, Hy Bình nhớ tới vị tiểu cô nương linh mẫn xinh đẹp kia, cười nói, ôi, nàng ấy đã nói trên người ta có mùi hương rất dễ chịu, khác xa những người khác. Chẳng trách sau khi ta trở về, thấy ánh mắt của sáu nữ hài đó đều rất kỳ quái, giống như có chút buồn bực với ta, sao bọn họ lại không nói với ta chứ? Phương nhân đáp, ngươi vừa quay về, bọn họ không làm phiền ngươi. Hy Bình cười nói, vậy nàng định làm phiền ta sao? Phương nhân thở dài đáp, cũng là sai lầm của Vô Tâm, ta cũng không có gì để nói. Hy Bình, ngươi, có thể lại cùng ta một lần nữa được không? Hy Bình trước là cả kinh, rồi do dự đáp, như vậy không tốt. Gã Lãng Vô Tâm đó, ta hiện giờ không chán ghét gì hắn, nàng lại là nữ nhân của hắn, ta có chút khó mà hạ thủ được. Nếu như ta thực sự là nữ nhân của y, ta đã vô cùng thỏa mãn. Đáng tiếc nữ nhân của y quá nhiều, ta cũng không biết khi nào sẽ bị y đuổi đi nữa. Được rồi, ta sẽ cho nàng được một lần hiểu rõ. Phương nhân vui sướng đáp lại, ta đã đặt phòng tốt ở khách điếm rồi. Nguyên lai nàng sớm đã biết Hoàng Sắc Lang này ngăn cản không để nàng hiến thân. Hy Bình đột nhiên hiểu ra chính mình mới là người bại trận. Hãy làm tình cùng thiếp, đây là lời thỉnh cầu thứ nhất của thiếp. Lúc Thủy Khiết Thu tìm Hy Bình, trời đã về chiều yên tĩnh. Nhưng câu nói này của nàng lại giống như một quả bom phát nổ tại Đại Trạch Môn. Rất nhiều người đều biết Thủy Khiết Thu chính là Tuyết Kình chi thân. Theo ý kiến của Hoa Tiểu Ba thì cùng với nữ nhân như thế này làm tình, nam nữ song phương đều có thể chết rất khó coi. Tuy rằng được làm quỷ phong lưu, nhưng tuyệt đối không phải là phong quang gì cả.
Hoa Tiểu Ba và Hoa Tiểu Thiến kiên quyết không cho phép Hy Bình đáp ứng lời thỉnh cầu quan hệ nam nữ đó của Thủy Khiết Thu. Những người khác thấy hai tỷ đệ họ khẩn trương như vậy, cũng không muốn Hy Bình lại phong lưu. Hy Bình nói, hắn sao có thể cự tuyệt được chứ, những lời thỉnh cầu kiểu như vậy hắn thật không thể nào cự tuyệt được. Hắn nói một tên sắc lang chính hiệu như hắn, dựa vào cái gì mà bảo hắn cự tuyệt lời mời chào của một tuyệt đỉnh mỹ nhân. Hắn muốn có một căn phòng. Trước lúc đóng cửa, hắn quay lại nói với chúng nhân đang ríu rít ở đằng sau, ta không dễ chết như vậy đâu, nếu như cứ cùng với nữ nhân làm tình một lần mà lăn ra chết, ta chắc đã chết đến trăm ngàn lần rồi. Hắn cười với mọi người, trong tiếng cười chứa đựng lòng tự tin sung mãn vô bỉ, Hoa Tiểu Ba đột nhiên nói, ta tin rằng cử dương trọng thể của tỷ phu là chiến vô bất thắng. Khi trong phòng chỉ còn lại Hy Bình và Thủy Khiết Thu lặng lẽ ngồi trên giường. Hy Bình nói, nàng nghĩ kỹ chưa? Thủy Khiết Thu nói, Lạc Thiên nói rằng thiếp chỉ có thể trong hôm nay tìm chàng, nếu như thiếp trở thành chân chính nữ nhân, thì hôn ước giữa thiếp và hắn, sau khi chàng trong nháy mắt sẽ tiến nhập vào thiếp, sẽ được giải trừ. Cái gì? Thủy Khiết Thu không dám nhìn Hy Bình, cúi mặt tiếp tục nói, thiếp không muốn xem bất cứ chuyện gì giữa chúng ta cũng trở thành giao dịch. Thiếp cũng biết nếu như chàng tiến nhập vào nhục thể của thiếp, có thể cả hai chúng ta sẽ chết. Do đó thiếp không muốn để cho cảm tình liên lụy. Thiếp chỉ đề xuất lời thỉnh cầu, chàng chỉ cần hoàn thành lời hứa. Khi tất cả qua đi, hồn ước giữa thiếp và Lạc Thiên sẽ được hủy bỏ, lúc đó, thiếp sẽ trao cho chàng tình yêu thuần khiết nhất của thiếp. Danh tự của thiếp là Khiết Thu, là một sự tồn tại rất mâu thuẫn. Nhu, đại biểu cho sự thành thục, bản thân nó không thể gọi là thuần khiết, giống như thiếp, trong mắt của người khác là vũ mị phong tao, xinh đẹp lẳng lơ. Thiếp thật sự như thế, ai có thể nói là không thuần khiết chứ? Nếu như không gặp chàng, thiếp có thể tiếp tục gìn giữ được sự thuần khiết của mình cho đến khi chết. Chàng là nam nhân mà thiếp yêu sâu đậm, phụ mẫu thiếp nói chỉ có nam nhân mà thiếp yêu mới có thể dung hóa được sự thuần khiết của thiếp. Hy Bình nghe nàng nói xong, cũng ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, đá ngọc thành thật thuần khiết, hoa đao chính là sự phong tao. Nàng chính là nữ nhân khó gặp, loại nữ nhân như nàng. Trên đời có lẽ chỉ có một mà thôi. Thủy Khiết Thu ngẩng mặt lên mang theo nụ cười với vẻ áy náy, nói, nam nhân như chàng, trên đời cũng thật khó gặp. Chúng ta nếu như chết rồi, Lạc Thiên sẽ có thể nói, những người như chúng ta căn bản không nên sống trên cõi đời này, đúng không? Thủy Khiết Thu nói, thiếp cũng không hiểu vì sao hắn lại hận chàng. Hy Bình cười cười, đừng nói đến hắn, cứ khi nào nói về hắn, ta lại muốn đánh người. Khiết Thu, nàng và U Nhi đã nói những gì? A Di nói, bà chỉ muốn sinh hài tử cho chàng, còn những chuyện khác, bà ta mặc kệ tới. Bà nhờ Khiết Thu nói với chàng, từ lúc chàng bước vào cuộc đời của bà ấy, chàng đã là toàn bộ sinh mệnh của bà ấy không lựa chọn, và cũng không muốn phải lựa chọn. Ây, ta đã minh bạch rồi, thế nhưng, ta sẽ chờ đợi. Chàng đối với A Di thật không công bằng, chàng không có quyền chờ đợi, chàng thiếu nợ A Di thì chàng phải trả. Hy Bình cười nói, nàng nói đúng, từ câu nói này của nàng, ta biết nàng thực sự đã lớn rồi, nào để ta biến nàng trở thành một nữ nhân chân chính. Khiết Thu tỉ tỉ, để ta xé rách y phục của nàng, hay là nàng tự mình cởi. Thủy Khiết Thu khẩn trương nói, đồ thô lỗ, thiếp tự mình cởi được, tuyệt không cho phép chàng xé y phục của thiếp. Ha ha, Hy Bình cất tiếng cười, vô luận là như thế nào, Thủy Khiết Thu dường như đã thoát ra khỏi tâm cảnh u sầu. Dường như đã quay lại tâm thái như lúc đầu hắn gặp nàng, lúc đó nàng có lẽ rất ngạo mạn, một hài tử 15 tuổi ngang bướng, nhưng lại có vẻ đẹp kinh thế hãi tục. Nàng giống như một hài tử thuần khiết, lại vừa giống như một đãng phụ thanh tao. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ sao lại kích động, lúc Bảo Nguyệt và Mộng Hương quay lại phòng ngủ, Bảo Nguyệt đối với việc Mộng Hương căm phẫn mà chỉ trích Hy Bình, lại kiên quyết phản đối Hy Bình và Thủy Khiết Thu tương hảo, nàng thật không minh bạch. Mộng Hương từ lúc nào lại bắt đầu trở nên khẩn trương đối với Hy Bình như vậy? Mộng Hương nói, ta không thể bỏ qua được. Thằng cha đó có nhiều nữ nhân như vậy rồi mà vẫn còn không biết bớt phóng túng, đi đến đâu đều vác theo một đống nữ nhân quay về, đấy là chưa kể hiện tại lại. Bảo Nguyệt không tin, biết đâu Hoa Tiểu Ba nói không sai, có lẽ hắn chưa chắc đã chết đâu. Mộng Hương đáp, Hoa Tiểu Ba tuy là bình thường hay nói luyên thuyên, nhưng Hoa Tiểu Thiến thì chắc không như vậy chứ. Bảo Nguyệt nói, cũng khó nói lắm, nữ nhân hầu như đều hay nói dối. Muội, muốn chọc tức ta sao?
Bảo Nguyệt cười nói, không có a, tỷ tỷ, tỷ nói là thật, ví dụ như trong miệng tỷ nói hận Hy Bình, nhưng từ sau khi ở Phong Khiếu Động ra, tỷ lại rơi nước mắt. Muội nghĩ, nước mắt của tỷ không phải là giả dối đâu, mà là chân thật đó. Mộng Hương nói, ở đó gió to quá, ta bị gió thổi làm cay mắt. Bảo Nguyệt kinh ngạc nói, tỷ nói là trong Phong Khiếu Động có gió to. Tỷ tỷ, muội phát giác tỷ từ đầu tới cuối đều nói dối. Sư phụ đã nói qua, hắn là đại ca kết nghĩa của chúng ta, cho dù tỷ không thích hắn thì cũng không nên làm tổn thương hắn. Mộng Hương nói, ta nào có làm tổn thương hắn. Sư phụ yêu thương hắn, ta cũng có nói câu gì đâu, hắn. Tỷ tỷ, đó là những nữ nhân của Lãng Vô Tâm, không phải của hắn. Bảo Nguyệt, ả Ti Mô đó đã mang thai rồi, người dám nói không phải là ả sao? Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, muội và sáu nữ hài đó đã nói chuyện qua rồi, họ tuy rất kinh ngạc, nhưng tịnh không hận Hy Bình. Mộng Hương nói, vào Minh Nguyệt Phong của ta rồi, nếu không có sự đồng ý của ta, họ cũng đừng có mong được gả cho Hoàng Hy Bình. Thằng cha đó vì sao cứ không ngừng muốn thu nạp nữ nhân nhỉ? Bảo Nguyệt nói, có thể là những nữ nhân đó đều yêu hắn, mà hắn thì không thể để họ phải thương tâm thất vọng. Mộng Hương trừng mắt nhìn Bảo Nguyệt. Nói, loại nam nhân như vậy mà ngươi còn yêu được ư? Bảo Nguyệt buồn rầu nói, muội không quan tâm hắn thế nào. Muội cũng không nghĩ nhiều như vậy, muội chỉ biết trong tim muội chỉ có hắn, nhưng tỷ tỷ lại không cho phép. Mộng Hương thở dài, Bảo Nguyệt, ước định trước đây của chúng ta phải bỏ đi thôi. Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không thể cùng với muội đồng thời gả cho Hy Bình sao? Điều đó là không thể. Bảo Nguyệt bị tiếng nói cao giọng của Mộng Hương làm giật thót mình, nàng nói tiếp, tỷ tỷ, Âu Dương Đình Đình và Thủy Khiết Thu quả thật rất xinh đẹp. Nghe tứ cẩu bọn họ nói, nếu thêm Thiên Diệp Bội, ba nữ nhân đó cùng với tỷ tỷ có thể gọi là võ lâm tứ đại mỹ nhân, mà cả bọn họ đều yêu thương Hy Bình, muội không tin tỷ tỷ đối với hắn một chút cảm tình cũng không có. Muội thấy rằng, lúc đối mặt với hắn tỷ tỷ đều rất không bình thường, rất đặc biệt. Tỷ tỷ không phải là người có tình cảm dễ dàng xung động. Hầu như mọi lúc tỷ đều khiến cho người ta có cảm giác giống như một giấc mộng yên ả tựa hư không, chỉ có trước mặt Hy Bình tỷ mới có những cảm xúc khác lạ. Theo muội biết, Hy Bình là nam nhân duy nhất từng hôn tỷ mà không khiến tỷ phải vì thế mà tức giận. Muội sao biết là ta không nổi giận? Mộng Hương đã có chút tức giận, nói vậy tên Hoàng Sắc Ma đó là đối tượng duy nhất đã hôn nàng hay sao? Thế nhưng, sự thật cũng đúng là như vậy, mỗi lần nghĩ tới nụ hôn của Hy Bình, tim nàng không khỏi cảm thấy kích động. Bảo Nguyệt dè chừng nói, muội nghĩ tỷ tỷ căn bản không thể tức giận. Tỷ tỷ cũng có thể nằm mơ, tỷ trước đây nói trong mơ muội thường thét gọi tên hắn, vậy tỷ có biết trong mơ tỷ gọi tên ai hay không? Đôi mắt như mộng của Mộng Hương đột nhiên có chút khẩn trương, nàng nói ta gọi ai? Bảo Nguyệt cười cười, rúc vào lòng nàng, miệng chúm chím kề sát tai nàng nói khẽ, muội nói ra rồi tỷ không được mắng muội đâu đó à nha. Tỷ trong mộng thường nói thế này này, hỗn đản, hôn ta. Lại nói sau này không hôn ta. Ta vừa không thích, ngươi vừa không phải là đại ca của ta. Hương Hương không cần đại ca gì cả. Lời nói trong mơ của tỷ cứ đứt đoạn, nói lại không rõ ràng, nhưng mà nói nhiều lắm, muội lại biết mỗi lần như thế đều sẽ lặp lại. Từ sau lần tỷ và hắn ở trong phòng vất lộn với nhau xong, tỷ lúc nằm mơ đều gọi tên hắn. Mộng Hương hờn dỗi nói, sau này không cho muội ngủ cùng ta nữa. Muội thích ngủ cùng ai thì cứ đi mà ngủ với người ấy, thật đáng ghét mà. Bảo Nguyệt reo lên, tỷ tỷ, tỷ làm nũng đó ha, mặt còn đỏ lên kìa. Muội ít thấy được tỷ như thế này lắm, thật là xinh, chỉ sợ dù có tứ đại mỹ nhân gì đấy thì tỷ tỷ vẫn là xinh đẹp nhất. Hai người thân thể lõa lồ nhìn nhau, Thủy Khiết Thu thận trọng ngồi lên giường. Thân hình của nàng đầy đặn mà mềm mại lại trắng nõn nà, giống như bức tượng nữ thể được điêu khắc bằng thủy tinh, mê người ở sự sáng bóng đến trong suốt. Trên thân thể của nàng, tựa hồ như không thể tìm thấy một sợi lông tơ, ngoại trừ mái tóc mượt mà, ngay cả ở những nơi khác cũng không hề mọc lông. Nữ hài chỉ mới 15 tuổi này có lẽ có một trái tim trong trắng thế nhưng lại mang một thân thể đã trưởng thành, và mỹ thái lại không ngừng tỏa ra. Thân hình nàng gần như hoàn mỹ đến tuyệt đối. Hai đỉnh núi nhô cao mà to tròn, cặp đùi ngọc thon dài và eo lưng mềm mại, tựa như người ngọc được điêu khắc thủ công cực kỳ tinh xảo. Hy Bình hai mắt chuyên chú nhìn vào cái nơi bí ẩn nằm giữa hai chân sáng bóng như ngọc của nàng, hai cánh cửa cứ mãi không chịu mở ra. Hôm nay liệu có vì hắn mà dập hé mở cánh cửa bồng lai hay không?
Tuyết Kình Chi Nữ, chỉ dưới đôi bàn tay vuốt ve của nam nhân mà mình yêu thương mới có thể bắt đầu khai mở bồng môn. Thủy Khiết Thu có yêu hắn hay không thì phải xem nàng có chịu vì hắn mà mở rộng cánh cửa hồng. Nàng cũng ngây ngốc nhìn Hy Bình đang lõa thể. Nàng trước đây đã từng nhìn thấy rồi, đó là một nam thể gần như là hoàn mỹ. Lúc này cho dù có rất nhiều những vết sẹo, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy rằng những vết sẹo này càng khiến cho hắn tăng thêm vẻ đẹp dã tính. Hắn vốn là một tên dã thú, nhiều lúc dã tính đó chính là nguyên tố khiến cho nữ nhân phải động tâm. Nàng khẳng định đây không phải là một canh bạc chứ. Thủy Khiết Thu nói, cũng có thể đây chính là một canh bạc, cái mang ra đánh cược là vận mệnh của chàng và thiếp. Ta phải giao phó vận mệnh của ta cho nàng cũng tốt. Hy Bình cười nhạt, Hoa Tiểu Ba tỷ muội tuy rằng nói Tuyết Kình chi thân khủng bố như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không sợ, hắn từ trước đến nay không bao giờ tin rằng làm chuyện đó lại có thể dẫn đến chết người thì trên đời này có còn bao nhiêu người thích làm nữa. Lúc hắn chạm vào người Thủy Khiết Thu, thân hình mềm mại của nàng khẽ run rẩy. Nàng nằm xuống rất nhẹ nàng, song nhãn tràn đầy vẻ thẹn thùng nhìn hắn, đôi mắt này chứa đầy thâm tình lại cũng dạt dào nhiệt tình mong chờ. Nhãn tình của nàng như ngọn lửa đang rực cháy, toàn thân cũng dần dần ấm lên. Hy Bình áp lên nhục thể của nàng, cười nói, không cần khẩn trương, hôn một cái nào. Thủy Khiết Thu nhắm chặt hai mắt, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng của nàng. Thủy Khiết Thu không giống như những người khác. Lúc hắn hôn lên môi nàng thì từ trong miệng nàng truyền ra một mùi thơm mê người, đó là hương vị trời xanh. Hắn say đắm hòa cùng đôi môi nóng bỏng ấy. Trải qua nhiều lần cùng Hy Bình như vậy, nàng đã không còn là nữ hài không thể tiếp nhận cái hôn như lúc trước. Nàng, cái lưỡi thơm ngát của nàng uốn lượn như rắn cuốn lấy lưỡi Hy Bình, tạo cho hắn cảm giác kích thích thật ôn nhu. Bàn tay Hy Bình nhẹ nhàng lướt xuống cái nơi mượt mà, thầm kín của nàng. Chỗ đó thật trơn mềm vô bỉ. Tỏa ra chút cảm giác mát mẻ, ma chảo của hắn không ngừng mân mê. Nhưng ngón tay không thể đi được vào trong, chỉ có thể ở tại phía ngoài vuốt ve, cảm giác giống hệt như đang vuốt ve vỏ ngoài của viên ngọc thạch trơn bóng. Hô hấp của Thủy Khiết Thu trở lên gấp gáp hơn, Hy Bình biết nàng đã động tình, giờ không giống như lần trước cùng nàng đánh cuộc, lần đó mặc cho hắn hí lộng đến thế nào, hô hấp của nàng cũng không gấp gáp như thế này. Trong tim nàng, lúc này đích thực là đang vì hắn mà ôm ấp cảm tình mãnh liệt. Thứ cảm tình này thông qua hô hấp của nàng thổi lên mặt hắn, thông qua tiết tấu của nhịp đập con tim làm chấn động lòng hắn. Hắn bắt đầu nổi điên lên, gắng gượng chống vào cạnh trong chân nàng, hắn bỏ dần xuống dưới. Cặp môi hồng nhuận của Thủy Khiết Thu giờ ướt đầm, nàng hé mở song nhãn, trong mắt chan chứa xuân ý, tựa hồ như muốn đợi Hy Bình tiếp tục hôn xuống dưới. Và Hy Bình đã hôn đến cổ, tiếp đến ngực. Rồi tiểu phúc, thẳng tới vùng tam giác, hắn chăm chú nhìn vào Tuyết Kình chi âm của nàng, từ vẻ đẹp của ngoại hình, không còn nghi ngờ gì nữa ngoại âm của Thủy Khiết Thu là nơi khiến người ta yêu thích nhất. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cái vùng thầm kín của nàng lúc đầu vốn nguội lạnh đã dần trở nên nóng ấm, nàng rền rỉ Hy Bình, thiếp cảm thấy. Chỗ đó của thiếp dường như muốn mềm ra rồi, người thiếp nóng lắm, chỗ đó cũng nóng rồi chứ. Hy Bình cười nói, nàng tự mình sờ xem. Hắn kéo tay nàng xuống, nàng vừa chạm vào nơi đó của mình, lập tức hét lên, rụt ngay tay lại thiếp. Thực sự là nóng lên, đây là điều trước nay chưa từng có trên thân thể thiếp. Chẳng lẽ thiếp thật sự yêu chàng rồi sao? Nàng ngốc, nàng đương nhiên là yêu ta rồi, nếu không sao có thể vừa gặp mặt chưa lâu đã yêu cầu ta hôn nàng, lại còn muốn ta cùng nàng làm tình nữa. Chuyện đó khác, à, không, sợ thấy có chút cảm giác đó. Trước đây lúc thiếp chạm vào nó không hề có cảm giác. Hy Bình kinh ngạc, sao? Nàng cũng tự sợ ư. Thủy Khiết Thu vô cùng xấu hổ, thẹn thùng nói, thân thể là của thiếp, thiếp đương nhiên có lúc sờ soạng chứ. Trước đây cũng đã sờ qua Thủy Tiên và Đỗ Quyên, bọn họ không giống như thiếp, của họ mềm hơn, còn của thiếp thì cứng. Mẫu thân thiếp nói, nếu như trải qua lần đầu rồi, thiếp sẽ có thể giống như nữ nhân bình thường. Thần kỳ như vậy sao? Thủy Khiết Thu tức giận nói, chàng không tin thì thiếp cũng không nhất định bắt chàng phải tin. Hiện tại thiếp đã cao hứng rồi, thiếp đã động tình với chàng. Mẫu thân nói, chỉ cần thiếp động tình, chỗ đó của thiếp sẽ trở nên giống như của nữ nhân bình thường. Xấu hổ lắm, không nói với chàng nữa đâu. Có gì mà xấu hổ chứ, chúng ta đều muốn làm loại chuyện đó, nàng còn ngại gì. Ừ ha, để ta hôn cái chỗ khả ái đó của nàng cái nào. Hy Bình trêu nàng. Nhoài người xuống hôn vào giữa hai chân nàng,
cúi đầu hôn liếm chỗ thầm kín. Chỗ đó dần dần mềm ra, một chút thể dịch từ trong cái khe nhỏ chảy ra, có thể là do chút dịch thể ấm nóng này của nàng đã khiến cho lớp ngoài bắt đầu mềm ra. Thủy Khiết Thu bị cái hôn của hắn làm cho động tình hơn, eo lưng nhẹ nhẹ uốn éo, hai chân bắt đều run rẩy, song thủ ôm lấy đầu Hy Bình, miệng rên rỉ ư ư, muốn tiểu rồi sao? Chàng không cần hôn thiếp nữa, thiếp ngứa lắm, muốn tiểu. Vậy thì nàng phun ra đi, ha ha. Chàng xấu lắm, Thủy Khiết Thu hờn dỗi nói. Hy Bình nói, nàng cũng không phải vậy sao, tiểu sắc nữ. Qua, chàng dám nói thiếp như thế, sớm biết vậy thì thiếp đã không đến. Đến rồi thì không có đường lui nữa đâu. Vừa nói đầu lưỡi của Hy Bình vừa liếm láp vùng kín đáo của nàng. Đột nhiên, đầu lưỡi của hắn lách vào trong nhục phùng của nàng, rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thủy Khiết Thu nói, sao thế? Hy Bình nói, Khiết Thu, chỗ đó của nàng đã rất êm, rất mềm, rất ướt. Thật ư, để thiếp xem, nàng duỗi tay mân mê chỗ đó, đột nhiên, nàng chọc ngón tay vào trong mật huyệt, sau đó si ngốc nhìn Hy Bình, nói thật. Thật có thể, thiếp đã là nữ nhân bình thường rồi. Hu hu, thiếp không còn là quái vật nữa. Hy Bình sững sờ, hắn không ngờ nàng lại có thể kích động đến phát khóc lên như vậy. Hắn nói, đừng khóc, nàng vốn vẫn là một nữ nhân, và là nữ nhân mỹ lệ nhất trên đời. Thật không, chàng không cần phải hôn chỗ đó nữa, thiếp sắp không chịu được nữa rồi. Ta cứ muốn hôn. Hy Bình lập tức lại cúi đầu làm tiếp, Thủy Khiết Thu từ từ mơ màng. Vì nàng đã động tình, cho nên nguyên tố của thể nội rối loạn và bắt đầu bạo phát, tình dục vô hạn từ trong cơ thể của nàng bùng lên. Nàng là cực âm chi thể, tình dục loại này có căn nguyên là hàn tính, cùng với sự ấm nóng của chỗ kín cấu thành một tỷ lệ cường liệt, hàn lưu trong thể nội nàng trào dâng, mật động của nàng càng lúc càng nóng hơn, mềm cũng nhanh hơn. Đầu lưỡi của Hy Bình cuối cùng cũng khả dĩ đi được vào trong mật phùng nóng ướt. Hắn ngẩng mặt lên, hai tay án tại mật hộ của nàng. Tách mở bạch ngọc chi hộ được bao thật chặt ra, bên trong là một màu hồng nhuận rất nhạt, trên phần thịt màu hồng nhạt trôi nổi một dòng nước lóng lánh. Lúc này, Thủy Khiết Thu hổn hển nói, Hy Bình, chàng làm gì vậy, chỗ đó của thiếp hơi đau. À, thiếp bị chàng làm đau rồi. Còn chưa vào trong mà, nàng nói đau ư. Hắn cúi đầu xuống, miệng áp vào cửa mật đạo, đầu lưỡi nóng ướt càng ra sức liếm phần thịt non nớt của nàng. Thủy Khiết Thu đầu óc nóng bừng. Hai tay ấn đầu Hy Bình, cảm thấy trung độc trong nội thể bị đầu lưỡi hắn ma sát càng kịch liệt hơn, một dòng nước âm từ nội thể mạnh mẽ trào ra, nàng thất kinh hét không, muốn ra rồi. Thiếp không chịu được nữa. Hy Bình, thiếp sắp nổ tung rồi. Nàng cảm thấy thân thể trong nháy mắt như muốn nổ tung. Hàn căn chi tính bị dẫn phát đến không còn chỗ nào phát tiết, sự sung sướng xâm chiếm thân thể nàng, nhưng không thể truyền đi đâu được trừ chỗ kín. Những bộ phận khác của nàng bắt đầu cảm thấy lạnh, nàng nói giọng run dần, Hy Bình, thiếp chết mất, chàng đã vào chưa? Mẫu thân thiếp đã nói rồi, nếu như tình dục của thiếp bị dẫn động, nếu không được cùng nam nhân phong cuồng giao hợp, thiếp sẽ chết. Thiếp không muốn chết, thiếp, rất yêu chàng, thiếp muốn vĩnh viễn được ở bên chàng. Phụ thân thiếp nói, cửu dương trọng thể chi nhân là cực dương chi nhân, rất có khả năng giải khai tuyết kình chi cấm của thiếp, thiếp. Thiếp không muốn hại chàng đâu. Hy Bình cũng biết rằng nếu như không tiến vào đường dẫn để tiêu trừ hàn lưu của nàng thì nàng chắc chắn sẽ chết. Hắn đã cảm thấy thân thể của nàng đã biến hóa, hắn leo mạnh lên giường, xin lỗi, Khiết Thu, ta lần này không thể làm nhẹ nhàng được, có thể sẽ rất đau đấy. Chỗ đó của nàng rất nhỏ, nàng gắng chịu đựng, ta tiến vào trong đây, hay. Hắn hét to một tiếng, tay nâng dương vật cứng rắn vô bỉ lên, làm cho nó rút lại đến độ nhỏ nhất. Đầu dương vật áp thẳng vào tế phùng trơn bóng, ướt mềm, mông ưỡn thẳng lên trước, không chút do dự, dương vật áp mạnh vào tế phùng, đảm thẳng vào trong chỗ nóng bỏng, ướt mềm vô bỉ của nàng. Ái, đau! Thủy Khiết Thu kêu thảm, dương vật của Hy Bình giống như con dao phân khai cái vách chật hẹp giữa hai chân nàng. Thanh côn thịt nóng bỏng đâm mạnh vào sử nữ mô của nàng. Xung kích trầm trọng, ma sát từ trước đến nay chưa từng có đi qua chỗ thịt non nớt của nàng. Tất cả sự kích thích truyền từ nhục bích lên thần kinh, khiến cho âm kình chi lưu trong cơ thể nháy mắt đã bạo phát, hòng tìm cửa ra. Do dương khí đột nhập, âm khí của nàng tự động nghênh tiếp mà trào lên, dương vật của Hy Bình như tạo ra một luồng từ trường cường đại, làm cho âm chi lưu trong thể nội của nàng toàn bộ bị hấp dẫn. Đây là căn tính hàn lưu cường đại vô bỉ, xuyên qua dương vật của hắn, vô cùng hùng dũng.
Âm khí cường đại hòa vào thân thể hắn, khiến hắn đột nhiên rét run. Toàn thân trong chớp mắt gần như cứng đờ, không có cách nào tiếp tục các động tác, mà thủy khiết thu lại vì sự thống khổ do âm hàn căn tính bạo phát, đau đớn đến mê man. Có điều, âm khí trong nội thể nàng vẫn không ngừng ùn ùn truyền thẳng vào thân thể Hy Bình. Hàn lưu xâm nhập thể nội, nháy mắt đã chiếm ưu thế, dù cho là cửu dương chi mạch khí thiên xanh của Hy Bình cũng không có cách nào chống lại được, thế nhưng, thiên địa tâm kinh khi cảm thấy sự xung kích bất ngờ này lại tự chuyển động. Thiên dương địa âm chi khí thâm nhập toàn thân, truyền qua dương vật của hắn, cùng thiên âm chi khí của thủy khiết thu liên kết, tại thể nội của hai người không ngừng luân chuyển, nhằm điều hòa với âm hàn vô hạn của nàng. Thân thể Hy Bình dần dần phát xuất hồng sắc quang mang, cửu dương chi khí cường đại bị thiên âm chi khí của thủy khiết thu bức xuất ra ngoài cơ thể, luồng hỏa diễm hồng quang phủ khắp thân thể hai người. Sau nửa khắc, hồng quang mất dần, thay vào đó là quang hoa óng ánh, giống như ánh trăng sáng trong chiếu trong đêm tối. Hắn cuối cùng cũng chịu đựng được tuyết kình chi âm của thủy khiết thu, đề kháng được sự xâm nhập của âm tính. Cửu dương chi khí quay lại thể nội, thiên dương chi khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào kiều thể của thủy khiết thu, điều hòa thiên âm trong cơ thể nàng. Thiên địa tâm kinh trung vu tại thể nội của hai người tự động vận chuyển mà không gặp trở ngại gì, đạt tới trình độ thủy nhũ giao lưu nước sữa hòa hợp. Bạch một tiếng, Hy Bình vô lực ngã nằm lên người thủy khiết thu, hơi thở gấp rút. Hạ thể của hai người vẫn dính liền vào nhau, tiếp tục tiến hành âm dương giao lưu. Hy Bình nằm mềm người, đây là lần đầu tiên hắn trong lúc làm tình mà cảm thấy vô lực. Hắn nghĩ thầm, tí nữa thì toi, cũng may lão tử đây trụ được, thật là cái con mẹ thần thánh. Trải qua sự vận chuyển của thiên địa tâm kinh cùng với sự điều hòa của thiên dương địa âm, thủy khiết thu tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, lúc mở mắt nàng nói, chúng ta còn sống chứ? Hy Bình thở gằn nói, sống. Vẫn sống, chỉ có con mẹ nó là ta tạm thời không còn chút khí lực nào thôi. Oa hu hu, thiếp đau lắm a. Thủy khiết thu bắt đầu khóc lớn, điều đó chứng minh nàng đích xác vẫn chưa chết, nếu như chết rồi mà còn có thể cảm giác thấy hạ thể đau rát sao? Đương nhiên không có khả năng đó. Nhiều người đứng thủ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thảm sau một hồi lâu tĩnh mịch trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, lại thấy Hoa Tiểu Ba tinh quái nói, hay a, tỷ phu thành công rồi. Không thẹn là cửu dương trọng thể mãnh nam. Thủy khiết thu nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên ngoài, đột nhiên không dám kêu nữa. Nàng gắng nhịn đau, nói nhỏ, cái đó của chàng sao to thế. Hy Bình cười khổ, còn chưa to hết đâu, ta đã ém nhỏ nó lại rồi đấy, so với người bình thường thì còn nhỏ hơn một chút. Chỗ đó của nàng nhỏ quá, mà còn nóng đến chết người, ta cảm thấy vách thịt của nàng siết chặt lấy thằng con hư của ta, rồi từ lúc bắt đầu tiến nhập vào nàng. Bên trong nàng giống như kình ngư nuốt lấy ta, ta muốn rút ra cũng rất cực. Thủy khiết thu kiêu ngạo nói, mẫu thân thiếp nói, thiếp đây là kình hấp chi nguyệt, nam nhân có thể hưởng thụ được sự mỹ diệu của thiếp thì nhất định phải là nam nhân ưu tú nhân trên thế giới này. Thật đau quá mà, mẫu thân thiếp đâu có nói là làm chuyện này lại đau đến vậy. Thiếp hận mẫu thân, người nói là sướng lắm mà sao chẳng thấy sướng gì cả, chỉ thấy đau ơi là đau thôi. Hy Bình nói, nàng đừng có chuyện gì cũng nhắc đến mẫu thân nàng có được không? Kỳ thật ta xem như là đã cùng mẫu thân nàng làm qua chuyện này. Thủy khiết thu kinh ngạc sao, chàng đã làm cùng với mẫu thân thiếp ư? Hy Bình cười nói, mẫu thân nàng và U Nhi là tỷ muội sinh đôi. Họ nhìn rất giống nhau, và lại ta sau khi làm cùng Thiên Phong xong ca kiều, bọn họ tạo cho ta cảm giác rất tương đồng, mà ta cùng U Nhi đã làm chuyện đó. Mẫu thân nàng và U Nhi thì có gì khác biệt chứ? Cho nên, ta xem như là gián tiếp đã làm cùng mẫu thân nàng, có lúc ân ái cùng U Nhi mà ta cứ tưởng là mẫu thân nàng, cũng hay đấy chứ. Chàng lại dám nghĩ đến mẫu thân thiếp ư? Thiếp không cho chàng nghĩ tới bà ấy. Chàng, cái tên chết bầm này, thật đúng là một tên khốn nạn. Thiếp kẹp chết chàng luôn. Hai chân thủy khiết thu dùng lực để ép chặt, đột nhiên lại mở ra. Kinh ngạc nói, đau quá. Cái đó của chàng sao đã to lên rồi. Hy Bình nói, ta rất thích cái cảm giác được phía trong của nàng kẹp chặt, sung sướng vô cùng, nên bất giác nó mới to lên như vậy, mà còn tiếp tục to hơn nữa đấy. Đừng, thiếp đau, ái, đừng to nữa, thiếp sắp bị bành căng ra rồi. Thủy khiết thu muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn căn bản cũng không còn chút khí lực nào nữa, hai người vừa mới trải qua âm dương giao chiến, đều đã sức cùng lực kiệt. Giống như một dị vật cực đại lấp kín cái nơi nằm giữa hai chân nàng, mạnh mẽ chia thân thể nàng thành hai nửa,
đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng bỗng có một cảm giác khác thường khiến cho nàng sung sướng từ sâu thẳm trong tim. Nàng nói, thiếp muốn nói ra lời thỉnh cầu thứ hai. Khi bình phục trên người nàng, tay ôm gọn bộ ngực mềm mại, hôn lên cái cổ trắng ngần, cuối cùng cắn tới dái tai nàng, rồi nàng bắt đầu rên rỉ trong mơ màng. Cùng thiếp ân ái, Thủy Khiết Thu nói ra bốn chữ rất giản đơn. Hả, Thi Bình kinh ngạc thốt lên, đây không phải là đang cùng nàng làm chuyện đó sao? Và lại lời thỉnh cầu này và lời thỉnh cầu thứ nhất hoàn toàn giống nhau mà. Hắn nói, ta thật không hiểu, hai lời thỉnh cầu của nàng đều như nhau, hơn nữa cơ thể của chúng ta vẫn đang còn tương liên. Thủy Khiết Thu nói, lời thỉnh cầu thứ nhất của thiếp là vì muốn giải khai hôn ước cùng với Lạc Thiên, cũng có thể nói là vì điều kiện mà Lạc Thiên đề xuất nên thiếp mới cùng chàng ân ái, đó là muốn dùng thân thể của thiếp để hủy diệt chàng. Nhưng thiếp lại yêu chàng, vô luận là như thế nào thì thiếp cũng đã đánh cược một lần, cho nên thiếp thỉnh cầu chàng cùng thiếp ân ái. Còn lời thỉnh cầu hiện tại của thiếp là từ chân tâm thiếp mong muốn, thiếp thật muốn cùng chàng hoan ái. Vì vậy, thiếp xin chàng đừng lo lắng gì cả. Hãy hết lòng yêu thương thiếp, thiếp nguyện hiến dâng cho chàng trọn vẹn con tim và tình yêu cùng với nhục thể, và tất cả những. Nàng chăm chú nhìn Hy Bình đầy thâm tình, nói, chàng là nam nhân duy nhất của thiếp. Thiếp nói cho chàng một chuyện, kỳ thật sau khi lớn khôn, thiếp đã không còn yêu Lạc Thiên nữa. Thiếp cho rằng mình yêu hắn, nhưng đó là nguyện vọng khi còn nhỏ mà thôi, không thể tính là tình yêu. Từ lúc gặp chàng, thiếp mới dâng hiến tình yêu đích thực của mình. Thiếp trước đây lúc nào cũng giận chàng. Chàng đã giải khai ước định giữa thiếp và Lạc Thiên rồi. Lời thỉnh cầu của thiếp là vì tình ái mà lập ra, cho nên thiếp cũng muốn dùng tình dục để giải khai, bởi vì hai lời thỉnh cầu của thiếp là cùng thiếp quyết đấu trên giường, kỳ thật phương thức đều giống nhau, đều là muốn cùng chàng tác ái. Hi hi, thiếp không phải là rất giảo hoạt đúng không? Hi Bình cắn mũi nàng, nói, nhưng lời thỉnh cầu đầu tiên của nàng thì không tính, vì đó là yêu cầu của Lạc Thiên. Hiện tại, ta muốn cho nàng một cơ hội, cũng là cho nàng một thỉnh cầu. Thủy Khiết Thu nói, thiếp dùng lời thỉnh cầu này, xin chàng hãy yêu thiếp trọn đời, vĩnh viễn không ruồng bỏ thiếp. Hơn nữa, hiện tại, lập tức hoàn thành tất cả những động tác và phương thức làm tình, khiến cho sự thống khổ của thiếp kết thúc, mang sự sung sướng đến cho thiếp. Hy Bình đột nhiên chống hai tay lên, cười nói, ta lập tức mang đến cho nàng sự sung sướng vô cùng, sự sung sướng đơn thuần do tình ái tạo thành. Ta sẽ mang những dấu hiệu này đem vào trong thân thể nàng, khắc sâu vào linh hồn nàng. Từ khi Thủy Khiết Thu ly khai khỏi Đại Địa Minh, đi tới Đại Trạch Môn, Lạc Thiên cho người chú ý tới động tĩnh của nàng. Ám Long hồi báo, thiếu chủ, Đại Ni nói, Hoàng Hy Bình đã thành công giải cấm chế tuyết kình chi thân cho Thủy Khiết Thu. Cái gì? Lạc Thiên kinh hải kêu lên, cái này đơn giản thật khó tin được, hắn nói, Hoàng Hy Bình cái tên này tại phương diện này bổng như châu thế. Ám Long đáp, thiếu chủ, nói câu nói trong lòng, nếu như không phải là châu, cũng không thể để nhiều nữ nhân như vậy toàn tâm cố gắng, hắn tính ra là nam nhân có công năng mạnh nhất mà ta trong đời này thấy qua, cũng là nam nhân thần kỳ nhất, xem ra chỉ là một người không hiểu võ công. Nhưng tóm lại lúc tối nguy hiểm đem đối thủ đánh bại, cũng không biết hắn là vận tốt hay là hắn có thật lực. Lạc Thiên nói, đích xác là như thế, trước kia là nhìn lầm hắn. Ám Long nói, Phỉ Sa đã là người của hắn, nàng ta có thể hay không có thể đem mọi chuyện của chúng ta tiết lộ ra. Lạc Thiên trầm tư đáp, cũng có khả năng này. Nhưng mà, Hoàng Hy Bình trở về như vậy nhiều ngày, cũng không thấy hắn tới kiếm chúng ta làm phiền, phỏng chừng là Phỉ Sa chưa có nói bao nhiêu. Nên nàng ta sau này cũng sẽ không nói. Nếu như muốn nói thì đã sớm nói. Hơn nữa Phỉ Sa biết cũng không nhiều, chúng ta rất ít khi để cho nữ nhân tham dự vào chuyện bí mật của chúng ta. Vì ta căn bản không tin nữ nhân. Nữ nhân gì sau này đều có thể thay đổi, bởi vậy sau này cũng đều phải đề phòng. Ám Long nói, thiếu chủ nói câu này thấm sâu vào lòng ta. Giống như là Đại Ni, nàng ở tại tứ đại thế gia đã lâu, cũng chưa nói cho chúng ta điều gì, đều là chúng ta hỏi ra, nàng ta chỉ nói vài thứ, cũng đều là không quan hệ khẩn yếu. Ta hoài nghi nàng đã thay lòng đổi dạ, dù sao thiếu chủ không phải là đệ nhất nam nhân của nàng. Lòng nữ nhân tóm lại khuynh hướng tới đệ nhất nam nhân tiến nhập vào nhục thể của nàng. Còn tốt Đại Ni không biết chuyện của Phỉ Sa, nếu không nàng cũng đợi không nổi. Lạc Thiên nói, Đại Ni từ nhiệm vụ thất bại thứ nhất, đã đối với ta không có được tác dụng gì, hơn nữa nàng ta đem chuyện Hoàng Hy Bình, Hoàng Tiểu Nguyệt, và Đỗ Tư Tư lúc đó báo với ta, từ phút đó,
nàng ta hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại, nàng ta muốn sao thì sao. Có xấu lắm thì nàng ta trở về Thiên Trúc, Ám Long, sau này chuyện của chúng ta, bất tất nói với nàng ta. Ám Long nói, Thủy Khiết Thu thì ra sao? Nàng ta dù sao cũng là vị hôn thê của thiếu chủ. Tính ra, thành đại sự không cần tiểu tiết, nữ nhân này vốn là không thể dùng, ta lấy nàng, là muốn có được thế lực của nàng ta, nhưng song thân của nàng như thể đi tới Long Thành, phỏng chừng cũng sẽ không giúp đỡ, Thủy Thiên Trường dù sao cũng là người không có gì làm, không có tác dụng gì. Hiện giờ chúng ta đã nắm trong tay Hoàng đế, cũng như là nắm trong tay thiên hạ, ta còn có sợ gì? Ngày mai ta sẽ tuyên bố với Võ Lâm, hủy bỏ hôn sự với Thủy Khiết Thu. Ám Long, ta để ngươi học theo Hoàng đế, ngươi học thế nào rồi? Ám Long đáp, thiếu chủ, ta mỗi ngày đều quan sát nhất cử nhất động của Hoàng đế, nỗ lực học theo thanh âm cùng với dáng dấp của hắn, phỏng chừng không cần thời gian dài, ta sẽ mô phỏng được như là thật. Lạc Thiên cười nói, rất tốt, sau này mấy ngàn cung nữ trong Hoàng cung đều là của ngươi. Ám Long bất lực nói, thiếu chủ, người không phải không biết ta là loại người gì. Mỹ nữ đối với ta vô dụng, ta bao năm trước đã không thể rồi, vô luận như thế nào cũng không thể cương cứng. Vì thế, mấy người tình của ta đều đã rời xa ta. Lạc Thiên nói, vậy cũng tốt, nếu như ngươi có thể tiến được vào cung cùng với phi tử Hoan Ái, bọn họ sẽ dễ dàng phát hiện. Ngược lại, ngươi không tiếp cận họ, sẽ không có nhiều phiền toái, đây cũng là nguyên nhân ta tuyển ngươi giả làm hoàng đế. Ta nghĩ, ta sẽ rất thích kế hoạch này của ta. Thiếu chủ quả là anh mìm, tuổi trẻ có tương lai, minh chủ có được nhi tử ưu tú như vậy, tự nhiên là vui vẻ rồi. Ám Long vuốt ve Lạc Thiên như giấm ngựa, trong lòng nghĩ, đời này mà không tính toán thì chỉ sống thừa. Lúc nào cũng làm thiên hạ đệ nhất nhân một hồi, hoàng thượng vạn tuế, hắc hắc, ta sẽ là hoàng thượng. Lạc Thiên hỏi, đại ni còn có cùng ngươi nói gì nữa? Ám Long từ trong mộng hoàng đế tỉnh lại, đáp, ồ, có. Nàng nhắn người chiều mai tiến vào đại trạch môn tìm nàng. Nàng ta nói là nàng ta rất nhớ người, mị lực của thiếu chủ so với tên tứ cẩu đó lớn hơn nhiều. Lạch Thiên nghĩ tới nghĩ lui, đáp cũng tốt, ta chiều mai sẽ tới bồi tiếp nàng, thuận tiện đem mộng hương làm cho xong. À, thiếu chủ, người không phải cho tới bây giờ chưa cường gian à? Lạch Thiên cười nói, ta đã cải biến nguyên tắc của ta rồi. Bắt đầu từ tối hôm qua, ta đã hiểu được cường gian cũng có một phen phong vị khác, ta có điểm thích. Mộng hương này là một nữ nhân ta muốn có được, cũng nên dùng trên người nàng, ta nghĩ nhất định rất mỹ diệu. Ám Long nói, nhưng mộng hương võ nghệ rất cao, không phải dễ đối phó, lại nói, là tại đại trạch môn đó có thể làm không xong. Lạc Thiên cười nói, không cần khẩn trương, ta cũng là đã nghĩ tới, có cơ hội là làm, còn không có cơ hội ta sẽ không làm bậy. Ta lúc nào cũng đều là người rất có thể tự chế. Ám Long nói, đích xác như thế, chỉ có thiếu chủ có năng lực tự khống chế, mới có thể thành tựu như vậy. Lạc Thiên nói, người hãy đi đi, ta phải ngủ ngon một giấc. Một trận chiến Ngọc Xà Môn tổn thất không ít, bọn Hoàng Hy Bình tạm thời cũng không thể khởi phong ba gì. Chỉ đợi cho phụ thân trở về, cái gì cũng đều kết thúc hết. Hoàng Hy Bình nhất định sẽ bị cả Võ Lâm truy sát. Lúc đó tứ đại thế gia cũng không thể giúp hắn, kế ly gian của chúng ta, nhất định chỉ có một phần nhỏ thất bại. Ám Long đi ra ngoài, Lạc Thiên nằm trên giường, không ngủ được, lại đứng lên lầm bầm nói, còn phải đi tìm Lương Lệ Quỳnh quả phụ này cho tới sáng. Sáng sớm, Hy Bình nhìn thấy Mộng Hương và Bảo Nguyệt đi đến. Hai nữ nhân này chỉ cần một khi đi ra ngoài, là phải bịt mặt lên, nhưng hắn đã nhìn qua mặt thật của hai người. Tự nhiên minh bạch họ rước khăn che mặt tịnh không phải là không thấy được ánh sáng, đơn giản là ánh sáng thấy được họ đều muốn thất sắc. Bảo Nguyệt vui vẻ nói, Hy Bình, chàng không việc gì rồi, đem qua người ta vì chàng mà lo sợ. Hy Bình nghĩ tới muốn tiến lên tới trước ôm lấy Bảo Nguyệt, Mộng Hương bỗng ngăn cản phía trước Bảo Nguyệt, hỏi, Hoàng Hy Bình, ngươi muốn làm gì? Hy Bình cười nói, Hương Hương, gọi ta ca ca, ta là ca ca của nàng. Ai nói ngươi là ca ca của ta đâu? Mộng Hương nổi giận. Hy Bình đáp, mẫu thân của ta nói, ngươi là sư phụ của nàng, ngươi là người nuôi nàng lớn. Ngươi nói nàng là muội muội, ta phải là ca ca của nàng. Sao vậy, có phải nàng dám kháng lại ý tứ của mẫu thân ta? Mộng Hương tức giận làm khăn che mặt bay lên, nói, ngươi còn dám dùng sư phụ ép ta? Dùng được chứ, ta bản thân đều có thể ép nàng tới gắt gao. Khí lực của ta rất lớn,
không tin nàng ta ép thử xem, nàng tuyệt đối không thể xoay người. Hy Bình rất đắc ý, nghĩ tới giây phút ép trên người nàng, nàng đích xác xoay không được người. Mộng Hương tức quá nói không nên lời, Bảo Nguyệt nói đúng rồi, chỉ cần tới được tới trước mặt Hoàng Hy Bình, nàng đều không thể khống chế, cũng chỉ có Hy Bình có thể làm nàng tay chân như không có. Bảo Nguyệt nói, chàng đừng có trêu cho tiểu thư tức giận. Hy Bình đáp, ta trêu nàng ta ở đâu? Là nàng ta trêu ta, nàng ta ăn thật no rồi không đánh rắm. Ta phải ôm lấy lão bà của ta, nàng ta lại ngăn cản ta làm, ta với nàng ta mau ôm cho tốt. Đồng thời lúc hắn nói, hai tay dài đã ôm tới. Mộng Hương liệu không được hắn còn đang nói đã động thủ trước, lúc muốn tránh né thì không còn kịp, phản xạ tính lui lại một bước, vừa vặn đụng vào Bảo Nguyệt, hai nàng bị Hy Bình ôm được. Mộng Hương bị kẹp ở giữa, liều mạng giãy giụa, miệng hét lên, Hoàng Hy Bình, ta giết chết ngươi. Ngực Hy Bình ép lên song phong của nàng, rất là thoải mái, cố ý xoay ngực, cách qua y phục ma sát song phong của nàng. Mộng Hương ngẩng đầu lên, trừng hai mắt, người như nhũn ra, rên rỉ, ngươi, xấu. Một điểm đều không xấu, ca ca ôm muội muội rất là bình thường, ôm cả hai một chút cũng là bình thường. Mộng rắm thối, có thích ngực của ta không? Đừng có gọi ta là mộng rắm thối. Thế thì gọi nàng là Hương Hương, thế nào, nhưng một khi đã gọi như vậy, ta muốn như vậy. Hắn cúi đầu xuống, đặt môi nhẹ lên cái trán đẹp của nàng, cười nói, đã nói muốn Hương Hương, đương nhiên Hương Hương nàng. Mộng Hương dậm chân một cái, dụng lực đạp lên chân Hy Bình đau la lên một tiếng, chỉ nghe nàng nói, người buông ta ra, ta mặc kệ ngươi. Hy Bình cười nói, hôn ta một cái, ta sẽ buông nàng ra. Không, Mộng Hương cự tuyệt, đồng thời nói, người không phải trước kia nói là không muốn hôn ta nữa sao? À, khi nào? Mộng Hương đáp, là lần đó, người nói lần cuối cùng hôn ta, ngươi, ngươi hỗn đản này, sắc ma, biến thái, nói là lần cuối hôn ta, vừa rồi hôn, hôn ta. Hy Bình hỏi, ở đâu? Ta vừa rồi chỉ là chạm tới trán của nàng, đâu tính là hôn. Nàng oan uổng cho ta phải hôn miệng nàng. Mộng Hương đột nhiên cúi đầu xuống, tựa hồ thật sự sợ Hy Bình hôn miệng nàng. Hy Bình đột nhiên buông hai nàng ra, không nguyện ý để ta hôn. Ta cũng nhớ ra hình như có nói qua như vậy, nam nhân nên tuân thủ lời hứa. Hoàng Hy Bình Mộng Hương không để ý đến quát lên, hoàn toàn không còn thái độ trước kia. Hy Bình hôm nay muốn qua khỏi nàng, ôm Bảo Nguyệt của hắn, nghe được, hắn hét lên một tiếng, nói đại, cái gì? Mộng Hương nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt, nói ngươi là người tuân thủ theo lời hứa. Hy Bình đáp, có đôi khi đúng vậy. Mộng Hương nói, tại trong cái phòng đó, ngươi đã hứa cái gì với ta, ngươi nhớ không? Hy Bình gãi gãi đầu, hỏi ngược lại, ngươi nhớ không? Ngươi nói, ta là giấc mộng thơm nhất của ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không thương hại ta, nhưng ngươi. Mộng Hương đột nhiên chuyển thân bỏ đi, Hy Bình ngồi xuống trên đất, chăm chú nhìn mặt đất, đưa mấy ngón tay quẹt quẹt mặt đất, không có nói gì. Bảo Nguyệt cũng ngồi xuống, nhìn về phía mấy ngón tay Hy Bình, cả kinh nói, ướt, nước mắt của tỷ tỷ. Hy Bình đột nhiên nói, Bảo Nguyệt, ta hiện tại muốn nàng. A, à, Bảo Nguyệt lõa thể hoàn mỹ ngồi trên giường, trong lúc đó Hy Bình quỳ gối tại hai chân nàng cũng lõa thể như vậy. Nàng thật mỹ lệ, ánh mắt thuần khiết đó lúc này che đầy một loại kinh hoàng chưa từng có qua. Nàng khẩn trương nhìn Hy Bình, thân thể nam nhân này nàng đã từng một lần nhìn qua, tiểu cự long bạo nộ trong cái khố. Thời gian đều trong hồi tưởng của nàng xuất hiện, nhưng lần này chân thật hiện lên trước mắt nàng, trong lòng nàng vẫn có kinh khủng quầng đại. Cái lỏa thể hoàn mỹ của nàng đang xuất hiện ra trong đáy mắt của Hy Bình, không giống như một đóa mân côi nở rộ, mà giống như một đóa liên hà sen nổi trên mặt nước, thanh đạm và trong sạch. Ngọc Phong trước ngực tròn trịa thẳng đứng, tiểu phúc trơn tru nhưng không có một chút mỡ, hai chân tinh tế thon dài, ở giữa hông che kín cỏ đen mềm, dưới đống cỏ mềm chỉnh tề chính là quang khiết như ngọc, hai phiến môi mềm tuyết bạch, không có nửa sợi cỏ tạp sinh trưởng, môi mềm kẹp chặt, ở phía mặt ngoài không nhìn được quang cảnh chỗ đó. Hy Bình, thiếp có chút sợ, thanh âm Bảo Nguyệt bắt đầu phát lên, nàng đích xác là sợ. Nàng biết chuyện này một hồi sẽ thế nào, nhưng nàng ở đó đều đóng chặt lại. Nếu cái đó thật lớn của hắn tiến đến, nàng làm sao mà theo đây? Hy Bình nói, Bảo Nguyệt, nàng hãy nằm xuống, thả lỏng trong lòng, không cần phải sợ, ngoan nào.
Bảo Nguyệt đáp, chàng vì cái gì đột nhiên nghĩ tới muốn thiếp? Hy Bình nói, ta muốn phát tiết một chút, trong lòng ta có điểm phiền muộn. Bởi vì nước mắt của tiểu thư, cũng vì ta yêu nàng, đã rất lâu rồi muốn được nàng, nhưng nàng ta thẳng thắn ngăn cản. Hôm nay ta quyết định đem nàng biến thành nữ nhân của ta được không? Hy Bình ôn nhu nói, trong lòng hắn cũng có điểm tội lỗi, dù sao bây giờ đột nhiên chiếm hữu lấy Bảo Nguyệt, trên một vài khía cạnh cũng bởi vì Mộng Hương. Bảo Nguyệt nói, được rồi, thiếp cũng muốn trở thành nữ nhân của chàng, tỷ tỷ không cho phép thiếp, thiếp đã cùng tỷ ấy có qua ước định, nói nếu như tương lai muốn lập gia đình, phải cùng tỷ ấy đồng thời lấy một người. Nếu như muội trao thân cho chàng, tỷ ấy cũng phải trao cho chàng. Vì vậy tỷ ấy không cho thiếp làm nữ nhân của chàng. Bởi vì nàng ta không muốn làm nữ nhân của ta. Có lẽ trước đây thì đúng vậy, nhưng trong lòng tỷ ấy kỳ thật đã từ lâu yêu chàng rất sâu đậm. Chỉ là tỷ ấy tự mình không biết, tỷ ấy thường xuyên mộng thấy chàng, còn vì chàng rơi rất nhiều lệ. Tỷ tỷ là nữ nhân không dễ dàng dao động tình cảm, nhưng tỷ ấy mỗi khi nhìn thấy chàng, đều có biểu hiện rất thất thường. Thất thường của một nữ nhân là bởi vì nàng ta trong lòng đang để ý tới chuyện gì hay là một người. Chàng là nam nhân duy nhất tỷ tỷ để ý tới. Ta biết, nàng nằm xuống đi. Hy Bình nhẹ nhàng đẩy lên trên song phong của nàng, thân thể đẹp đẽ của nàng thật mát. Theo tay của hắn nằm xuống, song phong đang đứng thẳng lập tức kéo phẳng lên trên ngực nàng, nhưng nàng vẫn căng thẳng chăm chú nhìn Hy Bình. Hy Bình cúi đầu xuống, nhìn thấy khe hở của nàng đã thâm uất. Nàng là xử nữ, lúc đối với nam nhân yêu trong lòng, không tự giác chảy ra dâm dịch. Một loại tâm tình chỉ xử nữ có, khiến cho dâm dịch của nàng đặc biệt dễ dàng chảy ra. Bảo Nguyệt, nàng thế nào mà mau sướng vậy? Bảo Nguyệt e thẹn, muội không biết. Ta rất thích chỗ đó của nàng, để ta hôn nào. Đừng, không sạch sẽ. Bảo Nguyệt nũng nịu hô lên, nhưng hai tay Hy Bình đã banh hai chân nàng ra, chui đầu vào chỗ kín thơm tho của nàng. Miệng áp lên trên mật huyệt, hôn lên mùa xuân mềm mại khiết bạch vô hạ của nàng. Chỗ mẫn cảm của Bảo Nguyệt lần thứ nhất bị chạm tới, toàn thân đã căng cứng ra, hai chân muốn kẹp lại, nhưng hai tay cường tráng của Hy Bình đối kháng nàng, hai chân của nàng không thu lại được. Cũng bởi vì Hy Bình tiếp tục hôn liếm, eo thon của nàng cong lên, đồn bộ đầy đặn đứng dậy, càng đẩy chỗ kín lên cao. Ác ác, Hy Bình, đừng, muội, nhột quá, thật sự khó chịu. Bảo Nguyệt, chỗ này của muội rất nhỏ hẹp, không có ướt nhất định khi tiến vào trong sẽ rất đau. Hy Bình lại tiếp tục, hai tay hắn để lên chỗ kín của nàng, từ từ mở mật huyệt của nàng ra, khi đó ở ngoài mới có thể thấy được đôi mép phấn hồng, tim hắn rung động, chui đầu liếm tới. Da thịt mềm mại của Bảo Nguyệt bị hắn liếm một cái, cảm thấy vật gì đó ẩm nóng cọ quẹt bên trong nàng, răng rung lên chạm vào nhau. Cái lưỡi nóng bỏng đó vẫn chẳng biết mệt cuốn tới cuốn lui vào trong mém hồng của nàng, liếm thẳng vào trong mật đạo. Da thịt mềm mại tại miệng mật đạo thắt chặt đó bị hắn nóng bỏng chạm tới, một loại khoái cảm không có thể dự tính như điện giật toàn thân nàng. Toàn thân nàng mềm ra, đồn bộ áp xuống, hô hấp gia tăng, vô lực nhìn thân hình lỏa lồ của Hy Bình rên rỉ. Hy Bình, muội không chịu nổi nữa. Hai mắt trong veo của nàng có vài nét xuân ý, thân tình vừa có vẻ kinh hoàng rồi lại nôn nóng, đánh vỡ tâm tính yên lặng của nàng. Ráng nhịn thêm chút nữa. Hắn tiếp tục trêu nàng. Khi thân thể Bảo Nguyệt mềm ra như nước, giữa hông nàng đã đầy đủ dịch thể cùng với nước bọt. Hy Bình đưa thân người lên, nàng nằm đó thân thể đẹp đẽ mềm như bông, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt mỹ lệ như mặt trăng đã đỏ lên, thật sự mê người. Hắn nhịn không được hôn lên đôi môi hồng của nàng, nàng đột mở hai mắt, quay mặt tránh né, e thẹn nói, Hy Bình, chàng vừa rồi hôn chỗ đó của người ta xong. Hy Bình hết cười rồi nói, cái này có cái gì? Miệng ta đều là mùi vị của nàng, để nàng cùng nếm thử, rất thơm đó. Bảo Nguyệt trong lòng vui mừng, nói, chàng lừa người, chỗ đó thế nào lại thơm được. Nữ nhân khác chỗ đó có thể không thơm, nhưng của Bảo Nguyệt của ta, lại rất thơm. Từ nay về sau ta thường xuyên hôn lên hương huyệt của Bảo Nguyệt. Hắn lại hôn lên môi Bảo Nguyệt, lần này nàng không né tránh, mở rộng nụ hoa nhu nhuyễn ướt át cùng hắn triền miên. Tay của Hy Bình không nằm yên. Trên nhủ đầu to lớn thẳng đứng nắn bóp, tay kia chống lên sàn giường, đẩy đồn bộ lên, dương vật ở giữa hông phảng phất như linh xà tự tìm kiếm động khẩu, chỉ tới chỗ kín ướt đẫm của Bảo Nguyệt, nhẹ nhàng cọ lên chỗ da thịt mỏng manh đó. Bảo Nguyệt lắc eo mình, đồn bộ hơi lách qua,
như muốn tránh né cái cự vật có linh tính đó, bởi vì nàng thật khó chịu. Tay nàng không tự giác muốn ngăn lại, nhưng khi bàn tay mềm mại đó chụp được cây gậy nóng hổi mạnh mẽ đó, tâm thần lại rung động. Thi Bình rời bỏ đôi môi nàng nói, nàng có muốn nhìn không? Thiếp, nhìn qua rồi. Lần này nhìn cẩn thận, hắn ngồi xuống đưa đến, cự vật đứng thẳng trước mắt Bảo Nguyệt, hai mắt Bảo Nguyệt nhìn thẳng. Thi Bình nói, Bảo Nguyệt, cầm lấy nó. Ồ, không, Bảo Nguyệt khẩn trương, nhưng tay Hi Bình đã đem tay nàng nắm lại, nàng phải theo lời cầm lấy dương vật của Hi Bình. Hi Bình nói, Bảo Nguyệt, có cảm giác gì? Thật lớn, thật nóng. Bảo Nguyệt lời nói lộn xộn, đối diện với cự long bạo nộ, nàng thật không thể tưởng tượng, để nó tiến nhập vào con đường nhỏ hẹp mỏng manh của sinh mệnh nàng, thân thể nàng có thể chứa nổi không? Chàng muốn dùng nó đâm vào thân thể của thiếp, Bảo Nguyệt ngây thơ hỏi. Hi Bình đáp, không cắm vào, thì thế nào mà ta có thể biến bảo bảo của ta thành nữ nhân thật sự của ta? Có đau lắm không? Một chút chút. Thiếp không tin, nếu như rất đau, thiếp sẽ giận chàng. Ta đây ôn nhu một chút, sẽ không để bảo bảo giận ta. Hi Bình cười lên, Bảo Nguyệt này bình thường vốn bướng, lúc này càng hơn, hắn lại nói, Bảo Nguyệt, dùng miệng nàng hôn nó đi. Bảo Nguyệt cả kinh đáp, thiếp không, chàng dùng cái này để tiểu tiện, rất dơ bẩn. Ngoan, hôn một lần, ta vừa rồi mới hôn nàng xong. Bảo Nguyệt nhìn hắn, cuối cùng đã theo lời đưa đầu lên, hai tay rung rung cầm lấy cự vật của hắn, dương mắt nhìn cái thứ đó với mạch máu trương to lên một hồi, mở miệng nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó cúi đầu nói ca, thiếp hôn rồi. Hi Bình vui vẻ nói, Bảo Nguyệt ngoan quá. Hắn điên cuồng hôn nàng một trận, đem Bảo Nguyệt áp lên trên giường, nhìn lấy nàng nói, vừa rồi nàng hôn nó vì vậy cảm tạ nàng, nên muốn tiến vào sinh mệnh của nàng. Bảo Nguyệt cảm thấy cự vật của hắn quả nhiên đang chĩa vào chỗ kín của nàng. Lần này và trước kia khác nhau, tay hắn nhẹ nhàng đem cự vật xoa một lúc, rồi dùng sức đẩy vào lỗ hẹp của nàng. Nàng cảm thấy lỗ hẹp của nàng từ từ nở ra, giống như là lúc tiểu tiện căng lên. Lại một lúc, cái cự đầu nóng hổi đó nhẹ nhàng ép xuống, đi vào con đường của nàng. Nàng thấy một cơn đau, phảng phất như lỗ nhỏ của nàng bị xé ra. Trong lúc Hi Bình dần dần tiến vào, nửa khúc đã bị mép ngoài của nàng bao lấy. Nàng tuy e thẹn vẫn vui mừng, nhắm hai mắt lại, trong lòng nói thầm ca, chàng tiến vào đi. Chàng như vậy lúc nào cũng xấu, bảo bảo rốt cuộc để chàng xấu tới nơi rồi. Nửa khúc của Hi Bình bị da thịt mềm mại của nàng bao vào trong, thoải mái nói không ra lời. Huyệt khẩu của Bảo Nguyệt đã cực kỳ ướt và nóng, chật trội cứng dẻo vô bì. Hắn cảm thấy dương vật của hắn như là bị miệng nào cắn chặt lấy. Hắn bắt đầu động tác, Bảo Nguyệt cảm giác được hắn ở chỗ nông cạn từ từ tiến ra tiến vào, mặc dù có điểm hơi đau, nhưng mà tịnh không phải là rất đau. Một loại xung kích dị dạng phóng thẳng vào trung tâm đầu óc, nàng mở hai mắt nói, chàng không lừa muội, không phải rất đau, giống như khó chịu lại giống như thoải mái. Bảo Bảo nói không ra cảm giác đó, nhưng, rất thích. Không lạ là họ cả ngày đều huynh làm chuyện đó. Hi Bình trong lòng cảm thấy buồn cười, cái này còn chưa có tiến vào. Chỉ là vì bôi trơn vỏ khí của chính mình, để nàng có cảm giác thích ứng. Nàng như thể là đã thật sự tiến vào rồi, đợi một chút không chừng sẽ khóc lớn một hồi, đau hết cả ngày. Hắn nói, phải không? Bảo Bảo hưởng thụ cho tốt, ta chuẩn bị tiến vào đây. Cái gì? Bảo Nguyệt kinh hải hô lên, chàng còn chưa có tiến vào. Hi Bình đáp, chưa có. Lần trước nàng thấy ta và Túy tỷ, ta đâm nàng ta rất sâu, nhưng bây giờ nàng xem thử ta có ở đó bao sâu. Bảo Nguyệt quả nhiên nhìn chỗ đó, nhìn không được gì, chỉ thấy cái đó tiến vào được chút chút, còn một đoạn dài ở giữa hông nàng, sắc mặt nàng đã biến thành tái mét, cả kinh hỏi, chàng nói là toàn bộ đâm vào à? Là như thế. Ô, nhất định sẽ đau lắm. Bảo Nguyệt kinh ngạc việc này liền khóc trước. Hi Bình an ủi, nàng thật sự sợ đau tới vậy. Chúng ta hôm nay không làm được không? Bảo Nguyệt ngừng khóc, khẩn trương nhìn Hi Bình, muốn phân biệt lời hắn vừa nói là thật hay giả, một hồi mới nói chàng tiến tới đi. Thiếp không sợ đau, thiếp không khóc. Hi Bình hiểu thời cơ đã đến, nàng xác định. Thiếp đợi ngày này đã rất lâu, nếu để thiếp thống khổ, thiếp cũng, .cam tâm tình nguyện. Bảo Nguyệt kiên định nói. Nàng đích xác đợi ta đã rất lâu rồi, chúng ta gặp nhau rất lâu rồi. Khi đó nàng có từng nghĩ qua ngày này không? Thiếp cũng không biết, chàng hiện ra khiến người hoảng tâm,
nhưng cũng là xấu xa tới làm người ta hoảng tâm. Thiếp không biết, hoảng tâm có phải là nói lên nữ nhân đã động tâm rồi. Nếu như thế, thiếp có thể lần đầu thấy chàng đã động tâm. Chàng khi đó thật là chán ghét, còn cười bảo bảo. Bảo Nguyệt nhớ đến Hy Bình tại vũ đấu môn biểu diễn đao chiêu nát bấy đó. Nàng không tự giác cười lên, toàn thân lòng cũng đã thả lỏng. Hy Bình nhắm tới thời cơ này, ôn nhu nói, Bảo Nguyệt, ta tiến đến đây. Hắn hạ hông đẩy tới, cây gậy nóng nảy đi thẳng vào đường hầm ướt đẫm của nàng, xuyên thủng màn sử nữ. Trong sát na đau đớn, làm cho Bảo Nguyệt với lần đầu vô pháp chịu nổi, hét thảm lên, tiện đà khóc lớn lên. Máu, từ chỗ giao hợp của hai người chảy ra. Dương vật của Hy Bình đi sâu vào nội thể nàng, cái không gian nóng ướt vô cùng nhỏ hẹp, da thịt rung động căng lên bao lấy dương vật hắn. Hắn cúi xuống ôm lấy thân thể mềm mại của Bảo Nguyệt. Hắn không có chuyển động, cảm thụ được người của Bảo Nguyệt hô hấp thay đổi theo từng lần co lần rụt cho hắn mỹ diệu. Bảo Nguyệt khóc hết một hồi, phát giác ra Hy Bình không động đậy, liền mở hai mắt hỏi, vì cái gì mà không động đậy vậy? Hy Bình đáp, ta đang ngắm nhìn nàng khóc. Bảo Nguyệt ủy khuất, thiếp đau, vì vậy mà thiếp khóc. Chàng tiến nhập nội thể thiếp lúc đó muội cảm giác được trong lòng của chàng đau lòng vì người ta. Người ta cũng muốn khóc, chàng tựa hồ vạch thiếp ra tìm tòi, thật sự là rất đau. Hy Bình nói, ta tiến đến rồi, ta không muốn tự ép mình, Bảo Nguyệt, ta muốn tăng lớn lên một chút, được không? Bảo Nguyệt cả kinh hỏi, như thế nào mà tăng lớn? Tựa như vậy. Hy Bình nói xong, Bảo Nguyệt cảm thấy vật trong nội thể nàng trương phình lên, để mật đạo ôm chặt lấy, đưa thẳng tới nàng cảm giác như thân thể muốn phân thành hai nửa. Cái loại thống khổ không có thể chịu nổi lại đến, nàng tiếp tục khóc than ca, đừng, Bảo Bảo không muốn lớn nữa. Đau quá, chàng muốn đem thân thể thiếp chia lìa ra à? Chỗ đó như là nát tan, từ nay về sau không tiểu tiện được nữa. Hy Bình cảm thấy buồn cười, nói, sao lại vậy, tiểu tiện không phải là dùng tới cái lỗ đó mà. Bảo Nguyệt hiếu kỳ hỏi, chàng lừa người, muội mỗi lần đều là từ chỗ đó ra. À, ngượng quá, không nói nữa. Ta không có lừa nàng, đợi lúc nào có cơ hội, ta để nàng tự mình xem thử, nếu như xem không ra được của mình, ta để họ cho nàng xem. Thiếp không chịu xem của họ đâu. Từ nay về sau nàng và họ cùng một chỗ, gì mà không xem. Được, đau quá, ô ô, chàng còn muốn bao lâu nữa? Còn sớm, ta phải đem muội làm cho không xuống giường được. Hy Bình cười nói, chậm rãi kéo dương vật ra, Bảo Nguyệt khóc theo. Khi ra khỏi được cửa mật đạo, hắn lại đột nhiên tiến vào, thân thể Bảo Nguyệt run lên, không khỏi đau quá hét lên. A à, ca, muội quá đau rồi, chàng đừng quá nhanh. Ta trước ôn nhu, sau thô bạo. Hy Bình quả nhiên rất ôn nhu co giật, Bảo Nguyệt tuy đau, nhưng một cảm giác khác theo cùng thống khổ mà đến, đó là nàng sợ hãi, rồi lại thích thú. Vô luận thế nào, tất cả động tác của nam nhân này nàng đều thích, thậm chí như thế đem tới cho nàng thống khổ thật lớn. Nàng cũng chỉ có vui mừng. Khóc lóc, phần nhiều là vì người vui mừng, nhưng không phải là thống khổ. Hy Bình quả nhiên tuân thủ lời nói của hắn, trước thì rất ôn nhu, sau đó từ từ cuồng dã lên, giống như là một cái đầu của dã thúc trong nhục thể mềm mại của nàng rung động. Bảo Nguyệt đã chịu không được hơn nhiều, mặc kệ là khóc hay là rên rỉ, nàng đều dùng lượng âm thanh lớn nhất, khoái cảm tình ái như là giống với đau đớn, lén ập tới toàn thân nàng. Tại lúc này, cửa đột nhiên bị đá tung ra, đứng tại trước cửa chính là Mộng Hương, nàng hai mắt phẫn nộ, dương lên nhìn hai người trên giường. Hy Bình đột nhiên kéo cự vật to lớn của hắn ra, đối diện với Mộng Hương, quát lên, con mẹ ngươi nghĩ làm gì? Bảo Nguyệt đã có điểm mê ly, lúc này lập tức thanh tĩnh, kinh hoàng nói, tỷ tỷ, tỷ, đến, đóng cửa lại được không? Mộng Hương lườm Hy Bình, đương nhiên đã thấy được cây gậy nóng nảy ở giữa hông của hắn, nàng sao cũng nghĩ không ra. Bảo Nguyệt chỗ đó bé tí, mà lại nuốt được cái đó lớn như vậy. Nàng giận dữ quát lên, Hoàng Hy Bình, người muốn Bảo Nguyệt, sao không hỏi qua ta? Hy Bình cười nói, ta và nữ nhân của ta làm việc, phải hỏi nàng sao? Mộng Hương đáp, người và nữ nhân khác đều được, nhưng muốn cùng Bảo Nguyệt, phải hỏi qua ta. Hy Bình nói, nếu như nàng lại không đi ra, ta sẽ đem nàng để lên giường. Mộng Hương giận quá toàn thân phát rung lên. Nói, ngươi tên hỗn đản này, ta sẽ báo với sư phụ, ngươi đợi đó. Ta đợi, ta con mẹ nó không thể không cưỡng gian nàng.
Mộng Hương phẫn nộ chuyển thân bỏ đi. Hy Bình nói, Bảo Nguyệt, chúng ta tiếp tục. Bảo Nguyệt nói, đừng, được không? Thiếp đã chịu hết nổi, thiếp có thể phải nằm vài ngày. Cái cửa này bị phá đi, sẽ bị người nhìn thấy. Nàng đã sớm kéo chăn lên che người, Hy Bình nhìn tới nhìn lui nàng, nói, được rồi. Nàng lần thứ nhất, đích xác không quá cuồng được, nếu không thì không tốt với thân thể. Hắn nằm xuống phía ngoài, cự vận giữ hồng vẫn kiên định, cũng mặc kệ cửa bị phá hay không, tựa hồ không sợ ai tiến tới nhìn thấy. Bảo Nguyệt nói, chàng không đắp chăn, không sợ bị người thấy được à? Hy Bình cười nói, ở chỗ này rất nhiều người đều đã thấy qua ta lõa thể, không còn là tiểu bí mật nữa, có cho họ nhìn cũng không có gì. Bảo Nguyệt nghĩ trong lòng, đây cũng là đúng, thật sự rất nhiều người đã nhìn qua, lần đó chàng từ phòng ốc bước ra, người cũng lõa thể. Lúc đó nam nữ lão ấu, ai mà chưa thấy. Chàng lúc đó cũng không thấy ngược, huống chi hiện tại. Bảo Nguyệt cảm thấy da mặt của hắn quá dày không thể dày hơn nữa, nhưng nàng cũng cảm thấy thân thể của hắn cường tráng đem theo vô hạn mỹ cảm, bị ai nhìn thấy đều sẽ không thất lễ, nàng hỏi tỷ tỷ có phải thật là gọi sư phụ lại không? Ồ, không được, Bảo Nguyệt đưa ta một chút chăn mền, mẫu thân ta tới thấy được thật không tốt. Nhắc tới Mộng Tình, Hy Bình lập tức chui vào trong chăn. Quay lại đối mặt với Bảo Nguyệt cười hắc hắc. Bảo Nguyệt hiếu kỳ hỏi, chàng sao lại sợ sư phụ như vậy? Hy Bình ngập ngừng đáp, cái này, bà ta là mẫu thân của ta. Bảo Nguyệt nói, đối với sư phụ chàng chỉ nhận là kiền nương, mẹ nuôi. Chàng hôm đó tới Trần Yến sư cô đều không sợ, sao lại sợ kiền nương? Hy Bình nói, mẹ ruột và mẹ nuôi đều là mẹ, hôm đó là tình thế bức ép mà. Thiếp cảm thấy chàng không sợ mẹ ruột. Lại sợ sư phụ của thiếp hơn nhiều. Hy Bình nói, chúng ta đừng có nói chuyện này nữa, Bảo Nguyệt, nàng và Mộng Giám Thối thật sự nói qua sẽ cùng lấy một người. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng yêu chàng, hơn nữa yêu chàng rất sâu. Tỷ ấy cũng như thiếp, cho tới bây giờ chưa từng yêu qua nam nhân khác. Nhưng tỷ ấy sẽ không nói ra. Hy Bình nói, Bảo Nguyệt, ta và nàng nói chuyện đó, đêm nay. Hắn kéo tai Bảo Nguyệt tới sát bên. Thì thầm nói một loạt, Bảo Nguyệt cả kinh hỏi, chàng, thật muốn làm vậy. Hy Bình không hồi đáp, chỉ nói, ta mặc lại y phục, sau đó bế nàng tới giường Nhu Vân. Nhu Vân, Đình Đình, Khiết Thu họ vô pháp xuống giường, để họ bồi tiếp nàng, được không? Bảo Bảo và họ rất thân thuộc. Hy Bình bế Bảo Nguyệt tới phòng thi Nhu Vân, sau đó đi ra thấy Đại Ni, hắn rất ít khi cùng nữ nhân của tứ cẩu nói chuyện, nhưng nàng lần này tìm đến hắn. Thật kỳ quái, nàng chỉ nói một câu, đêm nay ngươi có thể tới phòng ta. Ta có một số việc nói với ngươi, rồi không đợi cho Hy Bình hồi đáp, đã bỏ đi, Hy Bình tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nghĩ nhiều tới. Đồng lúc đó, tứ cẩu cũng gặp một chuyện kỳ quái, có người truyền cho hắn một mảnh giấy viết, bằng vào theo lôi long vài ngày ngửi được mùi mực, hắn đọc được chữ trên mặt trước, đêm tới người hãy đến trước phòng đại ni thủ ở đó, ngươi sẽ thấy được chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì đây? Đại Ni đã sống xa hắn rất lâu, tuy hắn có lúc tới phòng nàng khoan vào, nàng cũng để cho hắn khoan. Nhưng tứ cẩu hắn không thể nghĩ tới có cái gì kỳ quái, đầu chó thật là đơn giản, đã không muốn nghĩ tới. Vừa đúng Hy Bình tìm tới hắn, hắn cũng đem chuyện này bỏ qua, tìm được Hoa Tiểu Ba và lòng không cam tình nguyện từ Phiêu Nhiên, trong Đại Trạch Môn mở ra một hội diễn sướng, làm toàn bộ người Đại Trạch Môn sợ quá bỏ chạy tị nạn. Họ thẳng tới hát cho tới thiên hôn địa ám. Buổi chiều, Hy Bình đẩy cửa phòng của Đại Ni mở ra, đây là lần thứ hai hắn đơn độc tiến vào phòng Đại Ni, hắn nghĩ không ra Đại Ni gọi hắn đến có việc gì, còn hay là không còn muốn dụ hoặc hắn giống như trước kia. Đại Ni đem cửa phòng khóa lại, Hy Bình hỏi, nói đi. Có chuyện gì? Đại Ni nũng nịu, chàng làm gì gấp vậy? Hy Bình đáp, ta đương nhiên gấp rồi, bọn lão bà ta đều đang đợi ta. Nàng nếu vô sự gọi ta tới đây, không lẽ để lãng phí xuân tiêu của ta hôm nay à? Đại Ni nói, nếu như ta cho chàng một chuyến xuân tiêu. Hy Bình cười đáp, nàng lại muốn múa thoát y. Đại Ni có chút không tự nhiên, lúc trước dụ họ ắc không thành, giờ phút này lại phải làm chuyện giống như vậy, không biết kết quả ra sao. Chàng muốn xem à? Nàng hỏi. Nếu như nàng múa, ta sẽ xem. Đại Ni quả nhiên bắt đầu múa thoát y. Nàng trong khi múa cảm thấy không thích thú, Hy Bình hai tay trống trên bàn, ánh mắt vẫn không nhìn nàng mà làm nhắm lại. Nàng lõa thể mềm mại bước tới nhìn cho kỹ,
cái tên này như thể ngủ ngon giấc. Nàng không biết phải giận hay là hận, nàng cúi đầu xuống, song nhũ áp tới hắn, hắn quay đầu một cái, bụp một tiếng, trán đã đập mạnh xuống mặt bàn, tỉnh lại. Vì cái gì mà chàng ngủ ngon được, chàng không phải nói là chàng xem tốt nhất mà. Hy Bình cảm thấy trán có chút không thoải mái, vốn muốn thoá mạ người, nghe được nàng mắng trước, hắn có điểm ngượng ngùng nói, ta cả ngày không ngủ qua, mệt quá. Hơn nữa nàng múa thật mê người, vì vậy ta như là mơ hồ ngủ ngon giấc. Ý tứ không tốt, nàng tiếp tục múa, lần này ta mở hai mắt thật to. Đại Ni đột nhiên ngồi xuống trên hai chân hắn, hai tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, sâu xa nói, có phải chàng một chút cũng đều không thích người ta? Hy Bình không đáp. Đại Ni tiếp tục nói, ta là người của Lạc Thiên. Ta biết, Hy Bình nói câu này làm trong lòng Đại Ni đại kinh, ngốc nghếch nhìn hắn nói tiếp, ta trong lúc ở tại La Phủ đã biết nàng không phải đơn giản như vậy. Nàng tiếp cận chúng ta, đem theo mục đích bất lương. Sau lại đến Long Thành, ta đã rõ nàng rốt cuộc là người của ai, chỉ là ta không muốn nói. Ta nghĩ nếu như có một ngày nàng chính miệng nói với ta, có lẽ càng tốt. Đại Ni tưởng không nổi người nhìn có vẻ ngu ngốc, kỳ thật tĩnh không như thế, nàng nói, Lạc Thiên vốn muốn để ta tiếp cận truyền nhân của, Liệt Dương Chân Đao, để thủ đắc, Lôi Kiếp Thần Đao. Nhưng ta nhìn lầm người, không có thành công. Ta vốn là muốn tiếp cận chàng, nhưng chàng như thể đưa đao cho tứ cẩu cầm. Có một số việc, nói ra có lẽ chàng sẽ không tin, thiếp trước kia có yêu qua Lạc Thiên, cho tới bây giờ không có thương yêu qua tứ cẩu, nhưng ta sau lại từ từ yêu thương tới chàng, chàng không tin à? Không tin cũng được, ta đêm này làm chuyện này cũng là Lạc Thiên để ta làm. Ta nghĩ làm xong lần này, ta sẽ trở về Thiên Trúc. Tại Trung Nguyên để lại cho ta chỉ là bi thương và tiếc nuối. Đối với chàng đêm nay, thật sự chỉ muốn cùng chàng phong cuồng một lần, cái này là chân tâm của ta. Ta không lừa chàng, tuy là ta vẫn lừa cứ tứ cẩu, bởi vì ta lựa chọn không lừa chàng. Hy Bình nói, không chuẩn bị lưu lại. Nếu thiếp lưu lại, chàng sẽ muốn ta à? Đại Ni có chút yêu thương, lệ quang trong ánh sáng lóe lên. Hy Bình đột nhiên ôm lấy nàng tiến tới giường, đem nàng bỏ lên trên giường nói, nàng ngủ đi. Ta phải đi rồi. Đại Ni kéo y phục của hắn nói, một lần cũng không được. Hy Bình lắc lắc đầu đáp, chúng ta vô duyên từ đầu. Đại Ni giống như là mất đi linh hồn, lầm bầm nói, chàng đi đi. Sáng mai ta cũng đi rồi, ta muốn đơn độc trở về. Các tỉ muội của ta hiện tại đều đã có người yêu thương và ngược lại. Mọi chuyện họ đều không biết, chỉ là theo mệnh lệnh của ta. Ta để họ lưu lại, ta biết họ không bỏ được các nam nhân này. Ngày mai là lúc ta ly khai, chàng có thể tiễn ta không? Hy Bình đáp, nếu như ta còn có cơ hội vì nàng đưa tiễn mà nói, ta muốn, ta sẽ bồi tiếp nàng đi một đoạn. Nàng không có chân chính hại tới chúng ta, nhưng thật ra chúng ta lại hại nàng. Ánh mắt của Đại Ni lộ ra một tia vui mừng, nói, không cần phải đem chuyện ta chuẩn bị ly khai nói cho tứ cẩu biết. Ta không muốn hắn biết, hắn mê luyến ta rõ. Nhưng ta không yêu hắn. Cái này ta cũng rất rõ ràng. Hy Bình không hồi đáp, chuyển thân đi ra. Hắn ly khai không lâu, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, Đại Ni phủ lên thân một mảnh đồ ngủ rồi hỏi, là ai? Ta, là thanh âm của Thiên Lạc. Đại Ni mở cửa. Lạc Thiên tiến vào nói, Đại Ni, nàng làm lần này thật tốt. Lúc nàng thoát y, tứ cẩu thủ ở ngoài cửa, hắn rất phẫn nộ bỏ đi rồi. Sáng mai có lẽ sẽ có vở kịch hay để xem rồi. Đại Ni ướt át nói, chuyện phải làm ta đã làm xong, ta muốn an tĩnh một lát. Ngươi không phải nói là muốn đêm nay chiếm được Mộng Hương sao? Lạc Thiên đáp, kỳ thật ta yêu chính là nàng. Còn phải nói, ta không muốn nghe, ta đã mặc kệ chuyện của ngươi. Lạc Thiên nói, được rồi, ta trước tiên đi làm xong Mộng Hương, sau đó trở lại bồi tiếp nàng, được không? Đại Ni không tỏ vẻ gì, chỉ là âm u nói, ta muốn đi ngủ. Lạc Thiên chuyển thân, mở cửa, biến mất vào đêm đen. Hy Bình từ phòng Đại Ni đi ra, trực tiếp đi đến phòng Mộng Hương. Mộng Hương và Bảo Nguyệt vốn ở chung một chỗ, nhưng Bảo Nguyệt đã đến phòng Nhu Vân, nàng đang đơn độc ngủ trên giường, cả ngày trong lòng mệt mỏi, rất nhanh tiến vào trong mộng. Hy Bình tay cầm lấy chìa khóa mà Bảo Nguyệt đưa cho. Hắn hôm nay nói nhỏ chuyện vào tai Bảo Nguyệt vốn không đáp ứng, nhưng sau lại đưa cho hắn. Hắn từng nói qua lời, hắn tóm lại ghi tạc trong lòng. Hắn muốn trừng phạt Mộng Hương.
Hắn lặng lẽ mở cửa, thật xảo hợp, Mộng Hương lần này ngủ như chết, nằm thấy ác mộng, căn bản không tỉnh giấc. Hắn đem cửa nhẹ nhàng khóa trái lại, phòng rất là tối, nhưng hắn từng qua đây, biết vị trí của giường. Hắn trước tiên đem y phục mình cởi ra, lõa thể tìm tới bên giường. Mộng Hương lúc này đang ngủ trên giường. Hắn đứng trước cửa sổ thật lâu, nghe được trong giấc ngủ Mộng Hương không thoải mái rên rỉ và lầm bầm. Hoàng Hy Bình, ngươi là tên hỗn đản, vì sao muốn đối với ta như vậy? Đứng trước giường Hy Bình đại kinh, nghĩ là Mộng Hương biết hắn đến, chuẩn bị chạy. Nhưng Mộng Hương như không có một động tác, cũng không nói chuyện, hắn biết là Mộng Hương không có tỉnh, chỉ là nói chuyện trong mộng thôi. Bảo Nguyệt nói không sai, Mộng Hương này quả nhiên thường xuyên mộng thấy hắn. Thế có phải theo như lời Bảo Nguyệt nói, Mộng Hương đã yêu hắn thâm sâu? Hắn đột nhiên có chút không đành lòng thương hại nàng, muốn chuyển thân rời đi, nhưng trong lòng lại nghĩ, mộng dám thối này tóm lại hung bạo với hắn, là do nàng yêu hắn mà không dám nói, đó là thành toàn cho nàng mà. Nhưng mà thành toàn kiểu này, từ nay về sau có đem tới cho hắn nhiều thống khổ không? Nếu nàng sau này biết được chân tướng của sự tình, sẽ lượng thứ cho hắn không? Hắn phải trước tiên trừng phạt nàng rồi nói, hắn trước kia không phải là thừa nhận muốn trừng phạt nàng mà. Đúng, thiên tài phải tuân thủ lời hứa. Hắn trước hết phải khống chế Mộng Hương. Hắn bò lên giường, Mộng Hương biết được, hắn đại kinh, lập tức phóng lên người nàng, căng thẳng ngăn chặn nàng. Mộng Hương tỉnh lại, kinh hô lên, dâm tặc. Miệng Hy Bình đột nhiên hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Chuẩn bị thâu hương chín là Lạc Thiên đã chính tại lúc này tới được ngoài cửa. Đang tính phóng mê hương, đột nhiên nghe Mộng Hương một câu dâm tặc, trong lòng kinh hãi, đã không kịp nghĩ, quay đầu bỏ chạy khỏi Đại Trạch Môn, trở về lại Đại Địa Minh. Mộng Hương vừa tỉnh lại đã phát giác mình bị nam nhân áp lên. Trong bóng tối không biết là ai, kinh hô lên, nhưng miệng đột nhiên bị hôn cứng, nàng vốn tính tránh né, nhưng phát giác nam nhân trên thân khí lực mạnh hiếm thấy giống như lúc trước nàng bị Hy Bình áp lên, căn bản không tránh né được. Nàng trong bóng tối. Thủ pháp điểm huyệt không ngừng thi triển, vẫn như cũ không có hiệu quả, chỉ còn vận mạnh nội kình, muốn chấn bay nam nhân trên người, nhưng cũng không hữu dụng. Nội kình cường đại đánh tới trên người nam nhân, đánh tới giường cùng sập, hai người rớt xuống mặt đất, chiếc mùng chống mũi đem hai người chùm lại một chỗ. Mộng Hương cảm thấy được miệng của nam nhân xuất ra từng giọt dịch thể nóng. Nàng biết là máu của nam nhân đó, vừa rồi nàng toàn lực xuất kích, làm nam nhân thụ thương trầm trọng. Nhưng vì sao người này vẫn chưa bỏ nàng ra? Miệng hắn vì sao vẫn còn hôn mạnh nàng? Tay nàng lại xuất kích, oanh kích ngay ngực của nam nhân. Dù thân thể của Hy Bình gần như là kim cương bất hoại, cũng không chống nổi toàn lực xuất kích của nàng. Hắn không thể điểm huyệt, nếu hắn có thể điểm huyệt, đã chế phục Mộng Hương rồi. Giờ phút này chỉ có thể nhờ vào giai sức của hắn để khống chế nàng, nhưng mà Mộng Hương không để ý cứ oanh kích. Hắn thế nào mà chịu đựng lâu dài đây? Hắn cuối cùng rời khỏi môi của Mộng Hương, một miệng máu phun ra, đau buồn hỏi, nàng muốn giết chết ta à? Mộng Hương nghe được thanh âm của hắn, đột nhiên ngưng lại mọi động tác, an tĩnh lại, chỉ có âm thanh thở gấp của song phương. Hoàng Hy Bình, ngươi là đại sắc mà, ngươi như thế ư? Hy Bình nhất thời thở không ra hơi, cũng không nói chuyện. Mộng Hương nói, ngươi không nói chuyện cũng được, buông ta ra. Hy Bình đột nhiên gục trên ngực nàng. Một ngụm máu lại phun ra chen song phong của nàng. Mộng Hương trong bóng tối rõ ràng đây là máu của hắn, nói, buông ta ra, ta châm đèn xem ngươi chết chưa. Chưa, chưa chết, Hy Bình thở gấp nói. Mộng Hương hỏi, ngươi vì sao muốn như thế? Hy Bình đáp, nàng để ta nghỉ một chút, nàng vừa rồi thiếu chút lấy mạng ta rồi. Mộng Hương cả giận nói, ngươi tên dâm tặc, nữa đem phi lễ với ta hận không đem ngươi giết ngay. Cho nên ta muốn trừng phạt nàng, nàng là dám thối nữ nhân. Ta nói qua có một ngày nào đó ta sẽ trừng phạt nàng, hơn nữa muốn nàng thế nào cũng thoát không khỏi trừng phạt của ta. Hy Bình từ đầu đến cuối nhớ lại lời hứa tội ác của hắn. Nói, vì sao lại muốn như thế? Hy Bình đáp, ta đã nói rồi, ta muốn trừng phạt nàng. Ngươi, Mộng Hương hai nắm tay lại đấm trên thân Hy Bình, nhưng có đánh trên ngực hắn, cũng không có sử dụng nội kình gì. Người bằng gì trừng phạt ta? Bằng gì, bằng cái gì? Mộng Hương bắt nức nở, đánh một trận, hai tay ôm chặt lấy lưng Hy Bình. Hy Bình đáp, bằng cái gì? Nàng dựa vào nàng là Nguyệt Nữ, đã từ lúc đầu chống đối với ta,
dựa vào nàng là tiểu thư của Bảo Nguyệt, không chuẩn cho Bảo Nguyệt theo ta. Con mẹ nó còn một lần muốn thiến lão tử, còn con mẹ nó cùng với Lạc Thiên tên hỗn đản đó hội ước. Ta chỉ bằng vào cái này. Ai cùng với Lạc Thiên hội ước, ngươi nói rõ ràng với ta, Hoàng Hy Bình. Đêm đó không phải là ta vừa vặn đi ngang, nàng con mẹ nó không phải là cùng Lạc Thiên trên giường à. Bốp một tiếng, Mộng Hương trong bóng tối cho Hy Bình một tát tay thật mạnh, khóc nói, ngươi cho ta là loại người gì. Ta tới, chính là bất quá hắn mời, hắn lúc đó căn bản không có đề cập tới chuyện xấu xa này, chỉ là nói muốn bàn chuyện Võ Lâm, ngươi là tên hỗn đản, nếu không phải vì ngươi, ta đã không đi. Mộng Hương cảm thấy thật ủy khuất, nàng vì vậy mà đi hội ước. Lúc đó hoàn toàn là vì trong lòng nàng đột nhiên có một người, nhưng người này nàng chán ghét cực độ chính là Hoàng Hy Bình. Nàng muốn đem hắn từ trong lòng tan đi, vừa vặn Lạc Thiên mời, nàng vì vậy mà đi. Bây giờ hắn như thể trách nàng, hắn có quyền lợi gì mà trách cứ nàng, thậm chí theo như sư phụ nói, hắn là đại ca của nàng, hắn cũng không thể quản được nàng. Lại nói, khi đó sư phụ còn chưa có nhận hắn. Hắn là đại ca của nàng, nhưng đại ca sao lại đối với muội muội như vậy? Hy Bình nói, vì ta, nàng cho ta một giải thích, ta nghĩ không minh bạch. Nghĩ không minh bạch thì đừng nghĩ, buông ta ra. Ta chết cũng không buông, ta buông nàng ra, sẽ không chắc là nàng lại không chém loạn ta như lần trước. Ta thế nào chết còn không biết, hắn chỉ tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, không tin tưởng vào công phu chạy trốn của chính mình đó là tài chỉ có Hoa Tiểu Ba có. Mộng Hương cả giận nói, người buông hay không buông? Hy Bình lòng như sắt thép đáp, không buông, có gì cứ đánh chết ta trong lòng nàng đi. Mộng Hương không có đánh hắn, cũng không nói nữa. Hy Bình có điểm kỳ quái, liền hỏi, nàng làm sao vậy? Mộng Hương nhẹ nhàng nấc lên. Hy Bình trong lòng có chút mềm ra, nói đại, nếu như nàng nguyện ý đem ước định giữa nàng và Bảo Nguyệt phế bỏ, ta sẽ buông nàng ra. Ta không, ta không. Mộng Hương lại đấm lên lưng Hy Bình. Nàng không muốn lập gia thất, nàng bằng vào gì muốn Bảo Nguyệt cũng theo nàng không lập gia thất. Nàng nếu như bỏ qua ước định đó, ta cũng sẽ không trừng phạt nàng nữa, nếu không, ta cưỡng gian nàng. Mộng Hương chỉ có khóc, nàng hiện tại cũng không tránh né, chỉ là không ngừng dùng phấn quyền đánh lên Hy Bình, nhưng là một loại không lực đánh đấm, căn bản không thấy cỏ nửa điểm lực đạo. Hy Bình nói, nàng chỉ là khóc, rốt cuộc nói đi. Ngươi muốn sao thì sao, ta chết cũng không bỏ cái ước định đó, ngươi, ngươi khi phụ người. Vì cái gì chỉ muốn Bảo Nguyệt, vì cái chỉ muốn Bảo Nguyệt. Vì cái gì muốn bức ta, vì cái gì muốn trừng phạt ta. Ta hận ngươi, hận ngươi. Ngươi muốn sao thì sao, ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Ngươi lúc nào cái gì cũng làm người ta chán ghét, trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. Ngươi triệt để là xấu xa. Ta vốn rất xấu xa. Hy Bình đã mất đi nhẫn nại, hai tay xé rách áo ngủ của nàng. Nàng ngoại trừ áo ngủ chỉ mặc có một đế khố nhỏ. Hy Bình một không làm hai không ngưng nghĩ, phòng bị cuối cùng của nàng đã bị ngoại trừ xong. Nàng như thể không ngăn cản, chỉ có khóc, Hy Bình thế nào cũng nghĩ không ra Mộng Hương lại có thể khóc như thế. Dù sao cũng làm nữ nhân. Bàn tay hắn tìm tới chỗ kín đó của nàng, chỗ đó đã ướt thành một mảng, hắn kinh ngạc hỏi, nàng sao lại ướt át được. Mộng Hương ngừng khóc hỏi, cái gì ướt? Hy Bình trong bóng tối lại chạm vào chỗ kín mềm mại của nàng, đáp chỗ này. Ồ, Hoàng Hy Bình, ta không tha thứ cho ngươi. Ngươi dám như vậy đối với ta. Có cái gì mà dám với không dám? Chuyện ta dám còn nhiều lắm. Hy Bình mạnh bạo phân khai hai chân nàng ra, cự vật giữa hông chĩa ngay vào miệng mật huyệt của nàng. Mộng Hương cảm thấy khác áp lực và nhiệt độ khác thường, cả kinh nói, ngươi dùng cái gì chĩa vào ta? Đi vào rồi ngươi sẽ biết, Hy Bình này sinh ác độc chĩa tới một cái, tính khí cường đại đột nhập vào thánh đạo của Mộng Hương. Cái gì? Mộng Hương nghi vấn nói ra, đột nhiên cảm thấy một đau kịch liệt vô pháp chịu đựng, toàn thân chấn động, thống khổ nói, a, đau, Hoàng Hy Bình, ta tuyệt sẽ không lượng thứ cho ngươi. Một đời này đều không lượng thứ cho ngươi, ngươi như thể dùng phương thức này. Ô ô, đau quá, ngươi ngưng lại, ngưng lại. Cự vật trong nội thể nàng rút ra đẩy vào, đau đớn tê liệt tiếp tục. Cự vật đó phảng phất muốn đem mật đạo của nàng xé rách ra. Nàng biết giờ phút này hắn đang làm gì, nàng biết được thống khổ của mình đến từ chỗ đó, không chỉ là từ nhục thể, mà phần nhiều chính là đến từ tâm linh nàng.
Hy Bình từ lúc bắt đầu tiến vào mộng hương, liền cảm thấy được mật đạo của tuyệt thế mỹ nữ thật tuyệt vời, mật đạo của nàng vừa sâu vừa hẹp. Chỗ đó ướt và nóng vô bì, dâm dịch tràn ra, trên tường của mật đạo thịt da mềm mại cực kỳ. Vô luận hắn rút thành nhỏ hay là tăng lớn thêm thước tấc, mật đạo của nàng đều là thuận theo thước tấc của hắn mà co hay trương lên, thắt chặt cực kỳ không thể so sánh bình thường. Trong khi bao chặt lấy dương vật của hắn, khiến cho mỗi kích tới không bị tiêu giảm. Đồng thời từ trên tường của mật đạo truyền lại hấp lực cực lớn. Ở chỗ sâu của mật huyệt cũng truyền lại hấp lực cường đại, lúc hắn tiến sâu vào nàng, cảm thấy có một thứ gì trong một sát na sưng lên bao lấy đầu gậy của hắn, phảng phất như là vừa cắn vừa hôn, ôm lấy đầu gậy của hắn, hưng phấn của hắn thăng lên cực lớn. Lần này hắn trong cả nội thể nữ nhân rất ít gặp được, mộng hương này như là có cùng diệu dụng đồng công hiệu khác kiểu cách với Thủy Khiết Nhi, Bạch Tư và Lâm Hân các nàng đó căn bản không thể so bì. Đương nhiên, Âu Dương Đình Đình cũng là một nữ nhân cực kỳ đặc biệt, nhưng nàng với các nữ nhân bất đồng, cái diệu dụng của nàng, khi hắn tiến vào thấy được chỗ đó có thứ gì quấn chặt lấy dương vật, làm cho dương vật kích tới hưng phấn dị thường. Giờ phút Hy Bình trọi thẳng với cái huyệt mỹ diệu đó của mộng hương, trong lòng rung mạnh, đã không thể được hơn nửa, mãnh liệt co giật. Nếu là người khác, đã sớm không còn khí lực nữa, các đợt co giật này phải có thể lực rất lớn để hoàn thành. Vì dương vật đó thật sự bị huyệt mật của nàng kẹp quá chặt, lại có hấp lực cường đại, như hút ra đến nơi, nói thì dễ hơn làm. Chỉ có Hy Bình này là người có được lực của dã thú siêu nhân cùng với thể lực, mới có thể kiên trì tiếp tục, độc tác mãnh liệt. Giống như lúc cùng với Thủy Khiết Thu, Âu Dương Đình Đình ân ái, hắn hưng phấn so với bình thường thì nhanh hơn thật nhiều, mộng hương chỉ cảm thấy thống khổ, còn pha thêm một loại thống khổ rên rỉ đặc biệt. Hoàng Hy Bình! Ô ô ô ô, ngươi quả là ác. Ngươi khi phụ ta, dùng đại gia hỏa cái đó chán ghét của ngươi đâm vào thân thể ta, Đau quá, cái đó của ngươi thật lớn thật dài, ngươi thật sự đem nó toàn bộ đưa vào. Chỗ đó của ta nhỏ, ta vĩnh viễn không lượng thứ cho ngươi, ô ô. Sẽ còn tiếp tục tăng dài tăng lớn, ở mặt trên cũng sẽ đâm ra nhiều gai thịt. Ta đã nói qua muốn trừng phạt nàng mà. Mộng hương lập tức cảm giác được dương vật trong mật huyệt tiếp tục tăng lớn. Lại nong lớn thêm mật huyệt của nàng, những cảm giác thống khổ càng cường liệt, cũng có một loại cảm giác đầy đủ biến thái và khoái cảm vô pháp ức chế. Đồng thời, nàng kinh ngạc cảm thấy được trên dương vật đó tựa hồ có nhiều gai mọc lên, như thể là gai trà trong mật huyệt của nàng, trong lòng cực kỳ bay bổng. Ô ô, ta đừng, khó chịu quá, ta đừng có như vậy. Hoàng Hy Bình, người buông tha cho ta, van xin ngươi, tốt, ta. Mông bắt đầu nói lẫn quẩn lung tung. Nàng không tự chủ đưa đồn bộ lên cao, nghênh tiếp lấy kích tới của Hy Bình, nhưng nàng thật sự không biết động tác này của nàng. Ta phải trừng phạt nàng. Hy Bình nảy sinh ác độc kéo ra tống vào, mộng hương mỹ diệu làm hắn phát cuồng lên. Mạnh thêm, dập mạnh thêm. Mộng hương bắt đầu có chút mơ hồ, Hy Bình toàn lực kích sâu vào, theo động tác hưng phấn của thiên địa tâm kinh, làm thần kinh toàn thân của nàng cực kỳ mẫn cảm, nàng phân không ra là thống khổ hay là khoái lạc. Hy Bình cũng hưng phấn dị thường, cường liệt lay động, hắn hét lên, ta phải để nàng sinh hài tử cho ta. Mộng hương tuy có chút mơ hồ, nhưng nghe được câu đó, rên rỉ, hài tử. Ngươi vừa nói, hài tử của chúng ta. Khi Hy Bình tiến vào nội thể của nàng, nàng cảm giác được phẫn nộ trong lòng Hy Bình. Hắn đích xác là có chút tức giận, có phải hận nàng trước kia như vậy đối với hắn. Nhưng sau một đoạn thời gian, phẫn nộ biến mất. Trong lòng Hy Bình nổi lên một tia ôn nhu, nhưng là một loại thâm tình dày đặc nổi lên, từ trong lay động của hắn, tiến vào tâm linh của nàng. Trong giây phút đó, nàng minh bạch nam nhân này yêu nàng tha thiết sâu đậm. Nhưng nàng vô pháp lượng thứ cho hắn, nàng thừa nhận hắn cho nàng loại thâm tình đó, nàng tránh né. Chỉ là trong giây phút nghe được hắn muốn cho nàng một hài tử, nàng đột nhiên không biết là vui mừng hay là bi ai, hắn bỗng nguyện ý để nàng sinh cho hắn hài tử. Đó là đại diện cho cái gì? Một hài tử, nàng và hắn sinh ra. Nàng sẽ có một hài tử. Nàng trong hỗn loạn nói ra câu nói trong lòng, vì cái gì ngươi không thể đối tốt với ta? Ta cũng muốn như Bảo Nguyệt, ta cũng cam tâm tình nguyện sinh cho ngươi hài tử, nhưng giờ phút này ta thật sự khó lượng thứ cho ngươi, ngươi thật đáng hận. Nàng dứt lời, cảm thấy được Hy Bình trên thân thể, lay động càng kịch liệt giống như là bị co giật. Sau một khắc, dương vật trong mật huyệt của nàng rung động không ngừng. Một trận khoái cảm cường đại trào lên trong lòng nàng,
theo đó là dương tinh cường đại của Hy Bình xuất ra, đang đổ vào trong mật huyệt của nàng, sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn, nàng mệt quá ngủ đi. Hy Bình nằm trên nhục thể của nàng thở hào hển như trâu, quá một hồi, lầm bầm tự nói với mình, nàng không thể ngủ ở đây, ta bế nàng tới chỗ khác. Nàng muốn thế nào, ngày mai sau khi tỉnh, lại tính sổ với ta. Hắn tìm quần áo mặc vào, ôm Mộng Hương vào trong chăn, rồi đi ra khỏi cửa. Đứng ở ngoài cửa đầy người. Hoàng Hy Bình, con mẹ ngươi không phải là người, ngươi làm Mộng Hương đã được rồi, ngay cả đại ni của ta cũng làm. Tứ Cẩu tức giận thóa mạ ra miệng, người của hắn, ánh mắt cũng phức tạp vô bì. Hy Bình nhìn thấy Mộng Tình vẻ mặt bi thương, vô lực sệ mặt xuống. Tứ Cẩu tiếp tục nói, uổng cho ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi ngay cả nữ nhân của huynh đệ cũng làm. Ta Tứ Cẩu từ này về sau với ngươi một đao hai đoạn. Hắn chuyển thân bỏ đi, đem theo nữ nhân của hắn, cũng không quay đầu rồi biến mất. Hoa Tiểu Ba lầm bầm tự nói với chính mình, cái này không đúng chấm sao lại như vậy. Độc Cô Minh nói, chúng ta không thể tưởng được ngươi có thể đối với Mộng Hương cô nương, ai? Ngươi dù sao cũng không thể thay đổi bản tính xấu. Mộng Tình chỉ nói một câu, rồi chuyển thân bỏ đi. Hy Bình ngẩng đầu nhìn tới nhìn lui chúng nhân, sau gió dương mắt nhìn các nữ nhân của hắn hỏi, các nàng thấy rất kỳ quái phải không? Vô luận ra sao, bọn thiếp đều sẽ không ly khai chàng. Bọn thiếp cho tới bây giờ chưa bao giờ xem chàng là người tốt, nhưng chàng là nam nhân của bọn thiếp. Hy Bình bi ai nhưng cười lên nói, ta là một người như vậy. Muốn ly khai toàn quyền ly khai, muốn cùng ta một đao hai đoạn cũng bất tất phải nói, chỉ cần rời khỏi là được. Ta rất mệt, ta phải đi ngủ, có chuyện gì ngày mai sau khi tỉnh, lại đến tìm ta là được. Triệu Tử Uy nói, chuyện này, chỉ là có chút ngoài ý thôi, thật sự không tưởng được ngươi có thể từ phòng Mộng Hương đi ra, thật là làm người vô pháp theo được. Như thế thì như thế. Nàng vốn là nữ nhân của ta, chỉ là lần này nàng hận ta cả đời, ai, ta đang phiền, đừng có ngăn cản ta muốn nghỉ ngơi. Hy Bình dứt lời, chúng nhân không nói lời nào, nữ nhân của hắn đã theo hắn bỏ đi. Hoàng Đại Hải thở dài, đại ca lần này làm có phần thái quá. Triệu Tử Uy nói, nguyên là Mộng Hương yêu chính là Hy Bình. Chỉ tiếc, hắn lần này làm ra họa, cũng không biết Mộng Hương có thể lượng thứ cho hắn không. Độc Cô Minh nói, Hoa Tiểu Ba kêu lên, chúng ta chỉ nói về Mộng Hương, sao lại không nói về sư phụ Tứ Cẩu, hắn thật là thảm. Triệu Tử Uy gõ đầu hắn nói, hắn thảm, là bởi vì hắn có nữ nhân như vậy. Hắn không khách khí chỉ vào đại ni kế bên, một bàn tay không thể vỗ ra tiếng. Đại ni khóc lên bỏ đi. Triệu Tử Hào nói, đi về thôi, ngày mai còn có nhiều sự việc cần thương lượng như thế nào. Các loại chuyện này thật sự không biết làm sao mà nói, bây giờ toàn là xấu. Đều tại các ngươi làm ra chuyện phiền người này. Hoa Tiểu Ba kháng nghị, cái này sao lại có thể đổ cho chúng ta? Phải đổ cho tỷ phu. Tiểu Ba, ngươi nói quá nhiều. Hoa Tiểu Thiên oán trách chuyện này tính ra, người phiền không phải là các ngươi khẩn trương cái gì? Đều theo ta trở về ngủ, không phải là một Mộng Hương. Võ công nàng ta cao như vậy, nếu như trong lòng nàng không tự nguyện, Hy Bình có thể được à? Các ngươi đã không nghe, hắn cả một đêm nói ra câu đó. Ta không lý tới các ngươi nữa. Tử Hào, chúng ta trở về. Ngày mai ai muốn bỏ đi thì đi, ta thì không đi. Chúng nhân không có lời nào phân tán, từ trở về phòng. Đêm đã khuya, lòng thật nặng, chỗ ở yên tĩnh, như chết. Tứ Cẩu đưa đám nữ nhân của gã quay trở lại cái bang. Cùng đi còn có cả tứ mỹ nữ xứ Thiên Trúc. Chỉ có cô ả vẽ lông mày màu đen là không đi theo. Dĩ nhiên Tứ Cẩu gã không thể bắt ép nữ nhân đó đi theo mình nếu bản tâm nàng không muốn đi. Còn bởi vì nữ nhân của Tứ Cẩu gã cũng không phải ít, dùng không hết. Nhiều khi gã còn cảm thấy lực bất tòng tâm, hoặc giả, nói theo góc độ con buôn, càng ít đàn bà, càng ít gánh nặng. Nhưng sự tình không như ý liệu của hắn, đại trạch môn không có khả năng dung chứa hắn. Một bang chủ cái bang như hắn trở về cái bang thình lình thành nạn nhân bị ám toán, bị người hạ mê hồn dược vào chén trà, hắn và các lão bà cả hắn tất cả đều bị hôn mê, sau khi tỉnh lại, hắn và các lão bà của hắn thình lình bị giam tại địa lao cai bang. Thật là hay, thật không thể tin nổi, đường đường là bang chủ cái bang sao lại biến thành tù nhân của cái bang. Phải chăng đây là giấc mộng, gã đột nhiên thấy mắc tiểu, bèn lôi chú em nhỏ ra phun nước.
Tiếng vòi nước xối xả chứng minh đó quả thật không phải là giấc mộng. Tiếng nước chảy cũng khiến chúng nữ dần dần tỉnh lại. Tứ cẩu nghĩ thầm thật tốt ha. Chúng không lôi đám lão bà ra cưỡng gian vì vụ này có xá gì. Sau đó họ thấy nguyên lão cái bang Tiếu Diện Cái tiến vào, chúng nữ buông lời thoá mạ, tứ cẩu tiến ra chặn đường hỏi, Tiếu Diện Cái, chuyện gì đã xảy ra? Tiếu Diện Cái đáp, ta đã mất nửa đời người phụng sự cái bang, vậy mà vẫn không ngồi lên được cái ghế bang chủ. Ngươi chỉ mới tới có vài ngày, thế mà cái vận chó của ngươi lại giúp ngươi nhảy lên làm bang chủ cái bang, có biết bao nhiêu bang chúng bất phục không? Tứ cẩu chửi, con mẹ ngươi cũng không dám dụng tới ta không làm, kêu chúng ta tự đi, không bắt giam chúng ta đó hả? Tiếu Diện Cái đáp, ta cho ngươi minh bạch chuyện này. Kỳ thật ta là người của Lạc Minh, tiềm nhập nằm vùng tại cái bang đã 20 năm qua. Vậy ngươi đã minh bạch chưa? Lão chết bầm, vậy mà ban đầu ta còn cho rằng lão là người tốt, nguyên lai lại là con chó của ngươi. Hà, ngươi thậm chí còn không có tư cách làm một con chó, con mẹ ngươi là con lợn. Đồ lợn thối tha, ta chơi mày. Bang chủ A, đừng quá phẫn nộ, cái này không có lợi cho ngươi. Ban đầu chúng ta định mang đám nữ nhân của ngươi cho các huynh đệ vui chơi thưởng ngoạn một phen nhưng nghĩ lại dù sao ngươi cũng là bang chủ của chúng ta. Hà huống, nếu đưa đám nữ nhân tới cùng ngươi, nhất định ngươi sẽ sống thật thoải mái. Ha ha, lão hán đối với ngươi cũng tốt nha. Sau này sẽ mang tới phụng bồi các ngươi đủ thứ sơn hào hải vị. Tiếu Diện Cái chuyển thân muốn rời đi. Chúng nữ liền nhao nhao gọi lại hỏi. Chúng ta có thể đi tiểu chỗ nào? Tắm thế nào đây? Tiếu Diện Cái không quay đầu lại, lớn tiếng đáp các vị phu nhân, cái này quả thật ta vô năng. Quả thật lũ cho cái các ngươi có thể tùy tiện xả ra mà. Cũng có thể dùng để tắm rửa mà. Mẹ kiếp, đừng có chạy, ta mà ra khỏi đây, ngươi sẽ chết thảm thương. Tứ cẩu nổi đóa hét lớn, ngoài cách nhục mạ thực cũng chẳng có cách nào hơn. Ngày thứ hai, bọn họ bị Tiếu Diện Cái bỏ mê dược vào cơm, lúc bọn họ tỉnh lại lần nữa, đã thay đổi địa lao. Phòng lao này có giường, có bàn, có chăn đắp, có y phục thay đổi, bên phải phòng lao lớn có một gian tiểu phòng, có thể tại đó đại tiểu tiện, cũng có thể tắm rửa. Tứ cẩu nghĩ thầm, lão Tiếu Diện Cái này cuối cùng cũng có một điểm lương tâm. Nửa tháng sau, gian địa lao đối diện nơi tứ cẩu ngủ đột nhiên có thêm nhiều tù phạm, ngạc nhiên thay, có cả phòng tự lai. Hai sư đồ gặp nhau trò chuyện, cuối cùng đồng thanh buông lời cảm thán thất sách a. Hai ngày sau tứ cẩu rời đại trạch môn, mọi người lại sinh hoạt như thường ngày, không ai đả động gì đến việc tối qua. Mộng Hương tỉnh lại sau khi cùng Hy Bình trải qua một trận mây mưa, lặng yên không nói một lời. Mộng Hương tỉnh lại sau khi cùng Hy Bình trải qua một trận mây mưa, lặng yên không nói một lời. Hy Bình ôm nàng về phòng cũ, bên trong chỉ thấy bừa bộn những mảnh y phục và giường sập. Nàng khiến Hy Bình vén màn trướng lên, thấy rõ ràng những giọt huyết dịch, nhãn lệ liền tuôn trào. Nàng nức nở nói, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hy Bình đáp, nàng có hận ta cả đời, ta cũng chấp nhận. Ta không nên hận ngươi. Sao ngươi phải làm vậy, ngươi không có một điểm tốt nào? Ta, Hy Bình không biết nói gì, chỉ đành ôm chặt nàng trong tay. Đương nhiên nàng nghỉ lại tại căn phòng nơi bị Hy Bình cưỡng gian, không biết có phải cô. Anh em xem giúp, he he cũng là phòng ngủ của Hy Bình và đám nữ nhân. Mộng Hương không hề phản đối. Hy Bình sau mỗi lần cùng chúng nữ ái ân, tất cả có hỏi để nàng ta nói, nhưng nàng ta không đáp. Nàng ta có thể trực tiếp đi ra khỏi động, nàng ta nói muốn bồng ra ngoài. Buổi chiều Hy Bình xâm chiếm nàng ta, ngày hôm sau nàng lại không đề xuất yêu cầu. Nàng cũng đã âm thầm ưng thuận. Lãng Vô Tâm không biết hay tin từ đâu, vội vã đến trạch viện Hy Bình cư ngụ. Mắng Hy Bình không kể nguyên tắc, nói là cạnh tranh công bằng, dở chiêu xấu. Hy Bình một cước đạp qua, đương nhiên kết quả thì không trúng, hắn đối với Lãnh Vô Tâm nói, âm chiêu cái gì? Ta muốn có nàng, đó là mục đích cuối cùng của ta, chuyện khác ta không cần quản. Cái gì mà chiêu xấu? Ta lấy nàng, là mục tiêu cuối cùng của ta, những chuyện khác ta không quan tâm. Lãng Vô Tâm cay độc thốt Hoàng Hy Bình, kiếp này ta sẽ đánh bại nhà ngươi. Hy Bình trông Lãng Vô Tâm rời đi, quay đầu nhìn Mộng Hương mỉm cười nhưng Mộng Hương không lý tới hắn. Nàng nói phải trở về gặp sư phụ, đã 5-6 ngày nàng chưa diện kiến sư phụ mình. Bảo Nguyệt cũng tỏ ý muốn đi cùng. Lưỡng nữ bước vào phòng Mộng Tình, Hy Bình suy nghĩ, rồi cũng bước qua. Ba người tiến lại, Hy Bình làm bộ dạng giống như hài tử,
đầu cúi xuống, đứng sau cửa, không dám lên tiếng. Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt lao vào lòng Mộng Tình, Mộng Hương nức nở sư phụ, hắn khi phụ con. Mộng Tình an ủi, ta biết rồi, ta biết hết rồi. Thật khổ cho các con, sau này các con cùng ta ở chung một chỗ, hắn không thể khi phụ các con được nữa. Mộng Hương đột nhiên ngưng khóc, hai mắt mở lớn ngó Mộng Tình nói, sư phụ, con không có ý đó. Sư phụ đừng trách mắng hắn được không? Mộng Tình đáp, ta không biết trách mắng, các con trừng phạt hắn tốt hơn. Con đã trách mắng hắn rồi. Mộng Tình hỏi, Hy Bình, con và Đại Ni thế nào rồi? Hy Bình cúi đầu hồi đáp mấy ngày trước nàng đã trở lại Thiên Trúc. Con đã tiễn nàng một đoạn. Mộng Hương nói sư phụ, chuyện đó không liên quan đến con. Mộng Tình than ai, con hãy bồi tội với Hương Hương đi. Ta không quản chuyện các con nữa. Thật đau đầu, ban đầu ta còn nghĩ các con sẽ là hảo huynh muội. Bà nới vòng tay ôm lưỡng nữ, ngồi trên giường, nhìn thẳng vào Hy Bình đồng thời thở dài. Hy Bình nói nương, con không cố ý làm mẹ giận. Chỉ là cái nàng Mộng xú khí này. Hắn ngay lập tức bắt gặp Mộng Hương đang trợn mắt đầy giận dữ, bèn đổi giọng, Hương Hương cả ngày chỉ chống đối con. Con chán ghét nữ nhân hay theo con gây rối, nhưng đánh không lại, chỉ đành làm như vậy thôi. Bảo Nguyệt không quản chuyện của Hy Bình với Mộng Hương, theo Mộng Tình đến ngồi bên giường, kề tai thủ thỉ, sư phụ, Bảo Bảo không muốn là muội muội của chàng, mà là nữ nhân của chàng. Mộng Tình cười nhẹ, nhưng Hương Hương không có nguyện ý mà. Bảo Nguyệt đáp, con không biết, sư tỷ có vẻ rất hận gã, nhưng Hy Bình nhất định đã cùng với tỷ ấy đã, hừ, khi ấy, tỷ chẳng hề phản ứng chi cả. Mộng Hương nổi giận, Bảo Bảo, ta không phải là nữ nhân của hắn. Rồi ta sẽ rời xa hắn cho mà xem, đừng nghĩ rằng hắn có được thân thể ta là có thể có được trái tim của ta. Mộng Tình thở dài, Hương Hương à, vậy là con thực sự rất hận Hy Bình sao? Vâng, sư phụ. Bảo Nguyệt la lớn, sao muội chẳng hề thấy tỷ có vẻ hận gã. Tối qua chàng không cùng tỷ đóng gạch, tỷ còn nổi giận la mắng hắn mà. Ta không có vậy. Tỷ có, mọi người đều biết, nếu không hãy để sư phụ hỏi họ thì sẽ rõ, Bảo Nguyệt kiên trì nói. Mộng Hương dậm chân tức tối như con mèo cái, nhảy lên ngồi cạnh Mộng Tình than thở, sư phụ, hiện tại Bảo Bảo liên thủ cùng hắn khi phụ con, khiến con chịu ủy khuất mà. Hy Bình ngó ba người. Tự nghĩ ta là người thừa ở chỗ này, liền chuyển thân rời đi. Mộng Hương phát giác liền hỏi luôn hỗn đản, người muốn đi sao? Ở đây chẳng ai quản được ta, ta ra ngoài đi dạo một lát, hắn bước ra cửa nhưng lại lách mình trở lại, hướng tới Mộng Hương, mau giúp ta giải quyết, lục nữ của Lãng Vô Tâm đang kiếm ta gây phiền đó. Chàng nói Ti Mô bọn họ sao? Bảo Nguyệt hỏi. Không phải bọn họ thì còn ai? Mộng Hương đáp, trừ Ti Mô ra. Năm người còn lại đều là môn đồ của Minh Nguyệt Phong, không phải là nữ nhân của Lãng Vô Tâm. Họ tới kiếm ta đó. Họ tới kiếm nàng, nàng chắc chứ, Hy Bình vẫn không hết lo lắng không hay, ta nhất định phải trốn. Bọn họ sớm đã muốn tìm ta tính sổ, nàng mà đáp ứng thì ta phiền phức rồi, cộng thêm bọn họ chắc phải phát điên, nhưng là lợi hại đó. Ta núp ở đâu bây giờ? Mộng Hương đáp, gầm giường. Đó đích thực là một ý kiến hay. Hy Bình một lần nữa chui xuống gầm giường, ngay trước khi lục nữ bước vào. Nhìn quanh phòng, Ti Mô quát, Hoàng Hy Bình. Bảo Nguyệt hỏi, cô muốn tìm hắn làm gì? Ti Mô đáp, hắn trở về đã nhiều ngày rồi, mà vẫn mặc kệ chúng ta. Kiếm hắn để cho chúng ta một lời giải thích. Bảo Nguyệt nói, cái này. Mộng Hương hỏi, các vị tìm hắn có chuyện gì? Ti Mô nói, đương nhiên là có chuyện với hắn. Bụng ta phát lớn lên là do hắn. Không tìm hắn để hỏi còn tìm ai. Hỗn đản, tìm người đó, ra mau, Mộng Hương tức khí cúi mình xuống hét lớn. Hy Bình lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, khởi thân đứng thẳng người dậy, nhìn lục nữ cười cười nói, ta làm rơi món đồ dưới gầm giường nên phải chui vào trong để tìm lại, hắc hắc. Ti Mô tiến đến trước mặt, một tay đưa lên kéo tay gã, giận dữ hỏi, Hoàng Hy Bình, ngươi là đồ đại sắc lang. Ngày đó tại cổ phong tạ, ta đã từng hỏi ngươi. Ngươi lại lảng tránh câu hỏi. Nguyên lai là chỉ muốn tấm thân trinh bạch của ta thuộc về ngươi. Hy Bình đáp, đó là một tai nạn, chính là Lãng Vô Tâm khiến ta lâm vào. Buộc ngươi vào trong, ngươi không thể tự ra sao. Hy Bình cười khổ, đám nữ nhân các nàng, đều khiến ta khó đối phó. Ta ra bằng cách nào? Nhưng ngươi cũng từng nói với ta,
trong tâm ngươi hoàn toàn trong sạch, tại sao còn lừa dối chúng ta? Hơn nữa, sau khi chúng ta rời bỏ Lãng Vô Tâm, sao ngươi không đề cập tới vấn đề hôn phối? Phải chăng ngươi không muốn chịu trách nhiệm? Hy Bình hỏi, được, các nàng muốn ta có trách nhiệm như thế nào? Ti Mô trả lời, ta chưa nghĩ qua, ta phải quay về hỏi ý phụ thân trước đã. Còn các nàng? Y Mẫn đáp, chúng ta đều là đệ tử Minh Nguyệt Phong, chúng ta tuân theo sự an bài của Nguyệt Nữ. An bài cách nào, nàng cũng đừng có quên đã kéo tai ta, còn làm đau cả xung quanh nữa. Hy Bình bực tức nhủ thầm, nhớ lại sự oan khuất mà vùng tai hắn phải gánh chịu. Hắn thấy không thật thoải mái. Y Mẫn nói tại ngươi khi đó không làm cho minh bạch, khiến mọi người tâm tình không vui, vì vậy. Vậy các nàng cứ tự nhiên, ta phải đi đây, các nàng và Nguyệt Nữ cứ thương lượng đi nha. Nàng ta hẳn là người phiền não nhất hiện tại, ta khó mà so bì được Hy Bình rời đi. Ti Mô nói với theo, ta tối nay sẽ ở tại phòng ngươi. Hả, Hy Bình kinh hỉ la lên. Ngày mai ta phải quay về xà thần bộ lạc gặp phụ mẫu. Ti Mô uể oải ngó Hy Bình, đêm nay ta phải chứng thật, nếu không làm sao tin biết được nên tin hay không. Tên hỗn đản nhà ngươi, dám tại trên đường lấy giày quăng ta, lại dám đè ta xuống đường. Ta rất hận ngươi. Ngữ khí của nàng chợt biến đổi, lấy hết sức kéo mạnh tại Hy Bình rồi mới thả ra. Chúng ta cũng phải tới nghỉ ở phòng ngươi. Sao vậy? Mộng Hương và Hy Bình đồng thanh hỏi. Nguyệt Nữ đều ngủ tại phòng ngươi, tại sao chúng ta lại không thể? Chẳng phải chính ngươi lấy đi tấm thân trinh bạch của chúng ta sao? Mộng Hương nổi giận, các ngươi nói đủ hay chưa vậy? Ta cảnh báo trước, các ngươi không việc gì phải đi theo tên đại sắc ma này. Thế còn nàng? Ta sẽ không lại trong phòng hắn, Mộng Hương khẳng định chắc nịch. Bảo Nguyệt bảo vậy muội cũng ở cùng tỷ. Hy Bình hoa tâm nở rộ, Bảo Nguyệt, ta sẽ thường tới kiếm nàng, hắc hắc. Hy Bình cười rộ, mở rộng cửa lớn bước tiến ra. Mộng Hương nói, Bảo Bảo, không cho muội ngủ với ta nữa. Ti Mô quả nhiên tới phòng Hy Bình nghỉ một đêm để ngày hôm sau lên đường. Mộng Hương thực cũng muốn ở cùng một phòng với Bảo Nguyệt, Hy Bình cũng không có biện pháp. Nàng cũng không đòi giết hắn, cũng đã là một kỳ sự. Thế nhưng, hắn thỉnh thoảng ghé thăm phòng họ, không chịu rời đi, tự nhiên là sẽ có sự tình phát sinh. Bảo Nguyệt dĩ nhiên hoan hoan hỉ hỉ, Mộng Hương sau vài lần tỏ ra cáu kỉnh, cuối cùng cũng nhượng bộ để Hy Bình vào phòng. Long Thành biến động trong sự bình lặng bề ngoài, Ngọc Xà Môn và Đại Địa Minh vẫn chưa tái phát sinh đụng độ. Cứ vậy nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, có rất nhiều việc phát sinh. Quyền Hành cùng chúng nữ trở về hoàng cung, là Mỹ Mỹ chủ tì cũng đi theo Quyền Hành. A Mật Y Y lời trở về Tây Vực, thú nhận các việc. Âu Dương Đình Đình cùng chúng nữ cũng theo về cùng, họ đều nói sẽ nhanh chóng quay lại để gặp Hy Bình. Nguyên Trân thật sự tìm gặp Hy Bình vài lần, nhưng mỗi lần nàng đều không nói một lời, khiến Hy Bình cũng không hiểu nổi trong tâm nàng đang nghĩ gì. Thủy Khiết Thu nghĩ mình cũng nên trở về Tiên Duyên Cốc, nàng và Hy Bình có nói qua. Thuận tiện cho Bạch Tư trở về, nàng vào lúc này, theo Ti Mô ly khai. Lãnh Tinh Oánh không chắc Độc Cô Tuyết đã cùng Hy Bình tương hảo, nhân cơ hội thực hiện lời thề, tìm cách câu dẫn Hy Bình. Vào một đêm gió to mây lớn, Hy Bình thật muốn nhẫn cũng không thể nhẫn nổi nữa trước vị nhạc mẫu đại nhân dâm đãng nằm dài trên giường. Nghe rằng, ngày thứ hai trên giường, chỉ nghe tiếng hô Hy Bình lợi hại. Mà trong chuyện này, Hy Bình cùng chúng nữ, đã không còn là bí mật nữa. Hy Bình chỉ mong tìm Độc Cô Tuyết, lại gặp Diệu Duyên, tất cả mỗi lần gặp nàng trong lòng đều rối loạn. Một buổi sáng, Hy Bình đang cùng chúng nữ trong phòng nô giỡn, bỗng nghe thấy một tiếng động phía ngoài cửa. Đã lâu lắm rồi chúng nhân mới thấy có người gọi cửa vào giờ này. Chúng nữ vội ùa vào phòng ngủ phía trong, họ đều đã quen với việc lõa thể đi ngủ. Hy Bình thì khoác lên thân tấm áo choàng lớn, tiến ra mở cửa. Cửa mở thấy thì ra là Tiểu Lộ đang đứng đó. Bèn hỏi, nàng kiếm ta có chuyện gì? Tới báo tin cho ngươi, Tiểu Lộ vừa nói vừa không quên đưa mắt quét nhanh vào phòng. Hy Bình liền tóm lấy nàng kéo vào phòng và đóng cửa lại. Cho dù là chuyện gì, ngồi xuống hãy nói. Hy Bình tùy tiện ngồi xuống mép giường, nói với Thi Nhu Vân và Độc Cô Thi đang nằm trên giường Nhu Vân, nàng dịch vào trong đi. Thi Thu Vân kinh ngạc hỏi, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Tiểu Lộ hơi do dự, Hy Bình bèn nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng tới ngồi cạnh gã trên giường. Đầu cúi thấp xuống, nàng nói, đại hội đại địa minh sắp khai diễn.
Minh chủ sai ta tới báo cho các vị, hy vọng tứ đại gia các phụ có thể tới tham dự. Hy Bình đáp, đại hội đại địa minh ư, với lão tử thì có quan hệ gì chứ? Nếu phải thông báo, nàng nên báo cho đại hải chứ? Hắn là lệnh chủ của võ lâm tứ đại thế gia mà. Tiểu Lộ trả lời, nhưng Minh chủ nói, đầu não chân chính của võ lâm tứ đại thế gia, đích thị là ngươi. Vì thế hắn sai nàng tới kiếm ta. Dã Mân Côi chen lời, Tiểu Lộ, nguyên lai nàng là người của đại địa minh. Trong 10 đại đệ tử có 4 là nữ, nàng là Lạc Lộ phải chăng? Đúng, mong thứ cho Tiểu Lộ cúi đầu nhẹ đáp. Hy Bình hỏi vậy sư phụ nàng có tới không? Tiểu Lộ trả lời sư phụ rất nhớ ngươi, mà ngươi biết thân phận ta từ khi nào vậy? Hy Bình đáp ta khi từ phòng sư phụ nàng đi ra, đã trông thấy nàng lúc đó. Nàng ở bên ngoài trong lúc ta và sư phụ nàng dùng cơm bên trong. Sao ngươi không nói sớm? Ta muốn xem nàng có định lừa dối ta không? Hỗn đản, ta lừa dối ngươi cái gì? Ngươi mà xứng cho ta lừa dối ư? Hy Bình đột ngột nâng mặt nàng lên, gửi một nụ hôn say đắm, đoạn nói hiểu rõ sư phụ nàng nhất là nàng phải không? Ánh hồng còn chưa tan trên nét mặt, nàng nhẹ giọng đáp chiều nay đại địa minh khai hội, ngươi có đến hay không? Sao phải đi, tiếng các nữ nhân trong phòng hỏi vọng ra. Bởi vì, cách gì ngươi cũng phải tới, nếu không đối với ngươi tuyệt đối rất bất lợi. Hy Bình than, chỉ cần nàng nói vậy là đủ, chỉ là luôn có người có lòng muốn hại ta. Nếu ta không để họ làm hại, thật trong tâm họ không thoải mái a. Như quả có một ngày, người biết ta đã hại ngươi, liệu ngươi còn có thể thương yêu ta? Tiểu Lộ ngước mặt lên, nhãn lệ đã trực rơi xuống. Hy Bình hỏi, như ta không cho nàng một đáp án, hẳn nàng khó thể vui lòng. Thấy nàng gật đầu, Hy Bình nói tiếp vậy trở về thưa với sư phụ nàng rằng, việc giữa ta và đại địa minh, nàng ta không nên quản. Khi sự việc kết thúc, ta sẽ đưa nàng ta đi, cả nàng nữa. Trong mật thất của đại địa minh, Lạc Hùng cùng Tâm Phúc đang cùng thương nghị tình hình hiện thời. 2 ngày trước Lạc Hùng đã trở về, các thế lực chủ chốt của đại địa minh đã trở về Long Thành. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều biết rõ ràng, không có Lạc Minh chủ, bọn họ cùng Ngọc Xà Môn đánh nhau không phân cao thấp, bây giờ Minh chủ trở về, Ngọc Xà Môn và Địa Ngục Môn sẽ bị tiêu diệt dễ dàng, võ lâm chánh đao sao không hưng phấn vì chuyện này. Tập trung trong mật thất có Lạc Hùng, Lạc Thiên, đại địa minh lưỡng vị phó minh chủ, một người là Huyết Đại, cùng Tam Đại Thiên Vương Ninh Phi, Bách Tư và Lỗ Gia. Huyết Đại vào khoảng 50, thân hình tầm thước, gương mặt không có vẻ gì xuất chúng nhưng song nhãn toát ra sự lạnh lùng, âm hiểm, cho thấy là một nhân vật rất lợi hại. Hắn không thường đi lại trên giang hồ nên không nhiều người biết mặt. Phó minh chủ còn lại, môn nhân căn bản không biết là ai. Trong Tam Đại Thiên Vương, Ninh Phi 40 tuổi, hình thể gã thực sự đối ngược với tên gọi, người chỉ có một mẩu, chiều cao tối đa chỉ được 1 thước rưỡi. Gã quả thật là một người xấu xí. Bách Tư có dáng văn nhã, vừa tròn 38 tuổi, trông ra dáng của một trung niên nhân. Lỗ Gia tên thực như người, cao lớn, thô giáp, cũng là người trẻ nhất trong Tam Đại Thiên Vương, cái đầu mới trải qua hơn 30 mùa xuân. Lạc Thiên mở lời thưa phụ thân. Con đã sai Lạc Lộ đi thông báo cho võ lâm tứ đại thế gia rồi. Vậy tốt, ta đang mong đợi ngày đó. Hiện nay Huyết Ma đã nằm trong tay chúng ta. Phong Tự Lai trở lại cái bang, cùng đồ đệ tứ cẩu cũng bị phó minh chủ bí mật nhốt trong nhà lao. Ai có thể thực sự phát hiện và giúp hai phụ tử hắn đây? Lạc Thiên đáp thưa phụ thân, còn chuyện của Hoàng thượng. Lạc Hùng hỏi một khi đã hành sự, không thể quay đầu. Thiên Nhi, Ám Long đã vào Hoàng cung phải không? Lạc Thiên thưa thưa vâng, con đã lệnh cho Ám Long dịch dung thành hoàng thượng, đồ rằng hoàng thành sẽ nhanh chóng nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Để bảo hộ cho hắn, con cũng đã điều Dương Y cùng Lạc Diệp theo hắn vào cung. Lạc Hùng nhận định nếu như gã đã tiến nhập hoàng cung thành công, truyền tin cho gã, điều 1 vạn tinh binh về Long Thành. Khi tất cả nằm trong sự khống chế của ta sẽ toàn lực phản kích. Lạc Thiên cho biết trong hội của ta, có rất đông quan binh tại Long Thành. Một khi Ám Long cất tiếng hạ lệnh, quan binh Long Thành toàn lực xuất ra, sẽ giúp chúng ta thống trị võ lâm. Lỗ Gia cười nói thiếu minh chủ, không chỉ thống nhất võ lâm, chúng ta cũng có thể nhất thống giang sơn, hắc hắc. Huyết Đại phản bác Lỗ Gia, như ngươi nói không phải là việc dễ dàng. Lạc Hùng nói được rồi, các ngươi không cần tranh hơi về việc này. Chúng ta đã nắm được tình thế này, không thành công thì cũng thành nhân.
Chuyện này để sau hãy nói, hiện tại chúng ta cần chuẩn bị cho màn kịch hay chiều nay. Ta để có ngày này, thực sự đã chờ đợi hơn 20 năm trường, thật là không ít thời gian a. À. Cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Võ lâm đại hội ở Đại Địa Minh cử hành đúng lịch trình. Tất cả giới võ lâm chánh đạo đều đã đến đông đủ. Đến trễ vẫn luôn là họ võ lâm tứ đại gia. Lạc Hùng bỗng cảm thấy hứng thú muốn được thuyết giảng một chút. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Là võ lâm minh chủ của võ lâm chánh đạo, lão không nói vài lời khích lệ lòng người thì không phải với quần hùng, vì vậy cứ chiếu lệ mà nói. Thưa các vị đồng đạo võ lâm, hiện nay ma đạo đang trỗi dậy. Ngọc Xà môn tái xuất, địa ngục môn chưa tuyệt diệt. Hai đại môn phái ma giáo đó chính là mối họa tiềm tàng của giang hồ, là kẻ thù lớn nhất sau huyết sát môn mà mọi người đều phải tiêu diệt. Năm đó, huyết ma khiến cho võ lâm chánh đạo bị thiệt hại trầm trọng. Vốn nghĩ rằng sau khi huyết ma bị tiêu diệt trở đi, ma giáo sẽ không dám tác quái nữa. Không ngờ, ma giáo vẫn là ma giáo. Đúng là, giang sơn dễ cải, bản tính khó rời, ma đạo cuối cùng cũng khiến họ phải làm đủ thứ điều ác. Chó thì bao giờ cũng ăn phân thôi. Chúng ta phải tiệt trừ cái ung nhỏ đó khỏi thế gian này, khiến bọn họ không thể nào gây hại cho nhân gian. Đó chính là trách nhiệm chính yếu của tất cả những ai võ lâm chánh đạo võ lâm lâm nguy, thất phu hữu trách. Hôm nay mời mọi người đến là để thương lượng tìm cách nào diệt trừ Ngọc Xà Môn và Địa Ngục Môn. Đồng thời cũng muốn công bố với Võ Lâm một sự việc vô cùng trọng yếu. Blep, blep. Bài phát biểu của Minh Chủ còn chưa kết thúc thì đột nhiên nổi lên những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chính là tiếng vỗ tay của mấy tên nhộn của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Đồng thời lúc đó vang lên tiếng hô của Hoa Tiểu Ba, nhường đường, xin nhường đường. Giữa nơi tụ tập đến 5-6 ngàn người thế này, sao bọn họ lại dám dương dương như thế chứ? Thế nhưng mọi người đều tự động tránh ra nhường cho họ một lối đi. Chuyện đó thật sự khó mà giải thích nổi. Ồ, lần này vẫn còn chỗ dành cho chúng ta này. Hoa Tiểu Ba kêu lên khi nhìn thấy hàng ghế trước vẫn còn chỗ trống. Lạc Đại Minh chủ tặng bọn họ một nụ cười ngọt ngào như sói vào tim. Thật là vô cùng ý tứ. Lạc Hùng nói, các ngươi đến thật rất tốt. Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến tứ đại võ lâm thế gia. Chấm chấm, mọi người đều tự chọn chỗ ngồi cho mình. Hôm nay việc chúng ta cần thương thảo là làm sao để tiêu diệt toàn bộ võ lâm ma đạo. Câu nói của Lạc Hùng còn chưa dứt đã nghe thấy từ miệng Hoa Tiểu Ba bật ra một tiếng phì. Mọi người của Đại Địa Minh đều hướng ánh mắt về phía nhóm người tứ đại võ lâm thế gia. Từ Phiêu Nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Lão thấy Phó Minh Chủ và ba đại thiên vương của Đại Địa Minh đều có mặt tại đây. Trước giờ lão chưa từng gặp điều này ở bất kỳ hội nghị võ lâm nào. Lần này, Đại Địa Minh xuất toàn lực ra chắc chắn là có sự việc gì đó trọng yếu. Nếu như giữa hai bên xảy ra xung đột gì, bọn họ tuyệt không thể nào đối kháng nổi với Đại Địa Minh. Người của mình tất cả đều ở bên ngoài, hơn nữa người của tứ đại gia có 10 phần thì hết 4-5 phần là ở tại Long Thành, căn bản không có cách nào cự lại thế lực của Đại Địa Minh. Lão bèn nói nhỏ, Tiểu Ba, yên nào. Hoa Tiểu Ba dường như cũng cảm thấy ngày hôm nay không giống mấy ngày trước. Dường như lần này Đại Địa Minh thật sự xuất quân. Võ Lâm vốn chẳng chia ra tránh tà gì cả mà chỉ phân ra địch ta mà thôi. Nếu chọc giận Đại Địa Minh thì dù tứ đại gia có là Võ Lâm chánh đạo đi nữa, cũng chẳng ai thèm xen vào cái loại tranh giành giữa các môn phái như thế này. Huống hồ hiện giờ tứ đại Võ Lâm thế gia xem ra đã đi hơi quá xa so với Võ Lâm chánh đạo rồi. Lạc Hùng lại nói tiếp, thời gian gần đây, ta đang tìm hiểu một số sự việc. Thi Bình đứng bật dậy, tỏ vẻ chán trường nói, trước tiên ngươi tìm hiểu cho xong đi rồi hãy gọi ta đến. Thật là chán, ta đi đây. Hoàng Hy Bình, Lạc Thiên gầm lên. Ngươi lại có chuyện gì à? Có phải nhà ngươi đã cưỡng gian Mộng Hương cô nương không? Tiếng ồn ào nổi lên khắp toàn sảnh đường. Mọi ánh mắt đều hướng về Hy Bình và Mộng Hương. Hy Bình không hề nổi giận mà chỉ cười nói, ngươi tận mắt nhìn thấy à? Nếu tối hôm đó Hy Bình không đột ngột xuất hiện sau này Lạc Thiên mới hiểu thì Lạc Thiên hắn mới là người được hưởng đêm đầu tiên của Mộng Hương. Cơn giận lần này rõ ràng là vì thế. Hắn nói, Mộng Hương cô nương, xin mời nàng lên tiếng. Chúng ta sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo. Ánh mắt mọi người lại quay về khuôn mặt bị che khuất của Mộng Hương. Mộng Hương chậm chậm đáp, đó là chuyện riêng của tôi. Xin thiếu minh chủ không nên đề cập đến. Không được, ta nhất định phải bắt tên dâm tặc này chịu xử theo công đạo.
Thi Bình cười cười tiến về đến bên cạnh Mộng Hương, cất giọng nói, xem ra tên tiểu tử này không chỉ muốn hại mình ta mà còn muốn hại cả nàng. Mộng Hương trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói, chứ không phải là ngươi hại sao? Sao lại là ta chứ? Tay Hy Bình quàng tay ôm lấy eo nàng. Động tác này khiến tất cả võ lâm nhân sĩ trong sảnh đường hoảng kinh. Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong là thần thánh bất khả xâm phạm, cớ sao lại để tên sắc lang họ Hoàng tùy tiện ôm lấy trước mặt mọi người như vậy? Hy Bình cười nói, Lạc Thiên, tiểu tử nhà ngươi không phục à? Từ rất lâu rồi, ta đã bảo là nhà ngươi sẽ thua rất cay đắng mà. Hương Hương là nữ nhân của ta, con mẹ nhà ngươi muốn tranh đoạt nữ nhân với ta. Ta chưa tìm ngươi thanh toán là may, lại còn đứng đó mà bô lô bô la, có phải muốn ăn đấm không? Hoàng Hy Bình, nhà ngươi chết đến nơi rồi còn chưa biết, thật là đáng thương. Lạc Thiên thở dài. Lạc Hùng cất tiếng hỏi rất lễ độ, Mộng Hương cô nương, dường như có quy định rằng nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong không được lấy chồng thì phải. Trời, Lạc Cẩu Hùng, không ngờ nhà ngươi cũng muốn tranh đoạt nữ nhân của ta à? Mộng Tình nói, Lạc Minh Chủ. Minh Nguyệt Phong không hề có quy định như thế. Đó chỉ là điều mà mọi người tự nghĩ ra mà thôi. Lạc Thiên vội vã nói, Mộng Hương cô nương, nhất định là nàng bị cưỡng bức. Nàng hãy nói đi, chúng tôi chắc chắn sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo. Hy Bình nói, xem ra cả già cả trẻ họ Lạc đều vẫn còn chưa tắt lửa lòng. Hương Hương, nàng nói với họ đi, nói cho họ biết ta cưỡng bức nàng như thế nào cho họ tức chơi. Mộng Hương xoay một vòng nhìn mọi người rồi mới chậm chậm đưa tay tháo diện xa xuống. Gương mặt tuyệt đẹp như một giấc mộng khiến mọi người trong sảnh cảm thấy như bị nghẹt thở, nhìn như ngây như dại. Nàng lại từ tốn nói, đây là lần đầu tiên, ta tự mình tháo bỏ diện xa trước mặt mọi người. Theo như lời của Nguyệt Nữ Mộng Tiên đã từng nói, nếu như có ai khiến người cam tâm tình nguyện tháo gỡ diện xa thì người sẽ lấy người đó. Có lẽ điều đó mới là quy định thật sự của Minh Nguyệt Phong. Ta tháo bỏ diện xa trước mặt mọi người chính là để mọi người hiểu rõ một điều vô cùng đơn giản hôm nay, ta, Mộng Hương, trước mặt rất nhiều anh hùng võ lâm, tự nguyện để cho tên vô lại ôm lấy mình, lại tháo bỏ diện xa, xin công bố với tất cả mọi người nơi đây, ta đúng là nữ nhân của hắn. Đại khái như thế, không phải nàng nói là hận ta sao? Hy Bình đứng bên cạnh nàng ngạc nhiên hỏi. Đồ hỗn đản, mau giúp ta đeo diện xa lên. Ta không muốn để người khác nhìn nữa. Mộng Hương giận dữ nói. Hy Bình lập tức xoay người ra phía sau nàng, giúp nàng đeo lại diện xa, đồng thời nghe thấy nàng đáp nhỏ, hận ngươi cả đời này nhưng có lẽ cũng vẫn là nữ nhân của ngươi. Thì ra là như thế. Mọi người cuối cùng cũng biết được sự thật. Đó chính là, Mộng Hương thừa nhận rằng mình là nữ nhân của Hoàng Hy Bình, nghĩa là những gì Lạc Thiên nói chỉ là sự vu khống mà thôi. Lạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của Mộng Hương, cảm thấy chấn động. Lại nhớ rằng trước kia mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại không nắm lấy, lại để Hoàng Hy Bình chiếm được. Trong lòng hắn ôi hận ơi là hận, nhưng ý nghĩ liền xoay chuyển, đợi đến khi giết được Hoàng Hy Bình thì cướp lấy nữ nhân của hắn, giống như Lương Lệ Quỳnh vậy. Lạc Hùng cũng nổi giận cho con trai, liền cất giọng nói, Mộng Hương, vậy ý nàng là nàng cùng với Hoàng Hy Bình ở cùng một trận tuyến à? Hoa Tiểu Ba cất giọng chửi lên, người đúng là đồ lừa mà. Vợ dĩ nhiên là phải ở bên cạnh chồng rồi, còn phải hỏi nữa à? Giọng nói êm êm của Mộng Hương vang lên trong sảnh, ta rất ghét nam nhân của ta. Nhưng cả thế gian này cũng chỉ có hắn khiến cho ta ghét. Với những người khác, ta không quan tâm. Tốt lắm, rất tốt. Nếu đã như thế, Minh Nguyệt Phong không còn có thể đại diện cho Chánh Nghĩa Võ Lâm được nữa rồi hai đời Nguyệt Nữ lại đi kết nghĩa với hai đời ma nhân. Số mệnh thật là kỳ lạ. Lời của Lạc Hùng phát ra khiến mọi người giật mình, chấn động toàn sảnh. Mặt Mộng Tình đột nhiên biến sắc, ánh mắt Mộng Hương cũng trở nên lạnh lẽo. Minh Chủ, lời đó nghĩa là sao? Minh Chủ, chúng tôi không hiểu. Nhất thời khắp nơi vang lên những câu hỏi ồn ào không dứt. Lạc Hùng phất phất tay, nói lớn, không phải ta vô cớ nói như thế. Giờ đây xin được báo cho mọi người biết một bí mật từ hàng mấy chục năm nay. Mộng Tình đột nhiên nói, Lạc Hùng, người khi người quá đáng rồi đó. Mẹ, cứ để hắn nói. Hy Bình lạnh lùng nói. Hắn không gọi Mộng Tình là nương nữa mà lại gọi là mẹ. Điều đó khiến Mộng Tình chấn động trong lòng, quay lại hỏi, Hy Bình. Lạc Hùng lấy hơi cất giọng sang sảng cả sảnh đường, Hoàng Hy Bình chính là con ruột của Mộng Tình. Ồ, ồ, ồ,
một tiếng ồ vang lên như muốn làm vỡ tung tòa sảnh đang yên tĩnh. Hoàng Đại Hải nổi giận nói, Lạc Hùng, người nói như vậy có căn cứ gì không? Lạc Hùng nói, Hoàng Đại Hải, phụ thân ngươi chính là Hoàng Dương ở Trường Xuân Đường nhưng ngươi có biết mẹ ngươi là ai không? Bà ta chính là nàng Chân Yến ở dưới trướng của Mộng Tình. Tin rằng trong số các võ lâm nhân sĩ ở đây cũng có một số ít người đã từng nghe qua tên của bà ta chứ. Năm đó Mộng Tình bí mật sinh con ở Trường Xuân Đường. Sau đó, Chân Yến mang Hoàng Hy Bình trở về quê cũ của Hoàng Dương, Hoàn Sơn Thôn. Hoàng Đại Hải quay sang hỏi Mộng Tình, điều đó có thật hay không? Điều đó là sự thật, mẹ đã từng kể với muội chuyện đó. Hoàng Tiểu Nguyệt thay Mộng Tình đáp. Mẹ kể với muội khi nào? Cái đó, Lạc Thiên cười lạnh nói, Hoàng Đại Hải, để ta trả lời cho ngươi. Tên dâm tặc Hoàng Hy Bình lúc chưa biết chuyện đó đã gây ra chuyện loạn luân với muội muội của ngươi. Tuy bọn họ không hề có quan hệ huyết thống gì nhưng bọn họ vốn không biết điều đó, vậy mà vẫn để chuyện xấu xa đó phát sinh, so với loạn luân thật không khác gì cả. Vẻ mặt Hoàng Đại Hải tỏ ra rất khó coi, đại ca, Tiểu Nguyệt, các người. Các người. Đôi mắt Hoàng Tiểu Nguyệt đầm đìa nước mắt. Nàng không biết vì sao Lạc Thiên lại phát giác được mối quan hệ mờ ám giữa nàng và đại ca. Nàng nức nở, nhị ca, còn nhớ lần muội cùng với sư tỷ về nhà không? Bọn muội đụng độ thi trúc sinh, muội bị hắn hạ độc bằng dâm dược, tình cờ sao lại gặp đại ca? Muội và đại ca lúc đó đều dịch dung khuôn mặt, đại ca không nhận ra muội mà muội cũng không nhận ra đại ca. Vì cứu muội, đại ca phải như thế. Đỗ Manh Manh cũng chen vào nói, Đại Hải, chuyện đó là thật. Lãnh tỷ tỷ lúc đó cũng ở đó. Lạc Thiên cười nói, nhưng theo như ta biết, các ngươi không chỉ có mỗi lần đó. Từ đó về sau, ngươi cùng với đại ca ngươi vẫn tiếp tục làm việc mờ ám xấu xa đó. Ha ha, đó đơn giản là chuyện xấu xa nhất trong thiên hạ. Tiểu Nguyệt không đợi cho Hoàng Đại Hải hỏi, bật khóc nói, muội không biết mình như thế nào. Sau đó muội phát hiện muội đã yêu người có khuôn mặt đã dịch dung đó. Về sau khi gặp lại đại ca ở Trường Xuân Đường, phát giác đại ca chính là người đó, muội đã yêu đến không bỏ được nữa. Bất kể có đi đến đâu, bất kể ai nói cái gì, muội cũng chỉ yêu mình đại ca thôi. Muội không quan tâm chuyện đó sai hay đúng, muội chỉ biết đại ca là người Nguyệt Nhi yêu nhất. Chỉ cần đại ca thương yêu muội là được, lúc nào đại ca muốn muội, muội đều sẵn sàng. Đó không phải là lỗi của đại ca. Phụ mẫu cũng đã từng nói với muội, nếu có yêu đại ca thì cứ yêu. Lúc đó muội không biết vì sao phụ mẫu lại nói như vậy, vì vậy trong lòng muội rất đau khổ. Lo cho đại ca vì muội mà bị mọi người cười chê. Mẹ thấy muội quá buồn phiền nên tối hôm đó, ở trong phòng của dì Lôi, đã nói cho muội biết. Đại ca không phải là con ruột. Đại ca, có thật là huynh đã sớm biết Nguyệt Nhi không phải em ruột mình không? Tiểu Nguyệt hướng đôi mắt sâu thẳm của về phía Hy Bình. Cất tiếng hỏi. Nguyệt Nhi, đến đây. Hy Bình hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nàng tiến đến, một tay Hy Bình ôm lấy thân hình đang run rẩy của nàng rồi mặc kệ mọi người xung quanh, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của nàng xong mới cất tiếng nói. Sau khi từ dã mã tộc trở về, ta phát hiện ta có một năng lực rất đặc biệt. Vào lúc ta tiến nhập vào một nữ nhân nào đó, ta liền hòa vào tâm linh của nữ nhân đó. Ta suy nghĩ gì nàng ta có thể biết được mà nàng ta suy nghĩ gì ta cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều làm ta ngạc nhiên nhất là khi ta làm điều đó với nữ nhân đang hoài thai hài tử của ta, ta cảm nhận được một loại cảm giác máu huyết ruột thịt với nhau. Khi ta ôm ấp nàng, ta không có cảm giác đó. Sau này, ta gặp lại cha mẹ, ta cũng không tìm thấy cái cảm giác huyết mạch kế thừa đó trên người họ. Vậy nhưng vào buổi lễ đính hôn của Khiết Thu, vào lúc ta khấu đầu trước mặt Mộng Tình, ta lại nhận được cái cảm giác đó. Từ lúc đó, ta đã biết mẫu thân thật sự của ta là ai. Bây giờ nàng đã rõ vì sao ta lại sớm biết bọn các nàng có hoài thai hay không chưa? À, vì khi trong bụng bọn thiếp có huyết nhục của huynh, huynh chạm vào bọn thiếp liền cảm nhận được ngay mối quan hệ máu thịt. Mộng Tình kinh ngạc nói, lúc đó con đã biết rồi à? Vậy sao con không nói? Hy Bình, con có hận mẹ không? Con tìm không ra lý do gì để giận mẫu thân cả. Mẹ dù gì vẫn là mẹ của con. Biết làm sao bây giờ, có lẽ như vậy đối với con cũng tốt. Đôi mắt Mộng Tình đột nhiên nhòe đi vì lệ. Hoàng Đại Hải hỏi, Nguyệt Nhi, chuyện này phụ mẫu đều biết cả à? Tiểu Nguyệt đáp vâng, phụ mẫu đều biết cả. Hơn nữa các tỷ muội cũng biết, chỉ không cho các huynh biết mà thôi.
vì phụ mẫu nói, không được để người khác biết đại ca không phải là con ruột của cha mẹ. Lạc Thiên cười sằng sặc nói, thật sự là không được để người khác biết. Lạc Thiên, ngươi đừng rườm lời nữa. Hoàng Đại Hải hét lên. Lạc Thiên đã không nổi giận lại còn cười đáp, được, ta để các ngươi nói xong rồi ta nói cũng được. Dù sao đi nữa, bọn ta cũng còn thời gian mà. Hoàng Đại Hải nói, vì đó là việc phụ mẫu đã cho phép, ta cũng không có gì để nói nữa. Giờ đã đến lúc ta nói chưa? Lạc Thiên cười mỉm hỏi, Hoàng Đại Hải, ta lại tố cáo ngươi thêm một việc nữa. Thật ra lần đầu tiên của vợ ngươi cũng chính là do Hoàng Hy Bình đoạt đi nhưng nàng ta vẫn một lòng yêu cái người gọi là đại ca đó, ha ha. Gương mặt Đỗ Manh Manh trở nên trắng bệch, hai chân run rẩy, ngồi phịch xuống. Hoa Tiểu Thiên đứng bên cạnh phải đỡ lấy nếu không nàng đã ngã vật xuống đất. Sao, sao, Hoàng Đại Hải kêu liền mấy tiếng thất thanh, những tiếng đó cũng dành luôn cả cho Hy Bình đang đứng bên cạnh. Đại Hải lại hét lên, Lạc Thiên, con mẹ ngươi muốn chết à? Ha ha, Hoàng Hy Bình, ta giúp lấy lại công bằng cho ngươi. Thật ra chuyện đó, cả ngươi cũng không biết, ngươi có thể hỏi Tiểu Nguyệt và Đỗ Manh Manh xem. Manh Manh, chuyện đó là như thế nào? Hoàng Đại Hải cất giọng hỏi. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Đỗ Manh Manh căn bản không có sức mà nói, liền tiện thể đáp luôn, nhị ca, chuyện đó không trách đại ca được. Cũng không thể trách sư tỷ. Lúc ở chỗ Dã Mã tộc, đại ca vì phải cứu mấy huynh mà chịu uống thuốc của tộc trưởng Nguyên Na, biến thành bức tượng băng bất tỉnh nhân sự. Đó chính là khai thác giả của tộc người bọn họ. Lúc đó, trên người đại ca xuất hiện hiện tượng kỳ quái, Nguyên Na liền bắt sư tỷ vào để thí nghiệm. Lúc đó sư tỷ cũng bị bịt mắt, sau này mới được Nguyên Na cho biết. Vì biết người đó chính là đại ca nên sư tỷ mới không muốn báo thù. Có điều đại ca thì không biết rằng huynh ấy đã lấy đi lần đầu tiên của sư tỷ. Đó là toàn bộ sự thật. Bọn Nguyên Chân sáu người nghe nàng nói xong, trong lòng chợt như bừng sáng, tuy vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh. Có điều sáu thân hình to lớn yêu kiều của các nàng không khỏi không run rẩy. Hoàng Đại Hải cúi thấp đầu, không nhìn được vẻ mặt như thế nào. Lạc Thiên nổi xung lên nói, Hoàng Đại Hải, người không phẫn nộ à? Cái tên Hoàng Hy Bình này, không chỉ giấm dúi với nữ nhân của tứ cẩu, gây ra chuyện loạn luân với muội muội, lại còn đoạt mất lần đầu tiên của thê tử ngươi. Không hiểu sao bọn ngươi còn cho rằng hắn là người tốt được. Mọi người quay sang tranh luận ồn ào cả lên. Hoàng Đại Hải từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Lạc Thiên, nói, Lạc Thiên, nếu như chỉ dựa vào những việc đó, chưa đủ để làm ta phẫn nộ đâu. Manh Manh yêu đại ca, chuyện đó chả có gì là bí mật. Cái lần thứ nhất đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa nó phát sinh cũng là vì đại ca muốn cứu bọn ta. Hơn nữa, lúc trước, khi còn chưa biết ai đã chiếm Manh Manh, ta đã đồng ý tiếp nhận Manh Manh. Cho đến giờ vẫn không băn khoăn về chuyện đó. Đời người có biết bao nhiêu việc không theo ý mình. Ta chỉ sợ cái việc ngoài ý muốn đó khiến thê tử ta bị thương tổn trong lòng. Nhưng giờ đây ta biết trong lòng nàng không bị thương tổn, vậy ta càng không cần phải quan tâm đến. Có lẽ ta không được xem là một người bình thường nhưng ta yêu thê tử của mình bất kể nàng ta là người như thế nào, cũng bất kể trong lòng nàng ta yêu bao nhiêu nam nhân. Có điều, dường như quên mất một điều, từ sau lần đó trở đi, đại ca không bao giờ chạm đến Manh Manh. Chỉ cần vì một điểm đó thôi. Ta vẫn sẽ xem huynh ấy là đại ca. Cho dù huynh ấy có háo sắc nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đụng đến nữ nhân của huynh đệ mình. Lạc Thiên cười nói, chuyện đó quả cũng có chút đạo lý. Ta không nói bậy đâu. Thê tử của ngươi thật sự đã nhiều lần yêu cầu Hy Bình chiếm hữu nàng ta nhưng tên tiểu tử Hoàng Hy Bình đó thật sự lại không đụng đến nàng ta. Cũng bởi hắn nghĩ rằng đó là thê tử của đệ đệ hắn nên hắn không chạm đến. Đúng là đồ đầu heo. Không biết rằng chính mình đã chiếm mất suất đầu rồi. Triệu Tử Hào gầm lên, Lạc Thiên, yêu cầu ngươi không được múa môi múa mép về những chuyện này nữa. Chuyện đó không hay cho ngươi đâu. Hoa Tiểu Ba chửi, con mẹ ngươi, Lạc Thiên, thê tử của ta cũng đã biết bao nhiêu lần tìm cách câu dẫn tỷ phu, hơn nữa lần đầu tiên cũng đã hiến cho tỷ phu rồi. Con mẹ bà ngươi còn gì để đánh giám nữa không? Ta thích như vậy đó, có sao không? Bọn ta còn muốn nhờ tỷ phu đệ nhất mãnh nam trên thiên hạ dịp nào đó đến ủy lạo bọn họ một lần. Phải không, Độc Cô lão đại? Độc Cô Minh cười đáp, cũng không sai lắm. Lại nói, nhiều nữ nhân quá cũng gây phiền toái cho ta, ta đã định khôi phục lại chủ nghĩa độc thân của mình. Từ trước có lẽ ta đã làm một hòa thượng rồi đó.
thật là thương phong bại tục, thương phong bại tục, mọi người trong sảnh không ngừng than to, không ngừng chửi rủa. Lạc Thiên nói, ta chỉ nói ra để mọi người trên thế gian biết. Nếu các ngươi đã không quan tâm đến chuyện đó, chúng ta cũng không có cách gì. Dù gì cũng là chuyện nhà của các người, người ngoài không thể nào quản được. Nhưng nếu là huyết ma, tứ đại võ lâm thế gia các người có quan tâm không? Hoa Tiểu Ba nhanh nhẩu lập tức đáp, đương nhiên là quan tâm. Tứ đại võ lâm thế gia bọn ta không đội trời chung với huyết ma. Hắn đã giết. Tiểu Ba, ngậm miệng, Hoa Lôi mắng. Hoa Tiểu Ba uất ức nói, cô, Tiểu Điệt nói sai sao? Hoàng Đại Hải, người thân là lệnh chủ, nắm giữ thiên tự lệnh bài, nếu như ngươi gặp được huyết ma và truyền nhân của huyết ma, ngươi sẽ làm gì? Mộng Hương, nàng hiện giờ là nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong, nếu như đối mặt với huyết ma hay truyền nhân của huyết ma, nàng sẽ xử sự ra sao? Lạc Thiên nói oang oang vang khắp sảnh. Hoàng Đại Hải đáp, huyết ma và chúng ta là kẻ thù, hễ gặp là giết. Mộng Hương chậm chậm nói, Lạc Thiên, ta không ngờ thì ra bọn ngươi lại là loại người như thế. Vừa mới đây bọn ngươi đã nói, Minh Nguyệt Phong thật sự không thể đại diện cho võ lâm chánh nghĩa nhưng vẫn có thể đại diện cho chính mình. Ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ phút này trở đi, ta từ bỏ vị trí của Nguyệt Nữ. Ta biết nàng muốn nói gì, ta rất cảm kích nàng, nhưng nàng có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của ta không? Hy Bình đột nhiên thầm thì bên tai nàng, đưa Minh Nguyệt Phong đi đi, bọn chúng sẽ để cho nàng đi, ta hy vọng nàng có thể bảo hộ cho bọn họ, đúng vậy. Nàng có thể đáp ứng điều đó cho ta không? Lạc Thiên vẫn tiếp tục truy vấn, Mộng Hương, nàng từ bỏ cái gì? Mộng Hương nhìn chằm chằm vào Hy Bình, từ đáy đôi mắt đẹp như ảo mộng của nàng trào ra những giọt lệ như những hạt trân châu. Một giọng nói vô cùng dịu nhàng cất lên, chàng hy vọng điều đó ở ta à? Phải, Hy Bình gật gật đầu. Mộng Hương lại cất cao giọng, ta từ bỏ vị trí lãnh tụ võ lâm của Nguyệt Nữ, lập tức dẫn Minh Nguyệt Phong rời khỏi Đại Địa Minh. Mộng Hương ta còn làm nguyệt nữ ngày nào thì Minh Nguyệt Phong sẽ không tham gia vào chuyện võ lâm ngày đó. Ngoài ra, cắt đứt mọi ân tình với Hoàng Hy Bình. Tất cả môn đồ của Minh Nguyệt Phong nghe lệnh, lập tức lên đường. Lạc Thiên nói, chờ một chút không được sao. Huyết ma vẫn chưa xuất hiện, nàng đã sợ đến như thế à? Uy thế của huyết ma quả là không nhỏ, đã khiến Minh Nguyệt Phong phải cao chạy xa bay rồi. Ha ha! Bảo Nguyệt gọi, tiểu thư. Bảo Nguyệt! Đừng nói nhiều, theo ta đi. Sư phụ, người cũng đi cùng chứ. Mộng Hương tiến đến trước mặt Mộng Tình. Mộng Tình nói, hài tử ngoan, sư phụ không đi đâu. Con dẫn Minh Nguyệt Phong đi cẩn thận, đi đi. Mộng Hương đột ngột nhào vào lòng Mộng Tình. Mộng Tình ôm lấy nàng ta nhưng bỗng nhiên bị nàng ta điểm huyệt. Mộng Hương cất tiếng, sư phụ, xin vô phép. Nàng ta cùng Bảo Nguyệt mỗi người một bên tả hữu dìu Mộng Tình đi. Chỉ thoáng một cái, thân ảnh đã biến khỏi Đại Địa Minh. Lạc Thiên vội vã nói, cha, làm sao đây? Lạc Hùng thở dài, tạm thời để bọn họ đi đi. Lạc Thiên nói, phiền những người trước kia đã từng gặp huyết ma hồi tưởng lại kỹ càng một chút. Huyết ma và Hoàng Hy Bình có điểm gì chung? Ánh mắt mọi người lại tập trung về phía Hy Bình, nhiều người đã hiểu ra. Lúc này Lạc Hùng mới nói thật to, Hoàng Hy Bình chính là con của huyết ma và Mộng Tình. Hắn kế thừa ma tính của huyết ma, làm rối loạn võ lâm, làm bại hoại đạo đức thế gian. Con người này so với phụ thân huyết ma của hắn còn đáng hận gấp trăm lần. Hầu như tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ còn mỗi mình Hoa Tiểu Ba cất tiếng hỏi, Lạc Hùng, lão dựa vào đâu mà nói tỷ phu của ta là con của huyết ma? Lạc Thiên nói, Hoa Tiểu Ba, tốt nhất là ngươi nên hỏi cô Hoa Lôi của mình. Nàng ta biết thân thế của Hoàng Hy Bình. Hoa Tiểu Ba quay sang hỏi Hoa Lôi, cô. Hoa Lôi nói, Tiểu Ba, không cần phải nói. Từ Phiêu Nhiên tiến đến trước mặt Hy Bình nói, từ rất lâu rồi, ta đã cảm thấy ngươi nhất định có quan hệ với huyết ma, quả thật như thế. Ha ha, tiếng cười của lão nghe thật thê thảm, nếu như là trước kia, lão đã lập tức xuất thủ ngay. Nhưng bây giờ Hy Bình đã là con rể của lão, trong bụng hai đứa con gái của lão là dòng giống của Hy Bình, cũng chính là cháu của lão. Hoàng Đại Hải hét lên, chuyện đó không phải là sự thật. Lạc Thiên nói, ở đây không chỉ có con của huyết ma mà còn có đồ nhi của huyết ma nữa. Hôm nay, chúng ta phải tuyệt diệt tất cả hậu nhân của huyết ma, khiến chúng vĩnh viễn không thể gây hại cho giang hồ được nữa. Hoàng Đại Hải, không phải ngươi đã nói phải giết huyết ma sao? Vì sao không chịu động thủ,
Đột nhiên Hoàng Đại Hải thấy không thể nào đối mặt nổi với trường hợp này. Thậm chí nếu Hy Bình thật sự là con của huyết ma thì cũng vẫn là đại ca của hắn. Nhưng hắn thân đang là lệnh chủ của thiên tự lệnh bài, hắn phải làm sao đây? Hắn nói, Từ Thúc Thúc, người sang đây một chút. Từ Phiêu Nhiên bước sang, Hoàng Đại Hải lấy thiên tự lệnh bài giao lại cho lão rồi nói, Từ Thúc, ta giao lại lệnh bài cho người. Người ra lệnh đi. Từ Phiêu Nhiên quay nhìn khắp mọi người của tứ đại gia trong sảnh. Những người này dường như đều có quan hệ trực tiếp với Hoàng Hy Bình. Lão nhìn thấy hai nữ nhi của mình mắt đã tràn lệ thì vội vã ấn lệnh bài vào tay Triệu Tử Hào rồi nói, Tử Hào, ngươi làm đi. Ta già rồi, ta chỉ còn hai đứa con gái. Triệu Tử Hào tiếp nhận lệnh bài rồi hét lên, thiên tự bài ra lệnh. Lập tức rời khỏi đại địa minh, cấp tốc nghe lời. Hy Bình nhìn Triệu Tử Hào mỉm cười nói, nhờ ngươi đem tất cả những người có quan hệ với ta rời khỏi đây. Giờ ta không có khả năng bảo vệ an toàn cho họ nữa. Cảm tạ. Hoàng Tiểu Nguyệt khóc lớn, không, muội không chịu rời bỏ đại ca đâu. Hoàng Đại Hải bước đến kéo Tiểu Nguyệt lại, nói, Nguyệt Nhi, đi thôi. Hắn giờ không còn là đại ca của chúng ta nữa rồi. Có mà, đứa con yêu thương nhất của phụ mẫu chính là đại ca, vậy nên người cũng là đại ca của Nguyệt Nhi, là nam nhân của Nguyệt Nhi. Muội không đi, muốn đi thì các người đi đi. Các người là một lũ gia hỏa không có lương tâm, đại ca vì các người chuyện gì cũng dám làm, các người chỉ vì huynh ấy là con của huyết ma mà không thèm quan tâm tới người. Huynh ấy đã có bao giờ giết người nào của tứ đại gia chưa? Hy Bình không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, quay sang Lạc Hùng nói, có biết vì sao ta chịu an phận như vậy không? Lạc Hùng, để phụ thân ta ra đây đi. Lạc Thiên nói, tiểu tử nhà ngươi trông thế mà cũng không ngu ngốc lắm. Đưa huyết ma ra đây. Mệnh lệnh của hắn vừa phát ra, mọi người cũng bật ra một tiếng ồ. Hơn chục đệ tử đại địa minh dẫn ra một người khá cao lớn. Người này không hề bị trói, y bước đi với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, bộ mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn của y không có chút sát khí nào mà lại có vẻ bình tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm che giấu những đau thương của cuộc đời, rất nhiều đau thương. Sư phụ, Độc Cô Minh đang trầm mặc đột nhiên hét lên kinh hoàng rồi như tên bắn lao về phía nam nhân trung niên rất giống Hy Bình đó nhưng liền bị hai trong số ba đại thiên vương của đại địa minh là Ninh Phi và Lỗ Gia chặn lại. Độc Cô Minh nổi giận hét lên, tránh ra, các ngươi là những kẻ bỉ ổi, sao dám ra tay với người sư phụ đã mất hết võ công của ta chứ? Lạc Thiên nói, Độc Cô Minh, ngươi vẫn chưa biết sư phụ ngươi thật ra chính là huyết ma mà mọi người đều muốn giết sao? Độc Cô Minh trấn tĩnh lại nói, sư phụ, chuyện này là sao vậy? Nam nhân đó nói, Minh Nhi, ta đích thị là huyết ma như lời họ nói. Để liên lụy tới ngươi, thật sự lúc trước không nên nhận ngươi làm đồ đệ. Đôi mắt Độc Cô Minh đẫm lệ, trong thời gian hắn ở Thiếu Lâm Tự, sư phụ của hắn thật ra là huyết ma, chính là nam nhân trung niên đã phế bỏ võ công này, người đã chiếu cố cho hắn, chăm sóc cho hắn, suốt cho đến khi hắn lớn lên. Sao hắn không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa sư phụ hắn và huyết ma vậy? Bởi vì sư phụ lúc nào cũng tỏ ra hết mực nhân từ. Hắn không hề thấy có gì dính dáng đến sự tàn bạo của huyết ma cả. Huyết ma, Từ Phiêu Nhiên đã tiến đến. Lâm Khiếu Thiên nhìn Từ Phiêu Nhiên nói, đã 20 năm rồi, Từ huynh vẫn khỏe chứ? Từ Phiêu Nhiên lãnh đạm đáp, ngươi cũng may mắn thật, vẫn chưa chết. Lâm Khiếu Thiên than, ta đã từng nói với toàn thể mọi người rằng ta không hề giết ba gia chủ của tứ đại gia các người. Giờ đây lời thú nhận của ta với các ngươi vẫn là như thế. Bất cứ điều gì khác, ta đều sẽ không nói. Huyết ma, ta không muốn nói nhiều. Hãy đền mạng cho phụ thân ta. Toái vân trưởng của Từ Phiêu Nhiên giáng vào người huyết ma. Ninh Phi và Lỗ Gia đột nhiên tránh sang một bên đưa mắt nhìn luồng trưởng đánh thẳng vào người huyết ma. Ánh mắt huyết ma tuy vậy không hề chớp lấy một cái. Đột nhiên thân ảnh Độc Cô Minh xuất hiện trước mặt huyết ma, tay phải phất ra một luồng trưởng đỏ như máu. Huyết trảo chụp lấy đao trưởng với một tốc độ kinh người. Từ Phiêu Nhiên, lão nếu muốn giết sư phụ ta, trước hết phải giết Độc Cô Minh ta đã. Ninh Phi và Lỗ Gia vọt đến, kéo huyết ma lùi về bên cạnh Lạc Hùng. Lạc Hùng nói, Lâm Khiếu Thiên, không phải ngươi nói muốn gặp con ngươi sao? Hắn cũng đang ở đây, ngươi có thể nhận ra hay không? Có lẽ ngươi không thể, vì cả đời ngươi chưa từng một lần gặp mặt nhi tử của mình. Ánh mắt Lâm Khiếu Thiên quét qua quét lại toàn sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Hy Bình.
Hai cha con nhìn nhau từ xa. Đột nhiên Lâm Khiếu Thiên thở dài một cái rồi nói, nó lớn lên không giống ta mà giống mẫu thân hắn hơn. Lạc Hùng nói, vẻ bên ngoài hắn tuy không giống ngươi lắm nhưng nội tâm hắn lại rất giống ngươi. Giống ngươi ở chỗ vô sỉ và tàn bạo. Giống ngươi ở chỗ có cái ma tính vĩnh viễn không bao giờ có thể loại bỏ được. Ngươi giờ đã không thể gây ác được nữa nhưng lại sinh ra cái tên nhi tử độc ác này thì ngươi cũng làm được một việc lớn rồi. Lâm Khiếu Thiên cười ảm đạm rồi nói, không cần nói thêm gì nữa, giết ta đi. Kết thúc cho rồi. Ngày đó khi ngươi giết phụ thân ta, có bao giờ ngươi nghĩ đến cái ngày này không? Lạc Hùng cười lạnh nói. Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp, thật tình mà nói, ngay cả lúc này ta cũng không bao giờ nghĩ đến nó. Lạc Hùng nói, ngươi vẫn không hề thay đổi. Không phải ngươi cũng thế hay sao? Lạc Hùng cười cười, Lâm Khiếu Thiên cũng cười. Lạc Hùng nói, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhà ngươi cười. Nhưng trong mấy ngày gần đây lại hay bắt gặp ngươi cười. Kỳ thật ngươi đã thay đổi nhiều rồi. Có lẽ vì ngươi đã mất toàn bộ võ công hoặc giả là vì ngươi đã ẩn cư ở Thiếu Lâm 20 năm nay. Dù sao đi nữa, sau này có lẽ rất khó mà thấy nụ cười của ngươi, chả là người chết thì làm sao mà cười được nữa. Lâm Khiếu Thiên nói, nhưng ta có thể cười cho đến phút cuối cùng, cho đến cái giây phút ta sẽ chết. Ta định bù đắp nụ cười cho thời gian trước đây. Giờ phút này ta cảm thấy rất hạnh phúc, chết không hề hối hận. Lạc Hùng hướng ánh mắt nhìn quét qua toàn sảnh rồi nói lớn, các vị anh hùng, tên huyết ma đã đổ sát võ lâm chánh đạo năm xưa giờ đang đứng ngay đây. Các người nói xem phải xử lý hắn ra sao. Quần hùng đều la hét loạn cả lên. Giết hắn đi. Đem hắn đi ngũ mã phanh thây. Xẻ hắn ra vạn mảnh. Ta phải giết hắn. Rất nhiều người xông lên, vung đao múa kiếm, cứ như không thể nào không tự tay giết cho được huyết ma. Tuy nhiên, bên cạnh Độc Cô Minh đang nổi giận đột nhiên xuất hiện thêm một Hoàng Hy Bình vô cùng lạnh lùng hung tợn. Ánh mắt hai người đều lóe sáng, Độc Cô Minh thì hơi đỏ nhạt còn Hy Bình thì đỏ chói. Hai người túm lấy mấy tên nhân sĩ võ lâm ở phía trước đẩy lùi về phía sau. Người của Đại Địa Minh thì cứ như không nhìn thấy gì. Không ra tay với huyết ma mà cũng chẳng cản trở nhân sĩ võ lâm muốn giết huyết ma. Đương nhiên cũng chẳng ngăn cản hai người Độc Cô Minh và Hy Bình đối đầu với nhân sĩ võ lâm. Dù sao đi nữa, hai người này, một người là nhi tử của huyết ma, một người là đồ đệ của huyết ma, có chết họ cũng không thể thối lui được. Lôi Long cũng cảm thấy trong lòng kích động, vì nghĩa mà làm thì không được do dự, liền gia nhập vào cuộc chiến. Nữ nhân của ba người cũng gia nhập vào chiến đoàn bảo vệ cho huyết ma. Trường sinh kiếm của Hoàng Đại Hải cũng đã rút ra. Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút rồi vung đại quan đao lên, ánh đao loang loáng chiếu ra khắp nơi, rồi hét lớn, chuyện gì cũng để sau sẽ nói. Giờ nghe lệnh ta, bảo vệ huyết ma. Từ Phiêu Nhiên nhìn một lượt hai nữ nhi của mình trong vòng chiến, ngẩng đầu thở dài rồi nói lớn, chúng ta đã phụ lòng tổ tông rồi. Toái vân trưởng của lão cũng luân phiên xuất ra, thiên phong bảo vậy là cũng gia nhập cuộc chiến. Thiếu Lâm và võ đang đột nhiên thối lui, không tham gia cuộc chiến nữa. Diệu duyên của Vạn Diệm Am đột nhiên hỏi, sư phụ, chúng ta giúp ai đây? Không giúp ai cả, Vạn Diệu nói với vẻ bất lực. A Tuyết, ngươi không được loạn động, thân thể ngươi giờ bất tiện, đợi tình hình xem sao đã. Cuộc chiến bùng lên. Võ Lâm tứ đại gia ở vào thế phải bảo vệ huyết ma nhưng nhân số bọn họ lại ít. Lấy thế của 4-500 người để chống lại sự công kích của 2-3 ngàn người, đồng thời bảo vệ huyết ma đã mất hết võ công không bị thụ thương, thật sự quá sức khó khăn. Triệu Tử Hào hét lên, xin mọi người hãy bình tĩnh lại, nếu không, xin đừng trách chúng tôi vô tình. Lúc này, toàn trường vẫn còn khống chế được nhưng hắn biết trong tứ đại gia có một số kẻ thuộc loại dễ sinh cuồng. Nếu mấy kẻ đó đột nhiên phát cuồng lên, khả năng gây sát thương thật không thể tính hết được. Lúc đó nếu gây ra thương vong, thật đúng là đem thanh danh 100 năm của tứ đại gia mà xóa sạch. Lạc Thiên hét lên, tứ đại võ lâm thế gia giờ đã đứng cùng trận tuyến với huyết ma rồi. Bọn họ giờ đây đã cam lòng đi theo ma đạo rồi. Chúng ta tuyệt không thể nương tay với họ được. Cuộc chiến bên trong Đại Địa Minh cũng khiến cho cuộc chiến bên ngoài cũng bộc phát. Cả bên trong và bên ngoài Đại Địa Minh đột nhiên biến thành chiến trận nhưng môn đồ của Đại Địa Minh vẫn giữ thái độ bàng quan. Không biết là vì bọn họ quá lương thiện hay là quá hiểm độc. Đã là cuộc chiến trong giới giang hồ nên không thể nào không có máu chảy. Người chết cũng là một hiện tượng bình thường. Việc hủy diệt sinh mệnh đã trở thành một chuyện thiêng liêng như công đạo của trời đất.
Thật ra huyết ma không hề có ân cừu trực tiếp nào cả với giới võ lâm chánh đạo, ngược lại võ lâm tứ đại gia lại có mối thù không đội trời chung với huyết ma. Nhưng vào lúc này tứ đại võ lâm thế gia lại chuyển sang bảo vệ cho huyết ma. Chuyện này chưa từng gặp vào bất kỳ thời nào, trong bất kỳ giai đoạn nào của võ lâm, cho dù xem lại cả lịch sử hay lục cả các kỳ văn của giới giang hồ. Lạc Hùng nói, không ngờ tứ đại gia lại liều mạng mà bảo vệ cho ngươi hả? Lâm Khiếu Thiên nói, ta nghĩ không ra vì sao ngươi không trực tiếp giết ta. Ngươi nghĩ không ra là phải. Nếu như ngươi muốn chết, tự sát đi cũng được. Ta giờ không định ra tay giết ngươi. Lâm Khiếu Thiên nhìn lão một hồi, lại nhìn sang Hy Bình, rồi nói, ta trước giờ không bao giờ muốn tự sát. Thà bị chó cắn đến chết xem ra vẫn kiên cường hơn là tự sát. Lạc Hùng, nhị tử của ta dùng đao pháp gì vậy? Lôi kiếp đao pháp của Cuồng Đao Lôi Liệt. Đao pháp đó quả là chỉ có công mà không thủ, đúng là võ học tối cao của kẻ sát nhân, ngươi nhìn xem. Nhi tử của ngươi quả đã kế thừa ngươi, một ma vương sát nhân cuồng điên. Chỉ mới được có vài khắc mà hắn đã giết đến hơn trăm người. Có thể thấy là ma tính của bọn ngươi cứ được thừa kế mãi. Thậm chí dòng máu thiện lương đến như thế của Mộng Tình cũng không cải tạo được hắn. Lâm Khiếu Thiên, hèn gì Độc Cô Minh từ sau khi xuất sơn thiếu lâm cũng trở nên cuồng sát như vậy. Hắn cũng thể hiện được thần uy của huyết sát chảo và huyết sát linh hồn cước của ngươi đó. Chỉ thấy hai chân của Độc Cô Minh tung lên biến thành vô số cước ảnh đỏ ngầu như máu. Đầu của những nhân sĩ võ lâm đứng gần bên đều bị hắn đá trúng đến vỡ đầu đổ máu. Họ không hề sai mà chỉ vì muốn bảo vệ cho cái mà họ yêu thương. Sư phụ của ta đã từng nói, bảo hộ cho cái mình thương yêu thì cho giết cả thế gian cũng không phải là sai. Lạc Hùng cười lạnh nói, ngươi phát hiện ra rằng ngươi được thương yêu à? Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp, chỉ ít thì người phủ tâm yêu là ta. Lạc Hùng biến sắc mặt nói, Lâm Khiếu Thiên, ngươi đừng nhắc đến phủ tâm. Ta không muốn giết ngươi ngay lập tức đâu. Thật ra ngươi cũng không yêu phủ tâm, cớ gì phải kích động như vậy? Lạc Hùng nói, yêu hay không yêu là chuyện của ta. Nhưng phủ tâm là vợ của ta. Tội nghiệp cho vợ của ngươi. Không yêu ngươi mà lại đi yêu ta. Lạc Hùng nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu Thiên nói, ta đã hiểu. Với tính cách của ngươi lẽ ra đã không nói những lời đó. Ngươi muốn dùng cách kích động để ta nổi giận rồi giết ngươi. Làm như thế để cuộc chiến giữa tứ đại gia và quần hùng võ lâm sẽ kết thúc à? Ngươi đừng vọng tưởng, ngươi phải biết ta là người vô cùng nhẫn nại, sao có thể dễ dàng để ngươi làm nổi giận như thế? Nói thật tình, thật ra phủ tâm thầm yêu Phong Tự Lai. Tiếc là lại bị ta đoạt mất, ha ha, lão tử lại không phải là người dễ chịu thua. Lâm Khiếu Thiên không nói gì, khuôn mặt lại quay về vẻ lãnh đạm. Lạc Hùng nói, ngươi cùng ta ở đây xem náo nhiệt nhá. Xem hậu nhân của ngươi tạo nên một truyền thuyết như thế nào. Cái này chắc chắn sẽ là một truyền thuyết tà ác thấm đẫm máu hồng. Thật may mắn, ngươi có được một đứa con hùng mạnh như thế. Tội nghiệp hắn có một người cha là ma đầu. Vì vậy hắn cũng phải chịu số phận làm một ma đầu. Nhưng nhi tử của ta thì nhất định sẽ là một anh hùng mới xuất hiện của giang hồ. Lâm Khiếu Thiên thở dài nói, ma vương thì sao? Anh hùng thì sao? Chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời. Chỉ cần nhìn lại mà không thấy hối hận, còn thì chuyện gì cũng đều vô nghĩa cả. Ngươi không hối hận sao? Có chứ, ta hối hận rất nhiều về việc của mẫu thân hắn. Lạc Hùng nói, ngươi vẫn chưa gặp được bà ta. Cho đến hết đời chắc ngươi cũng không được gặp, ta cố ý để Minh Nguyệt Phong rời đi là để ngươi và Mộng Tình vĩnh viễn không gặp nhau được nữa. Ngươi làm rất hay đó. Ta vẫn luôn như thế, ngươi không lẽ không hiểu ta? Ta không có hứng thú để hiểu ngươi. Lâm Khiếu Thiên đáp rồi đưa mắt nhìn toàn sảnh. Đại Địa Minh, Thiếu Lâm, Võ Đang, Phan Diệu Am đều bàng quan trong khi người của tứ đại gia cùng với nhân sĩ Võ Lâm rơi vào một cuộc ác chiến. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên quay sang Từ Phiêu Nhiên nói, Từ huynh, cảm ơn ngươi. Huyết ma, đừng cao hứng quá sớm. Chuyện đó sau rồi ta sẽ tìm ngươi để tính toán. Nếu không phải hai nữ nhi của ta là thê tử của nhi tử nhà ngươi thì hôm nay ta chỉ phải giết một mình ngươi thôi. Hừ, tứ đại gia chúng ta trước đã vì ngươi mà tử thương vô số, hôm nay lại vì ngươi mà tử thương rất nhiều. Lại còn mang tiếng xấu với giang hồ, sau này phải cải thành môn phái ma đạo mất. Dù có đến hơn 3.000 nhân sĩ võ lâm đối đầu với chỉ 400-500 người của tứ đại gia dốc toàn lực chống cự nhưng vẫn không vượt qua được phòng tuyến để giết huyết ma.
không biết bọn họ là vì tránh nghĩa hay chỉ đơn giản vì thích chém giết. Việc phải giết cho được huyết ma xem ra không có nhiều đạo lý lắm, vì cuối cùng thì những người phải chịu đựng việc đồ sát của huyết ma lại là tứ đại võ lâm thế gia. Có lẽ vì việc đồ sát được huyết ma trước mặt các nhân sĩ võ lâm là một sự việc khá vinh quang. Tuy nhiên, vì vậy mà tạo nên một cuộc đổ máu và chém giết như thế này thì bọn họ không nghĩ đến. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ hết sức vĩ đại là bảo vệ chánh nghĩa, diệt tuyệt tà ác. Còn bên phía tứ đại võ lâm thế gia thì lại là một ý niệm khác, bảo vệ người thân và bằng hữu của mình. Trong số hai lý tưởng này, thật không biết cái nào là tà ác hơn. Nhưng cả hai bên đều có lý do của mình. Đã có lý do thì sẽ có đối đầu, mà giới võ lâm đã đối đầu thì phải có chém giết. Có điều sự áp đảo của cái quần thể 3.000 người cuối cùng cũng tạo nên ưu thế. Nhân số của tứ đại gia giảm dần đi. Đúng vào lúc đó, từ bên ngoài một nhóm người tiến vào. Lôi Long nhận ra phần lớn bọn họ là người của Viễn Dương phiêu cục. Hơn 300 phiêu binh cường mãnh giơ đao lên. Phía sau họ khoảng 200 người đang dương cung. Vô số tên được bắn rất chuẩn xác vào lưng những nhân sĩ võ lâm đang đứng ở vòng ngoài, từ lưng xuyên ra tới ngực. Đôi mắt ánh đỏ như máu của Hy Bình thoáng nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của Đại Phong đang dương cung. Đại Phong hét lớn, Hy Bình, bọn ta đến rồi. Mẹ nó chớ, bọn người này là ai vậy, sao lại dám chọc đến người của Hoàn Sơn thôn chúng ta chứ? Anh em huynh đệ, nhận đúng người, mỗi phát nhắm đúng giữa tim họ. Hắn dương một cây cung lớn bằng huyền thiết, bốn mũi tên cùng phóng ra. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm quay lại lao mình đến nhưng đều bị đại đao của 300 phiêu binh kia hạ gục. Một số phóng lên giữa không trung đều bị tên bắn rơi xuống. Tình thế đột ngột xoay chuyển. Lạc Thiên đột nhiên hét to, giết hết đám cung tiễn kia đi. Lập tức hơn 2.000 môn đồ của Đại Địa Minh đang chờ cơ hội liền chuẩn bị tập kích. Hy Bình liền hét lên, Lạc Thiên, con mẹ nó, người muốn chết à? Đao chuyển sang tay trái, tay phải chuyển thành quyền, thân ảnh của Hy Bình đột nhiên lao nhanh, tiếng sấm rền vang theo. Quyền của hắn tạo thành thế như một cái dùi lớn hất văng toàn bộ những người đứng trước mặt hắn. Chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt Đại Phong, vừa đúng lúc Lạc Thủy, Lạc Thổ, Lạc Mộc cũng tiến đến. Hắn khẽ xoay người, hai tay giơ cao thanh liệt dương chân đao đang cháy rực. Chỉ trong khoảng khắc, chém ra ba nhát đao cường mãnh kèm theo ba tiếng nổ như sấm rền buộc ba đại đệ tử của Đại Địa Minh phải lùi lại. Đồng thời lúc đó, ba mũi tên cũng bay ra truy đuổi theo ba người. Đại Phong, người không sao chứ? Không sao, người của Hoàn Sơn thôn chúng ta không sợ chết. Hy Bình, sao ngươi trở nên lợi hại như thế, so với trước kia thật quá lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta dùng cung tên để giết người, trong lòng cũng bối rối. Tứ Cẩu đâu? Sau này sẽ nói với ngươi, giờ bọn ngươi lui đi. Trong trận chiến giáp lá cả như thế này cung tên không có nhiều tác dụng đâu. Đừng để bọn họ phải thiệt mạng. Đại Phong nói, bọn ta có khoảng 70-80 người là anh em của nhau từ nhỏ đến lớn. Những người khác là do chính tay ta huấn luyện tại Viễn Dương phiêu cục. Lôi lão gia nói, có thể sau này có chỗ hữu dụng. Lão gia liệu sự như thần, bảo bọn ta mau đến Long Thành. May mà bọn ta đến đúng lúc, bọn gia hỏa này dám kiếm chuyện với quyền vương của Hoàn Sơn thôn chúng ta là thôn trưởng, ta không thể không quản được. Hy Bình, ta đến đây rồi, ta là Thủy Như Nè. Ta là Đại Sơn. Sơn Kê. Ta là Điền Kê. Ánh mắt đỏ ngầu của Hy Bình ánh lên những giọt nước mắt. Những người bạn từ nhỏ đến lớn của hắn, giờ phút này đã vì hắn mà rời khỏi Hoàn Sơn thôn, đến với cái thế giới giang hồ hỗn loạn này. Bọn họ vốn thuộc về một sơn thôn yên tĩnh, giờ lại tham gia vào một cuộc chiến của giới võ lâm. Không biết có bao nhiêu người sẽ không còn về được Hoàn Sơn thôn nữa. Không, hắn không thể để bọn họ thiệt mạng tại đây. Dù có phải giết hết tất cả địch nhân ở đây cũng phải để bọn họ quay về an toàn. Đó là những người bạn cùng lứa tuổi với hắn, từ cái thời còn chất phác thật thà. Xạ tiễn bắn chết hết tất cả địch nhân ở đây đi. Người muốn giết ta, ta tất phải giết người. Các bạn, đây không phải là trận đánh như ở Hoàn Sơn thôn chúng ta, nhưng đánh xong trận này chúng ta vẫn cứ ca khúc khải hoàn như thường. Quyền vương ta sẽ làm mộc che chở cho các bạn, hãy xạ tiễn đi. Hy Bình nói liền một hơi. Ào ào một tràng như rồng ngâm hổ gầm. Tiếng sấm lại nổ vang trời, liệt dương chân đao trong tay lại chém nhào ra khắp nơi, ánh đao như lưỡi lửa lóe lên khắp nơi trước mặt hắn. Tên vô lại không thích thú gì chuyện giết người này cuối cùng cũng phải bắt đầu công cuộc giết chóc của mình.
nên như vậy, hay là không? Dù sao thì, trong lòng hắn vẫn cho rằng không nên. Máu, dần dần thấm đẫm cả mặt đất ở Đại Địa Minh. Đại Địa Minh cũng tham gia trận chiến khiến tứ đại gia vốn đã kháng cự hết sức khó khăn giờ càng phải dốc hết toàn lực ra, thương vong cũng đến gần 300. Trận chiến chẳng mấy chốc đã kéo dài đến cả giờ. Hai bên càng chiến đấu càng hăng hái hơn. Lạc Hùng kề bên tai Lâm Khiếu Thiên nói, đã quá lâu rồi không được nhìn thấy một trường sát đấu như thế này. Lâm Khiếu Thiên, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi nào, nơi đó lập tức biến thành trường sát đấu. Ngươi có thấy tự hào về mình không? Lâm Khiếu Thiên nói, lúc trước không giết ngươi đi quả đúng là sai lầm của ta. Thật không nên vì U Nhi mà thả ngươi đi. Thật tội nghiệp, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ giết được ta. Số mệnh của ngươi là thất bại. Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta. Cũng còn chưa chắc, ngươi quên mất một người. Ngươi muốn nói đến Phong Tự Lai à? Ngươi đừng mong hắn xuất hiện. Hắn giờ đã trở thành tù phạm rồi. Còn nhớ tập ảnh không? Ở cái bang hắn lấy tên là Tiếu Diện Cái. Hiện giờ cả hai bang chủ đều ở trong tay hắn, cái bang cũng ở trong tay hắn. Thậm chí nếu cái bang đến thì chính họ sẽ ra tay chứ không phải chúng ta. Ở Long Thành có hơn 8.000 bang chúng cái bang. Chỉ cần ta phát ra ám hiệu, bọn chúng sẽ tiến đến đây. Nhưng cứ theo như hiện tại thì không còn cần thiết nữa. Ngươi xem bọn họ còn kháng cự được bao lâu nữa. Đến khi trận huyết chiến này kết thúc, không chỉ tứ đại gia bị diệt vong mà thử tính xem võ lâm tổn thất thêm mấy ngàn người nữa. Ha ha, sau đó còn ai dám chống lại ta nữa. Lạc Hùng đứng xem cảnh tượng thê thảm đó cao hứng nói. Lâm Khiếu Thiên nói, Lạc Hùng. Theo như những tiếng đánh nhau ở bên ngoài, dường như tứ đại gia không chỉ có bấy nhiêu đây người. Rất nhiều võ sĩ đang liên tục tiến vào từ bên ngoài tường, bên ngoài cổng. Cứ theo cách ăn mặc, người của tứ đại gia biết được nhóm người này chính là của địa ngục môn. Đang trong lúc hoảng sợ thì nhận ra các võ sĩ của địa ngục môn đột nhiên lại đang giúp đỡ họ. Đầu lĩnh của địa ngục môn dường như là Địa Kiệt, chỉ nghe thấy hắn nói, bảo vệ phu nhân và tiểu thư. Một nhóm người khác ăn mặc không giống nhau hóa ra là Ngọc Xà Môn. Người của Đại Địa Minh nhận ra các môn đồ của Ngọc Xà Môn. Lạc Hùng nói, lũ gia hỏa này đến thật đúng lúc. Lâm Khiếu Thiên, có lẽ lại có cơ hội lợi dụng ngươi rồi. Thiên Diệp Bội tiến đến bên cạnh Hy Bình, chỉ huy các môn đồ Ngọc Xà Môn tham gia chiến đấu rồi hỏi, cha ngươi có ở đây không? Không ngờ ngươi và ông ta cũng có cửu hận. Ông ta là sư thúc công của ta. Bọn ta đến đây là để cứu ông ta. Vậy sao, vậy ra ta là sư thúc của ngươi à? Cái đồ xấu xí, có phải sư thúc công đứng bên cạnh Lạc Hùng không? Hôm nay, Ngọc Xà Môn, Địa Ngục Môn, Tứ Đại Thế Gia, Viễn Dương Phiêu Cục liên thủ, tất nhiên phải tuyệt diệt Đại Địa Minh. Bọn ta đến hơi trễ, mong sư đệ lượng thứ. Hà Hỉ giết một loạt mấy người rồi tiến đến bên họ. Hy Bình không ngờ được đột nhiên mình lại có thêm mấy người sư tỷ. Thật sự không thể ngờ nổi. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Huyết Sát Chân Quân và Ngọc Xà Yêu Cơ mà hắn lại là nhi tử của Huyết Ma thì hắn chính là đời thứ ba của Huyết Sát Chân Quân. Vị sư tỷ này có lẽ là thật rồi. Cảm tạ các người. O không ô. Nha môn của Long Thành. Phủ đài đại nhân đang đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm chuyện này làm sao giải quyết đây. Trong phòng ông ta chỉ có hai người. Người kia chính là vị bộ đầu đã xuất hiện sau trận chiến giữa Hy Bình với mấy người Đông Dương. Vị bộ đầu nói, đại nhân, theo như tôi thấy, chuyện này chúng ta không thể nào quản lý nổi. Nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật, trong thành lại xuất hiện một cuộc chiến như vậy, ta không quản lý nổi có phải là mất mặt không? Vị bộ đầu nói, thưa đại nhân, đó là chuyện của người trong giới võ lâm, rất khó mà quản lý. Trước giờ chưa thấy ai quản lý nổi. Phủ đài đại nhân nói như thế, nếu ở Long Thành cũng phát sinh những cuộc chém giết như vậy, cũng lại không quản tới, dân chúng sẽ không được an toàn. Vị bộ đầu đáp, nếu quản những chuyện đó, chúng ta sẽ không được an toàn. Phủ đài đại nhân trừng mắt nhìn hắn rồi nói, thế cứ để bọn chúng tự do làm loạn trước mắt chúng ta à? Đó không phải là làm loạn, bọn họ thật sự không chống lại chúng ta. Chuyện giới võ lâm bọn họ, tự họ giải quyết bằng các thủ đoạn giang hồ. Không tìm đến đại nhân đâu. Đại nhân chỉ cần một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Được rồi, ta sẽ nhắm luôn cả hai mắt lại. Khi nào tố đến quan thì ta sẽ tính, cái đó thật sự là khéo léo a. À, ngươi kiếm chút gì đi, bọn ta uống vài chung, tốt nhất là bồ đào tử,
phải là loại đỏ nhất để ta nhìn thấy màu của máu trong ly rượu. Tốt xấu gì cũng thể hiện được cái dũng khí của ta, phải không? Thưa đại nhân, tôi sẽ chuẩn bị lập tức. Bồ đào mỹ nữ Dạ Quang Bôi. Đại nhân, tôi để mỹ nữ kết hợp với Dạ Quang Bôi cũng được chứ? Đúng là được lắm, nhưng mà, là bồ đào mỹ nữ Dạ Quang Bôi thật à? O không ô. Trận chiến ở Đại Địa Minh đã đến hồi kịch liệt, cư dân Long Thành không dám đến gần sợ mắc phải tai bay họa gió. Do có Ngọc Xà Môn và Địa Ngục Môn cùng tham chiến nên trận chiến giữa hai bên xem ra tương đương. Huyết Đạt nói nhỏ, Minh Chủ, nếu cứ như thế này, Đại Địa Minh chúng ta sẽ tổn thất rất nặng. Hắn nói quả không sai, Lạc Hùng vốn nghĩ sẽ không tốn bao nhiêu sức lực cũng sẽ tiêu diệt được tứ đại gia nhưng đột nhiên Ngọc Xà Môn và Địa Ngục Môn xuất hiện, Đại Địa Minh bị buộc phải xuất thủ. Hai bên đối trận, kết quả tất nhiên có thể hình dung ra được. Thậm chí nếu có thắng, bản thân Đại Địa Minh cũng chịu những tổn thất nặng nề. Điều này có lẽ hắn thật không muốn thấy nhưng lại là sự thật. Lâm Khiếu Thiên cười nói, người lại đang chuẩn bị âm mưu gì đó. Lạc Hùng nói, trên đời này, người tri kỷ duy nhất của ta. Ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai cả. Thật đáng tiếc, ngươi lại là địch thủ của ta. Lâm Khiếu Thiên nói, đó là ngươi nghĩ như thế thôi. Ta là người như thế. Trước giờ chưa bao giờ xem ai là địch thủ của mình. Có điều có rất nhiều người xem ta là kẻ địch, không giết ta không được. Lạc Hùng nói, chỉ trách số ngươi không được tốt thôi. Ngươi nói sai rồi, số mệnh ta rất tốt, nếu không, nằm trong miệng báo không thể sống sót được. Sư đồ hai người các ngươi cũng thật kỳ quái, một người thì sống với bầy sói, một người thì sống trong miệng báo. Thật sự đúng là hai kỳ tích, chỉ tiếc là nhi tử của ngươi lại không theo hai ngươi. Vì hắn trưởng thành trong một cuộc sống hạnh phúc. Lâm Khiếu Thiên nói, vậy à, có lẽ nó là một kỳ tích khác về sau của ta và nghĩa phụ. Ngươi nói nó trưởng thành trong một cuộc sống hạnh phúc, vậy nó đương nhiên sẽ tạo ra một câu chuyện khác chúng ta. Ta và nghĩa phụ đều phải sống một cuộc sống cực nhọc và tịch mịch. Nó sẽ không như thế. Lạc Hùng nói, có điều, máu huyết của các ngươi vẫn chảy trong người nó. Hắn so với các ngươi còn cuồng điên hơn. Bất luận là về phương diện nào cũng đều điên hơn các ngươi, đặc biệt về phương diện đối với nữ nhân. Ta nhớ rằng nghĩa phụ ngươi có hai nữ nhân, ngươi có 4-5 người gì đó. Nhưng cái tên gia hỏa này chắc phải có đến 4-50 người. Đương nhiên, hiện tại hắn giết người so với các ngươi cũng không ít hơn. Lâm Khiếu Thiên cười cười nói, nghĩa phụ từng muốn ta có một cuộc sống khác. Ta biết vì người sống cả đời cô độc đến già nơi thâm sơn hoang dã. Người muốn ta yêu những người yêu ta, có được một cuộc sống hạnh phúc, không như người cô độc đến lúc chết. Tuy người là đệ nhất ma đầu nhưng người hy vọng có thể đem đến một cuộc sống yên bình cho nữ nhân mà người yêu thương. Đó là hy vọng cả đời của người, cuối cùng cũng không đạt được, người hy vọng ta có được cái đó, nhưng ta cuối cùng cũng không có được điều đó. Cái ta có chẳng khác biệt gì lắm so với người, cũng cô độc, cũng không ai giúp đỡ, cũng là đại ma đầu mà giang hồ hắt hủi. Ta không tìm thấy được vầng thái dương đã đánh mất, cũng không tạo ra được một câu chuyện khác. Ta chỉ kế tục câu chuyện của người, một câu chuyện cô độc và bi thảm. Bất quá, Lạc Hùng à, lúc này ta phải cho ngươi biết, có lẽ ta cũng đã sáng tạo ra được một câu chuyện. Lạc Hùng ngạc nhiên, hả? Ta đã tạo ra được một nhi tử và nhi tử đó chính là câu chuyện của ta. Nó đã tìm được vầng thái dương đã bị đánh mất, có được cái mà hắn yêu thương, có được những người yêu thương hắn sâu đậm. Vì cái mà hắn yêu thương hắn dám vứt bỏ hết mọi luân thường đạo lý của cái thế gian này. Có thể nó và gia gia nó, phụ thân nó không khác nhau, cũng không khác được, cũng bị võ lâm hậu thế xem là ma nhân. Nhưng nó chắc chắn không giống bọn ta không đạt được, còn hắn đã đạt được, hơn nữa còn hết lòng bảo vệ lực lượng của hắn. Bản thân ta không phải là người tốt, ta không cho rằng hễ giết người là có tội, ta đã từng giết rất nhiều người, không sai. Nhưng nếu bọn họ không đến gây khó dễ ta, sao ta phải giết họ chứ? Người muốn giết ta, ta tất phải giết người. Đó là bản tính tổ tông ba đời nhà ta, là máu huyết kế thừa của chúng ta. Nhưng vận mệnh của chúng ta thì không truyền lại đời sau. Tuy ta chưa từng nói với nhi tử của mình một câu nào nhưng nó thật sự là câu chuyện ngạo nghễ nhất của ta, là cái mà gia gia hắn đã hy vọng, cái mà phụ thân hắn không cách nào đạt được một câu chuyện vĩnh hằng. Bất kể hậu thế về sau bình luận như thế nào,
ít nhất thì nó đã vượt qua cái vận hạn khổ mệnh của hai đời để tạo nên câu chuyện thần kỳ vô cùng mạnh mẽ và không có gì để phải băn khoăn nữa. Nói thì hơi nhảm nhưng ta rất thích gương mặt của hắn. Bộ dạng cao lớn của hắn rất giống mẫu thân. Ngươi nhìn xem, thật là hấp dẫn. Tiếc là hắn sẽ sớm xong đời, nếu không thì ngươi sẽ chết. Tay Lạc Hùng đặt lên trên đầu Lâm Khiếu Thiên, lấy hơi hét lớn, Hoàng Hy Bình, nếu ngươi muốn nhìn thấy đầu cha mình vỡ nát thì cứ tiếp tục đi. Trong lúc Hy Bình đang cuồng sát thì nghe thấy câu nói đó. Tim hắn chợt nhói lên, tóc tai dựng đứng lên, đôi mắt như dại đi hướng sang phía đó. Đột nhiên quyền đầu của Lạc Thổ giáng trúng ngay ngực hắn. Hắn thối lui ba bước, phun ra một bụng máu. Lạc Thủy và Lạc Mộc liền tiến lên, Thiên Diệp bội vung kiếm chặn ngay trước mặt Hy Bình khiến hai người đó phải lùi lại, đồng thời mắng, Hoàng Hy Bình, người muốn chết à? Hoàng Hy Bình, nếu người của bọn ngươi không ngừng tay, ta sẽ lập tức giết huyết ma. Minh chủ, giết hắn đi. Các nhân sĩ võ lâm đang say máu chém giết nhau nhau lên. Triệu Tử Hào hét lớn, Lạc Hùng, chỉ bọn ta đơn phương ngừng thì tuyệt đối không thể được. Lạc Hùng nói, các vị anh hùng võ lâm, hôm nay hãy dừng ở đây. Người mà chúng ta muốn xử chính là huyết ma. Nếu bọn họ không cản trở chuyện đó, chúng ta có thể để cho bọn họ đi. Ta biết mọi người đều vì việc trừ ma vệ đạo mà tận tâm tận lực. Là võ lâm minh chủ, ta cảm thấy vô cùng hân hoan. Tuy nhiên, chuyện hôm nay như thế này đã làm thương vong vô số người, trong lòng ta cảm thấy rất không yên tâm. Sau đó lão thể hiện một vẻ mặt vô cùng bi thương, cứ như sắp sửa nhỏ lệ đến nơi. Lâm Khiếu Thiên nói, hóa ra ngươi còn có thể diễn được đến như thế nữa đấy. Trong bụng Lạc Hùng cười thầm, đó chính là nghệ thuật của ta mà. Hoa Tiểu Ba cũng tự xấu hổ vì sự thua kém của mình. Lạc Hùng nói tiếp, về chuyện này ta cảm thấy rất xấu hổ. Vào trận chiến cuối cùng năm đó, tên huyết ma này vì bị thương quá trầm trọng nên tuy vẫn sống sót nhưng lại bị mất hết võ công. Ta chỉ cần một chưởng là giết chết hắn. Bây giờ, để giải khai cừu hận của mọi người, ta đại diện cho toàn bộ giới võ lâm, kết thúc cuộc đời tàn ác của huyết ma tại đây. Thiên Diệp bội nói, Lạc Hùng, ngươi đừng làm quá. Độc Cô Minh hướng về phía Lạc Hùng lướt đến. Hắn dường như đã trở thành một người máu. Hai mắt đỏ như máu của hắn trừng trừng nhìn Lạc Hùng. Đột nhiên xuất hiện mấy người chặn hắn lại. Song chảo của hắn liền dương ra chụp đúng đầu một người chặn trước mặt hắn. Hắn nói, ta dám chặn đường ta, ta xé xác hắn. Lâm Khiếu Thiên nói, Minh Nhi, về đi. Sư phụ đã hại con rồi. Không, sư phụ, người đừng nói vậy. Dù trước kia người từng giết rất nhiều người nhưng giờ đây người đã không còn khả năng giết ai được nữa. Người ở Hậu Sơn Thiếu Lâm sống yên bình, tên gia hỏa này lại tìm bắt người ra khỏi đó. Tất cả chuyện ngay hôm nay, nếu phải trách chỉ có trách Lạc Hùng. Nếu không phải theo ý hắn, ở đây đã không chết nhiều người như vậy. Tuy trước kia không biết sư phụ là huyết ma nhưng giờ đã biết thì phải thừa nhận mình là truyền nhân của huyết ma. Vậy nên cũng chẳng còn sợ gì cả. Thì ra cảm giác giết người lại thống khoái như vậy. Sư phụ, có rất nhiều việc chúng ta chỉ bị bức bách mà thôi. Người khác muốn bắt chúng ta không thể để họ xẻ thịt được, đúng không? Lạm Khiếu Thiên mỉm cười nói, đúng vậy. Độc Cô Minh lại nói tiếp, Lạc Hùng, người thả sư phụ ta ra. Chuyện hôm nay xem như kết thúc ở đây. Huyết Đạt mắng, đồ nhóc con ngu dốt. Lạc Hùng nói, Độc Cô Minh, lúc trước đã xem thường ngươi. Thì ra khi ngươi phát cuồng lên trông rất giống phong cách của huyết sát môn. Ngươi có thể được xem là truyền nhân cuối cùng của huyết sát môn. Huyết ma, ngươi có thể tự hào đấy. Phàm kẻ nào do ngươi tạo nên đều kế thừa được ma tính của ngươi. Nhi tử của ngươi như thế, đồ đệ của ngươi như vậy. Tà đạo vẫn là tà đạo, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nếu như để các ngươi tiếp tục truyền lại đời sau, võ lâm chắc không thể yên bình. Vì vậy, nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt sạch tất cả bọn ngươi, bất kể là ngươi hay là hậu nhân của ngươi. Đột nhiên Lạc Hùng cất giọng uy hiếp, Độc Cô Minh, ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết hắn ngay. Người Độc Cô Minh hốt nhiên run lên, dừng lại thức thì. Lúc này, cuộc chiến đã dần dần im ắng lại, hai bên thương vong quá nửa. Từ Phiêu Nhiên nói, Lạc Hùng, hãy giao huyết ma cho bọn ta để bọn ta xử lý. Hắn chính là kẻ thù lớn nhất của bọn ta. Lạc Hùng nói, huyết ma không thể giao cho các ngươi. Nếu nói về mối thù, ở đây có rất nhiều người có hận thù với huyết ma. Vì vậy, muốn xử lý huyết ma thì phải xử lý ngay trước mặt mọi người.
Lạc Hùng, cuối cùng thì ngươi muốn gì? Hy Bình hét lên. Lạc Hùng nói, ở đây mọi người đều muốn huyết ma phải chết. Ta là người được bầu làm minh chủ đại diện cho mọi người. Ta sẽ thay mặt mọi người giết chết huyết ma. Hy Bình cúi đầu xuống. Một lúc sau, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn vốn trắng đen tách bạch giờ dần dần trở nên đỏ ké lên. Đôi mắt độc cô minh là do võ công mà trở nên đỏ hồng, còn hắn vì bản tính tà thú nên đôi mắt của hắn còn đỏ hơn cả máu. Ta chỉ nói một lần thôi. Nếu như ông ta chết thì bất cứ ai muốn ông ta chết đều cũng sẽ chết. Lạc Thiên cười lạnh nói, ta thực muốn xem ngươi làm thế nào để khiến chúng ta chết. Đột nhiên vô số tiếng hô kinh hoàng vang lên. Mọi người nhìn thấy huyết long bay vọt lên, hổ, sư tử gầm vang trong mây lửa. Hoa Lôi từ trong vòng tròn được bảo vệ bước ra, lao vào trong lòng Hy Bình khóc nói, chàng đã giết rất nhiều người rồi, xin chàng đừng nên giết người nữa. Mọi cảnh tượng kỳ lạ đều biến mất, mọi người trong sảnh kinh hoàng phân vân. Hy Bình nhìn chằm chằm vào Hoa Lôi trong lòng mình rồi quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Hùng, lạnh lùng nói, ông ta thật sự đã mất hết võ công rồi, căn bản không thể tự bảo vệ mình huống chi là giết người. Nếu hôm nay các ngươi giết ông ta, các ngươi cũng không sống qua ngày mai. Giết được ông ta thì vẫn còn ta đây. Dù cho ta có không thừa nhận ông ta thì máu chảy trong người ta vẫn là máu của ông ta. Các ngươi nghĩ lại xem. Nếu phải sợ cũng không phải là huyết ma bây giờ mà là ta, Hoàng Hy Bình. Lạc Hùng, hãy thả ông ta ra, ta sẽ thay thế ông ta. Lạc Hùng suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi lại toàn sảnh, các ngươi nghĩ sao? Kỳ thật các nhân sĩ võ lâm trong sảnh đúng là đều mang nỗi sợ hãi chưa từng có đối với Hy Bình. Vừa rồi, vào lúc cuồng đao của hắn loạn sát, ai bị giết hầu như đều bị chém thành mấy đoạn. Lạc Hùng thấy không có ai phản đối cũng không nghe thấy có ai ủng hộ, biết rằng mọi người đều mặc nhận một sự thật rằng Hoàng Hy Bình so với huyết ma còn khủng bố hơn nhiều. Lạc Hùng nói, được, vì không có ai phản đối, ta sẽ đáp ứng với ngươi. Nếu quả như ngươi cam tâm để chúng ta giam lại, ta sẽ thả phụ thân ngươi ra. Sẽ chọn ngày để xử tử ngươi. Ngươi có đồng ý không? Xin lỗi nhé, mạng sống của ta là do ông ta mà có, ta tất nhiên phải trả ông ta một mạng. Hy Bình nhẹ nhàng đáp bên tai Hoa Lôi. Hắn nhận thấy đáp lại hắn chỉ là những tiếng nức nở nhẹ nhẹ. Hắn lại lập tức cúi đầu xuống. Một ngụm máu phun ra trúng vào lưng Hoa Lôi. Vệt máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả tấm lưng thon thả của nữ nhân. Lạc Hùng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ móc tim ngươi ra. Muốn biết độ lớn của sự việc thì nên nhìn từ kết quả. Trận đánh sống chết lần này phát sinh ở Đại Địa Minh, gần như khiến cho lãnh thổ của Đại Địa Minh nhuộm thành một tấm thảm đỏ hồng. Tổng cộng hơn 1.000 người chết, gần 2.000 người bị thương. Tuy nhiên, trận đánh tựa hồ cũng kết thúc rất nhanh. Địa ngục môn rút khỏi Long Thành, tứ đại gia mang theo huyết ma, độc cô minh trở về Vũ Đầu Môn, Lôi Long nắm tay Bích Nhu trở lại Viễn Dương Phiêu Cục. Tựa hồ, tất cả đều đã trở về vị trí ban đầu. Sau đó... ngay cả Vưu Túy và Thi Nhu Vân cũng theo Địa Kiệt rời khỏi. Thủy Thiên và Đỗ Quyên cũng khóc sướt mướt chạy về Tiên Duyên Cốc. Chỉ có Hy Bình, lưu lại, bị khốn ở trong địa lao kiên cố tại Đại Địa Minh. Quả thực ngoài ý muốn người khác, hắn lại nhìn thấy Quyền Khuynh Quốc và Lương Lệ Quỳnh, Đại Địa Minh giam giữ hắn và hai người cùng một chỗ. Đây là một không gian bốn ngăn, bốn mặt tường do những viên đá dày gần 2 mét xây thành. Cánh cửa không lớn lắm. Tuy nhiên cửa sắt này lại hiếm thấy, đoán chừng không người nào có thể phá mở nó được. Lương Lệ Quỳnh bị hành hạ không còn hình dạng con người, thân thể nảy nở trước đây đã gầy đi rất nhiều. Mái tóc dài rối tung che khuất mặt nàng, hai mắt vô thần và mơ hồ. Lúc Hy Bình bị đem giam vào đây, nàng ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, ngược lại Quyền Khuynh Quốc lại hỏi, ngay cả ngươi cũng vào đây. Khi đó Hy Bình không trả lời Quyền Khuynh Quốc, trong lòng hắn cũng rất trầm trọng. Giống như lời hắn đã nói lúc trước, rất nhiều chuyện hắn đều đã hiểu. Hắn, từ rất lâu trước đây đã biết Hoàng Dương và Xuân Yến Tịnh không phải là cha mẹ ruột của mình, và khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với Mộng Tình, hắn liền biết chắc chắn Mộng Tình chính là mẹ ruột của hắn. Do đó đoán ra huyết ma là cha ruột của hắn. Một sự thật hắn đã biết từ trước, vốn không thể cho hắn một sự đả kích quá lớn. Thế mà trong khoảnh khắc hắn gặp Lâm Khiếu Thiên, hắn lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn không hận Mộng Tình cũng không hận Hoàng Dương phu phụ, có lẽ hắn còn yêu mến họ một cách sâu đậm. Ngay cả bản thân của huyết ma hắn cũng mến, dẫu sao người ấy vốn cũng là cha ruột của hắn.
Thế nhưng cha của hắn vì sao đã vứt bỏ mẹ của hắn? Chẳng những như thế, huyết ma còn ruồng bỏ tất cả những nữ nhân hắn đã yêu một cách thắm thiết. Chẳng lẽ một nam nhân nên khiến cho nữ nhân chịu nhiều đau khổ và chờ đợi? Thi Bình không thể nào đồng ý với điểm ấy. Hắn đã chăm sóc cho những nữ nhân của huyết ma, thậm chí còn thu nạp bọn họ, có lẽ chỉ là để thay cha hắn bù đắp cho những nữ nhân này. Cha của hắn quả là một nam nhân vô trách nhiệm, mặc dù có lẽ ông ta đã bị bức bách phải làm như thế. Nhưng mà sự thật của 20 năm về trước, không phải thoáng cái là có thể xóa bỏ, nhưng huyết ma tóm lại vẫn cho hắn sinh mệnh của một con người. Lúc huyết ma trở thành con tin của Lạc Hùng, biến thành đối tượng cần phải giết của Võ Lâm lúc bấy giờ, một loại căm phẫn khác từ trong đáy lòng của hắn bùng cháy, đó là sự phẫn nộ bắt nguồn từ mối liên hệ huyết thống. Huyết ma là cha của hắn. Bất luận như thế nào, hận cũng được, yêu cũng được, với tư cách là một người con, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai thương tổn phụ thân hắn. Hắn đã giết rất nhiều người, đúng vậy, rất nhiều người chết dưới đao của hắn. Sinh mệnh ở trước mắt hắn có vẻ mỏng manh như vậy. Bởi vì trong người hắn tồn tại khí chất tà ma giống như phụ thân hắn, có lẽ hắn cũng là một ma nhân chân chính. Từ khoảnh khắc hắn cử đao, có lẽ trong giang hồ đã lại thêm một cuồng ma giết người. Nhưng còn như thế nào? Hắn vốn đã không phải là một người tốt, một mặt khác của bản thân mà hắn sợ hãi, cuối cùng đã lộ ra. Có lẽ từ nay về sau hắn sẽ còn giết thêm nhiều người nữa. Ba người bên trong địa lao đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Thi Bình bị giam đã một ngày một đêm, giữa ba người hầu như không hề nói chuyện với nhau. Lương Lệ Quỳnh tựa hồ biến thành một thể xác không linh hồn, Quyền Khuynh Quốc cũng trầm mặc chẳng biết đang mơ mộng việc gì. Mãi đến tận hoàng hôn ngày thứ hai kể từ lúc Hy Bình bị tống giam, Lương Lệ Quỳnh đột nhiên hỏi, Mỹ Mỹ tốt chứ? Quyền Khuynh Quốc và Hy Bình đồng thời chấn động, Quyền Khuynh Quốc biết đây là câu nói đầu tiên của Lương Lệ Quỳnh sau khi bị giam. Lạc Thiên tên hỗn đản đó, thường đem Lương Lệ Quỳnh ra gian dâm, sau khi gian dâm xong lại ném nàng vào đây. Hy Bình nhìn nàng chằm chằm, hắn nhìn thấy lệ trong hai mắt nàng, liền trườn tới trước mặt nàng, giơ tay vén mái tóc rối của nàng lên. Gương mặt kia đã gầy đi rất nhiều, mặc dù khuôn mặt đích thực vẫn xinh đẹp như xưa, song, nét tươi đẹp rạng rỡ trước kia đã sớm ảm đạm. Hắn nói, Mỹ Mỹ rất tốt, nàng và Đường Tư công chúa hãy trở về Hoàng cung đi. Đường Tư, Quyền Khuynh Quốc kinh ngạc nói. Thi Bình giải thích, đúng, ta sớm đã biết ngươi là Hoàng thượng, không thể tưởng được ngươi cũng trầm luân đến nông nỗi này, xem ra ngươi đã cả tin tên Lạc Hùng. Ta cho tới bây giờ chẳng dễ tin tên Lạc Hùng. Ngươi bị con chó của ngươi nuôi lớn cắn lại một cái, có lẽ đời này chỉ có thể làm địa lao hoàng thượng. Quyền Khuynh Quốc cười thảm nói, quả thực là liên quan đến Lạc Thiên, hắn so với cha hắn còn độc ác hơn một chút. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quyền Khuynh Quốc nói, còn có thể làm sao bây giờ? Cho dù Đường Tư có điều động quân đội đến, Lạc Hùng bọn chúng sẽ cùng với ta đánh nhau đến sứt càng gãy gọng. Ta nghĩ ta cũng không có khả năng sống sót, hoàng triều này có lẽ sắp sửa sụp đổ. Ngươi không có nhi tử sao? Quyền Khuynh Quốc không biết làm sao nói, ta quả thực có vô số vợ nhưng tạm thời không có nhi tử. Huynh đệ của ngươi đâu? Quyền Khuynh Quốc nói, ở dưới tình huống này, tất cả mọi người đều là những kẻ chờ chết, và lại chẳng bàn đến thân phận với ngươi, nói thật với ngươi nhé. Nhân khẩu hoàng tộc chúng ta từ trước đến nay không được thịnh vượng. Chẳng hiểu tại sao, mấy đời trở xuống, đều là đơn truyền, trái lại nữ nhi thì sinh trưởng nhiều. Nhưng ngay cả bắt đầu từ cha ta cũng là một đời đơn truyền, đến ta, cho đến hiện tại vẫn chưa sinh được một nhi tử. Thi Bình cười chửi, người thật là một sự thất vọng con mẹ nó, coi ta, cho dù sau này chết đi, vẫn còn có một đống con cái, chết không hối hận. Quyền Khuynh Quốc nói, từ lâu lắm rồi nghe nói ngươi là một con ngựa giống. Thi Bình nói, muốn hay không ta cho ngươi mượn giống. Quyền Khuynh Quốc không ngờ vẫn không nổi giận nói, nếu có thể ra ngoài. Ta cho phép ngươi ngủ với tất cả nữ nhân trong hoàng cung, muốn gieo bao nhiêu giống thì gieo bấy nhiêu. Thi Bình nói, ngươi lúc này nhất định là đang nói đùa. Kỳ thật cũng xem như là nói thật, bởi vì ta cảm thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài. Thi Bình bình tĩnh nói, nếu ra ngoài được, ta sẽ đem cha con Lạc Hùng chặt thành bùn, ta hiện tại đối với việc giết người, càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Tại Võ Lâm, muốn sống luôn phải giết người. Cho nên ta mới không cho quan gia các ngươi quản đến việc của Võ Lâm, bởi vì không có máu, thì không có Võ Lâm, nhưng Võ Lâm thì không có khả năng bị diệt tuyệt, ngay cả máu cũng không có khả năng ngừng đổ.
Thi Bình nói, ngươi rõ ràng rất sáng sủa, nhìn ngươi không giống người ngu dốt lắm, mà ngươi vì sao vẫn cứ chạy đến Đại Địa Minh, sự chiêu đãi ở trong Hoàng Cung không phải là thoải mái lắm sao? Quyền Khuynh Quốc thở dài nói, cái này còn không phải vì ngươi sao? Ngươi không được đổ lỗi cho ta, ta bây giờ đã phiền não lắm rồi. Ta nói cho ngươi hay, từ trước đến nay ta chưa từng sợ ngươi, nếu lại chọc tức ta, ở nơi này, đánh nhau ngươi thật không đủ bản lĩnh đâu. Thi Bình thét lên, mấy ngày nay hắn trầm mặc rất lâu, đích thực là nén một bụng buồn bực. Ngươi lợi hại như vậy, sao cũng bị nhốt ở nơi này? Việc này nói ra khá dài, vì em gái ngươi cũng là nữ nhân của ta phải kêu ngươi một tiếng tỷ phu, vậy ta bắt đầu nói thật với ngươi nhé. Giữa lúc Hy Bình muốn đem toàn bộ sự việc nói ra, Quyền Khuynh Quốc nói, đợi một chút, ngươi nói Đường Tư công chúa là nữ nhân của ngươi. Hy Bình nói, ngươi đừng khẩn trương, gạo sống đã nấu chín thành cơm, ngươi khẩn trương có cái dám ích lợi à? Hãy cứ nghe ta đem chuyện này nói hết đã, ngươi hãy quản đến chuyện của em gái ngươi. Quyền Khuynh Quốc đành phải nghe hắn đem chuyện ấy nói xong, sau đó y mới phát giác tiểu tử này ngày thường rất dài dòng, nhưng kể chuyện lại đơn giản dễ hiểu. Nhưng mà đại khái là chuyện gì, y và Lương Lệ Quỳnh trung quy vẫn nghe được rõ ràng. Đợi Hy Bình dứt lời, Quyền Khuynh Quốc nói, người nói cha ngươi là huyết ma. Hy Bình nói, ngươi cũng đã từng nghe nói. Đúng, người của huyết sát nhất môn, ta đã từng nghe nói, quả là một võ lâm phái có lịch sử bi tráng. Huyết sát môn chẳng những dũng mãnh mà mỗi một người đều được xem là một anh hùng chân chính, đều là những hán tử tâm huyết, đương nhiên cũng có thể nói là chân tà ma. Hy Bình nói, hiện tại ngươi đã hiểu nhé, ta không phải đánh không lại bọn chúng, đích thực là bị bọn chúng bức bách, cho nên mới bị nhốt ở đây. Quyền Khuynh Quốc nói, ta không ngờ đã nói với ngươi những chuyện này. Nói, ngươi đã đối xử với em gái ta như thế nào? Ta bị nàng bức phải cưỡng gian nàng, sau đó lại bị nàng bức phải thích nàng, sự việc đúng là như thế. Ngươi đã cưỡng gian Đường Tư công chúa, ta Chu Di cửu tộc ngươi. Ngươi thật là khéo nói đùa, ta nào có cửu tộc cho ngươi Chu. Ngươi và Đường Tư sao nói chuyện giống nhau như đúc vậy? Quyền Khuynh Quốc đột nhiên cười nói, kỳ thật ta cũng thích ngươi lắm, ngươi làm phò mã cũng tốt. Đính chính, ta là chủng mã, ngựa giống. Hy Bình nói. Ha ha. Hy Bình mặc y cười, nhắc lại vấn đề vừa rồi, người ban nãy nói là vì ta. Sao lại nói vậy? Quyền Khuynh Quốc ngừng cười rồi nói. Vì liệt dương đao trên tay người đích xác vốn là đao của Hoàng Triều, tượng trưng cho tôn nghiêm của Hoàng Triều. Trước đây ta cũng không có ý định truy cứu chuyện của Lôi Liệt năm ấy, chỉ là muốn thu hồi lại thanh đao đó, và lại chờ đợi ở trong cung lâu rồi, muốn ra ngoài hoạt động gân cốt một cái. Người có lẽ không biết ta luyện võ từ nhỏ, thỉnh thoảng cũng lén lút qua lại trong võ lâm một lần, đích thực vô cùng thú vị. Nhưng lần này ra ngoài, xem ra đúng là đã thất sách. Hy Bình nói, té ra ngươi cũng thích đánh nhau. Quyền Khuynh Quốc lắc lắc đầu nói, tập võ và đánh lộn không giống nhau, ngươi ngay cả điểm này cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Mẹ kiếp, thảo nào ngươi không đủ bản lĩnh nên đã bị Lạc Thiên đả bại. Phải biết rằng, tập gì cũng đều vô dụng, đánh nhau lợi hại mới hữu dụng, đem đối thủ đánh ngã, ngươi mới đúng là vua. Học nhiều như vậy để làm gì, chỉ cần một chiêu có thể đem đối thủ đánh đổ, thì đã lợi hại rồi. Nếu như bọn chúng dám mở cửa, ta lập tức xông ra ngoài đem tất cả bọn chúng đánh ngã cho ngươi coi. Mé nó, cái cùm xích tay đáng ghét này đã khiến cho tay chân ta bị khóa lại, ngươi có kêu la, cũng không thể biểu diễn gì được. Từ điểm này mà thấy, cho dù đem ta giam ở đây, bọn chúng cũng vẫn còn sợ ta. Quyền Khuynh Quốc nói, cha con Lạc Hùng đích xác rất sợ ngươi. Hy Bình nói với ngươi chuyện này, ngay cả tám nữ nhân theo ở bên cạnh Đường Tư cũng đều bảo ta cho. Nghe nói các nàng là cung nữ, nữ nhân của ngươi, không việc gì chứ. Quyền Khuynh Quốc trừng mắt một cái, thở dài nói, ta đã đoán được có khả năng như thế. Ta bây giờ sống chết còn không biết, không quản nổi những việc ấy. Vậy nếu như sau này ngươi thực sự sống sót, ta đem bọn họ ban cho ngươi là xong, coi như là của hồi môn của Đường Tư. Ngươi thành thật lắm. Quyền Khuynh Quốc nói, một kẻ chờ chết, không thành thật còn có thể làm gì chứ. Ta nghĩ thế nào cũng không biết được làm hoàng thượng là như thế đấy, ta nghĩ nếu như để ta lên làm hoàng thượng, ta cũng có thể làm được. Quyền Khuynh Quốc cười khổ nói, thật là không có cách nào làm khó dễ ngươi. Hy Bình nói, có thể ta không thích ngươi bao nhiêu, bởi vì ngươi đã từng cùng Lạch Hùng âm mưu hại lão tử,
bây giờ cùng ngươi vui đùa, mà không đập ngươi một trận, xem như là nể tình em gái ngươi. Thật xấu hổ, Quyền Khuynh Quốc than nói, cho sói ở cùng, thật sự là nỗi thương tâm của ta. Y tựa hồ không muốn bàn lại đề tài trên phương diện này, quay đầu nhìn nhìn Lương Lệ Quỳnh rồi nói, Lệ Quỳnh, nàng cũng nghĩ thoáng một chút nhé. Nhạc mẫu đã xảy ra việc gì? Hy Bình hỏi. Quyền Khuynh Quốc đem hành vi dâm dật của Lạc Thiên kể lại. Hy Bình nghe xong cũng không nói gì, chỉ giơ tay đeo xiềng vuốt ve mặt Lương Lệ Quỳnh khẽ nói, xem nào, nàng hết thảy đều rất giống Mỹ Mỹ, sau này. Ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng nha. Đôi mắt vô thần của Lương Lệ Quỳnh nhìn chăm chăm vào Hy Bình, gương mặt với vết thương chưa hồi phục đột nhiên áp vào xiềng tay của hắn, nương tựa vào bộ ngực rộng và vạm vỡ của hắn, khe khẽ khóc. Có lẽ, tại khoảnh khắc này, nàng tưởng Hy Bình là người chồng đã chết của mình. Hy Bình nói, muốn khóc thì khóc đi, khóc cho đã đi. Quyền Khuynh Quốc nói, kỳ quái, trước đây mỗi ngày chúng đều đưa cơm vào, sao bây giờ lại không thấy bọn chúng đưa cơm tới? Hơn nữa cũng không thấy Lạc Thiên đến mang Lệ Quỳnh. Y đột nhiên ngừng lại, Hy Bình nói, bọn chúng không dám mở cửa vì có lão tử ở đây, bọn chúng hiểu mở cửa là một sai lầm. Lời nói này của hắn tuy có chút ngạo mạn nhưng Quyền Khuynh Quốc cảm thấy không phải không có đạo lý. Cha, vì sao không lập tức giết Hoàng Hy Bình chứ? Lạc Thiên căm hận nói. Lạc Hùng nói, việc này không thể gấp được, nếu chỉ giết huyết ma, không thể làm cho nhiều người phẫn nộ. Nếu giết một mình huyết ma, những kẻ phẫn nộ có lẽ chỉ là Hoàng Hy Bình và Độc Cô Minh. Nhưng nếu giết Hoàng Hy Bình chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân như Viễn Dương Phiêu Cục, Vũ Đẩu Môn, Tứ Đại Gia, Minh Nguyệt Phong, Ngọc Xà Môn, Địa Ngục Môn, Tiên Duyên Cốc cùng rất nhiều những môn phái mà chúng ta vô phương đoán trước được. Nữ nhân của thằng cha này không những có khắp võ lâm mà ngay cả một số quân đội của dân tộc thiểu số cũng có thể vì hắn mà tham gia. Hơn nữa, nếu như lập tức giết hắn, những thế lực bảo vệ hắn cũng sẽ không tạm thời rời khỏi Long Thành. Ta lúc đầu tuyển chọn Hoàng Hy Bình chứ không phải huyết ma, là bởi vì Hoàng Hy Bình hiện tại so với phân lượng của huyết ma thì quan trọng hơn rất nhiều. Mà ta đã nói chờ nửa tháng sau cử hành đại hội võ lâm mới quyết định sự sống chết của Hoàng Hy Bình. Đây cũng là một loại thủ thuật che mắt kẻ khác, vì đích thị khiến cho người của tứ đại gia tạm thời ly khai Long Thành, hoàn cảnh của chúng ta khi ấy sẽ tốt hơn nhiều. Huyết Đạt nói, Minh Chủ, ta cảm thấy trước tiên hãy cứ giết Hoàng Hy Bình, thằng cha này khiến ta cảm thấy sợ hãi. Lúc hắn xách Liệt Dương chân đao cuồng sát, đấy là cảnh tượng tàn nhẫn nhất trong vài chục năm qua mà ta đã từng thấy. Ta nào ngờ hắn bình thường vô lại vui đùa và giết người chỉ là đức tính phụ thôi. Đột nhiên, khi hắn bạo phát hình long hổ hiện ra, chứng minh người này không chỉ học võ công mà thôi, nội thể hắn còn ẩn tàng thêm một lực lượng tà ác mãnh liệt. Tin rằng từ vài ngàn năm trước tới nay ở trong võ lâm hắn là người đầu tiên có khả năng đem ảnh long, hình sư hổ bước ra ngoài cơ thể. Nội thể hắn chẳng những tồn tại trái tim dã thú mà còn ẩn tàng lực lượng của dã thú cùng mức sinh mệnh của rồng, về võ học mà nói, không ai đạt tới trình độ của hắn. Lạc Hùng nói, ta cũng muốn sớm giết hắn đi, nhưng ta không dám khẳng định có thể giết được hắn hay không. Vết thương của hắn có khả năng khôi phục rất nhanh, còn thân thể hắn phải đạt đến kim cương bất hoại, hơn nữa sợ rằng có thể trở thành bách độc bất xâm. Một nguyên nhân khác không thể lập tức đem hắn giết đi là bởi vì viện trợ của chúng ta còn chưa đến. Nếu giết hắn ngay lúc này, e rằng chúng ta vô phương chống lại sự phẫn nộ của những thế lực thù địch, vì lẽ đó ta chỉ chọn đem hắn nhốt đi. Một mặt có thể khiến cho những thế lực thù địch không dám manh động, mặt khác cho bọn chúng một khoảng thời gian, không thể bức bách bọn chúng quá gấp được, chó quýnh đít cũng có thể vượt tường. Ninh Phi nói, mà giam hắn như thế cũng làm cho người khác lo ngại, vận cứt chó của Hoàng Hy Bình tốt lắm, ngay cả bị khốn ở trong phong khiếu động cũng có thể sống sót đi ra. Bách Tư nói, cũng nên chú ý đến một vấn đề, nhất định vĩnh viễn không được mở cánh cửa đó, bởi vì mỗi khi mở nó, ta không dám tin có ai trong chúng ta có thể ngăn chặn hắn được. Lạc Thiên bất mãn nói, ngươi cũng quá lo lắng rồi, bằng vào Hoàng Hy Bình hắn à? Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, trước đây ta quả thực cho rằng con có lẽ là người mạnh nhất trong võ lâm, thế mà khi thấy lực lượng long hổ Hoàng Hy Bình hóa ra ta cũng không dám xác định. Hắn tuyệt không chỉ có lôi kiếp cuồng đao, lực lượng chân chính của hắn có lẽ là cổ nguyên tố bắt nguồn từ nội thể ấy, cho đến bây giờ vẫn còn lưu lại cho mọi người vô số thách đố. Huyết Đạt gật gật đầu nói, thiếu chủ, Minh Chủ nói đúng đó, quả là sự thực. Lạc Hùng nói, Bách Tư, người của tứ đại gia phải chăng đã rút lui khỏi Long Thành?
Đúng thế, dường như bọn chúng muốn trở về gấp, bởi vì huyết ma chính là cửu nhân truyền thế của bọn chúng. Việc khẩn cấp trước mắt nhất định là phải xử trí huyết ma như thế nào. Nữ nhân của Hoàng Hy Bình phàm là trong tứ đại gia cũng bị bọn họ ép buộc dẫn đi. Minh Nguyệt Phong cũng không có tin tức, đoán chừng đích xác cũng đã rời khỏi Long Thành. Việc khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là Độc Cô Minh lại trực tiếp trở về Vũ Đầu Môn. Ngược lại, Địa Ngục Môn và Ngọc Xà Môn hướng về chúng ta nhìn chằm chằm. Minh chủ, chúng ta có nên đem bọn chúng giữa đường giết đi hay không, hoặc giả dốc toàn lực tiêu diệt Địa Ngục Môn và Ngọc Xà Môn? Lạc Hùng nói, cứ hiện tại mà nói, tuyệt không phải là lúc thích hợp. Chúng ta cần phải củng cố lực lượng Long Thành, mặc dù rất nhiều nhân sĩ võ lâm giúp đỡ, nhưng mà ta vĩnh viễn chỉ tin tưởng vào lực lượng của mình. Lần này tổn thất của chúng ta tuyệt không nặng lắm, trái lại các phái võ lâm, bởi vì cùng tứ đại gia xảy ra xung đột, tổn thất nặng nề. Đoán chừng sau này bọn chúng phải nương tựa vào chúng ta, do đó, bọn chúng nhất định đứng ở bên chúng ta. Thiếu Lâm và Võ Đang tựa hồ đã rút khỏi, bọn chúng đi theo Minh Nguyệt Phong. Minh Nguyệt Phong một khi ly khai, bọn chúng cũng thu quân trở về. Đây là điều ta có thể dự liệu. Thiên Nhi, phía Ám Long ra sao? Lạc Thiên nói, con đã tuyên bố cho phép hắn nắm binh quyền. Nhưng trước đây có nhờ hắn hạ lệnh đem binh gần nhất chuyển đến, để thỉnh thoảng chi dùng, con nghĩ hắn rất nhanh có thể bắt được lệnh truyền của con. Lạc Hùng nói, chỉ mong hắn ở Hoàng Cung hết thảy đều thuận lợi. Sau này thiên hạ nhất định là thuộc về chúng ta, ha ha. Lạc Thiên nói, ở Đại Địa Minh, con không yên tâm một vài người, tỉ như Nguyên Chân bọn họ, còn có, cô. Sắc mặt Lạc Hùng chợt biến nói, Nguyên Chân bọn chúng tuy rằng không làm nên việc, nhưng cũng phải tăng cường để mắt đến bọn chúng. Bọn chúng có thể đứng về bên ta đương nhiên là tốt, nếu như xuất hiện tình huống khác lạ, lập tức giết bọn chúng ngay. Cô ngươi về bên huyết ma, nên sẽ không gặp vấn đề lớn gì. Huyết ma tịnh không ở trong tay chúng ta. Ta nghĩ nếu bà ta biết huyết ma ở trong tay tứ đại gia qua lời chúng ta, lúc đó có thể ly khai Long Thành đi cứu huyết ma. Lạc Thiên nói, dường như cô và Hoàng Hy Bình có quan hệ không bình thường. Đừng nói bậy, điều đó không có khả năng đâu. Lạc Hùng quả quyết, huyết đạt, địa lao do ngươi sắp tới quản lý, ngươi phái thêm người phòng thủ địa lao, canh giữ Hoàng Hy Bình cho đến lúc hắn khốn đốn chết ở trong đó mới thôi. Ta đã quyết định không cần đại hội võ lâm cũng không cần công khai giết Hoàng Hy Bình làm gì cho nhàm chán. Huyết Đạt trả lời, Minh chủ, ta sẽ phòng thủ chặt chẽ, tuyệt không để người nào tiến vào giải cứu hắn, trừ phi ta chết. Nhu Vân, đừng khóc, người đã khóc 2 ngày rồi. Vân Tuyết an ủi Thi Nhu Vân. Thi Nhu Vân đang dựa vào ngực của nàng, chỉ nghe Thi Nhu Vân nói, đại ca, Nhu Vân không thể không có Hy Bình. Vân Tuyết, Thi Trúc Sinh. Có lẽ nên kêu trở lại là nàng Thi Trúc Sinh. Từ lúc Vưu Túy trông thấy nàng, Vưu Túy có thể cảm thấy ngay nữ nhân này chính là Thi Trúc Sinh không lầm được. Nàng tuy rằng không biết phương pháp tu luyện tuyệt tình luân hồi đạo, thế mà nàng nhiều ít hiểu rõ cái gọi là tuyệt tình luân hồi, nhất định phải chết một lần để lần thứ 2 phục sinh. Về sau, Vân Tuyết cũng đã thừa nhận và giải thích. Thì ra tuyệt tình luân hồi đạo quả thực để đạt tới trình độ tuyệt tình, vốn là phải cắt đứt cái ấy của mình. Tiếp đó còn phải tự sát, bởi vì tự sát dù sao vẫn có một phần bảo tồn, không đến mức thực sự khiến bản thân tử tuyệt. Mà ở lúc sinh mệnh tiếp cận tiêu vong ấy, tuyệt tình luân hồi đạo lại phát sinh công lực, nội trong 1 tháng duy trì sinh mệnh chưa đến nỗi tiêu vong thực sự của người ấy. Trong vòng 1 tháng khi người đó chìm vào giấc ngủ say, đem thân thể người ấy từ nam tính cải tạo thành nữ tính, gần như một loại thân thể nữ tính và tâm linh nữ tính hoàn toàn. Ngoài việc không thể sinh hài tử ra, bất cứ bộ vị nào khác đều là của nữ nhân. Sau giấc ngủ say, tỉnh lại nhất định có một sinh mệnh hoàn toàn mới, do đó được gọi là tuyệt tình luân hồi đạo. Song đích thị ngoài ý muốn của Thi Trúc Sinh, sau khi hắn tỉnh lại, chẳng những không tuyệt tình trái lại càng thêm đa sầu đa cảm. Có lẽ đã biến thành nguyên do của nữ nhân thì phải. Vì vậy mọi người cũng đều xem và đối đãi với nàng như một người phụ nữ. Tên Vân Tuyết là do tên của Lưỡng Nữ Tuyết Nhi và Thi Nhu Vân hợp thành. Hắn cũng đã quyết định dùng thêm tên này. Về tập quán, hãy cứ đối đãi với hắn như một nữ nhân, vẫn gọi là Vân Tuyết, chỉ có Thi Nhu Vân và Vưu Túy vẫn như trước. Vưu Túy nói, Trúc Sinh, người nói Lạc Hùng tạm thời không thể giết Hy Bình. Vân Tuyết nói, Túy Thư, bọn chúng rất sợ hắn, đem hắn giam lại, tạm thời coi giữ hắn, đến cả mở cửa lao cũng không dám. Nhưng mà bọn chúng cự tuyệt không cho hắn ăn uống, ta nghĩ,
bọn chúng quả là muốn bỏ đói khiến cho hắn chết ở trong địa lao. Nói cách khác, Hy Bình tạm thời đích thị an toàn. Vân Tuyết nói, nhân tiện xem hắn không ăn không uống có thể chịu đựng tới bao nhiêu ngày. Dùng độc lại độc không chết hắn, muốn giết hắn lại sợ hắn phát cuồng. Lạc Hùng không tin tuyệt đối giết được hắn, bởi vì Hoàng Hy Bình tên hỗn đản đó cũng sẽ không thực sự ngoan ngoãn để cho hắn giết mình. Ta nghĩ tên hỗn đản ấy luôn chờ đến khoảnh khắc Lạc Hùng mở cửa nhà giam. Chỉ là Lạc Hùng không thể lại đần độn mở cửa. Hà Thị Thư Muội và Thiên Diệp Bội ở bên cạnh không nói gì, nghe đến chỗ này, Hà Hỉ nói, chúng ta nhất định phải cứu sư đệ ra. Thiên Diệp Bội nói, sư phụ, người không cần cả ngày sư đệ, kêu sư đệ nghe không thuận tai lắm. Hà Hoan nói, sự thật đúng là như thế, huyết ma là nghĩa tử của huyết sát chân quân, sư tổ chúng ta là thê tử của huyết sát chân quân, huyết ma đúng là sư thúc của bọn ta. Mà Hoàng Hy Bình là nhi tử của huyết ma, đương nhiên là sư đệ của chúng ta rồi. Thiên Diệp Bội nói, bọn ngươi chuẩn bị cứu sư đệ của bọn ngươi như thế nào? Hà Hoan nói, phải nói dài như thế sao? Nói thẳng là cứu sư thúc không được à? Thiên Diệp Bội kinh ngạc nói, bọn ngươi muốn ta thừa nhận hắn là sư thúc. Vân Tuyết cười nói, việc này đúng là sự thực. Vân Tuyết, ngươi đừng nói nữa, việc này không liên quan đến ngươi. Việc này sao lại không liên quan đến ta? Hắn là nam nhân của muội muội ta, bọn chúng nói đến hắn, đương nhiên là việc này liên quan đến con. Kỳ thật muốn cứu hắn rất khó, Tứ đại gia đã rút lui, hơn nữa những huynh đệ của hắn cũng đều đã tản đi, chỉ bằng lực lượng của chúng ta, không đủ để cùng Đại Địa Minh đối đầu. Huống chi Đại Địa Minh còn có chính phái Võ Lâm khác giúp đỡ. Vậy có thể làm sao đây? Hà Hỉ lo lắng nói. Vân Tuyết nói, ta nhớ bọn ngươi dường như nhất định giết Tứ đại gia. Hà Hỉ nói, đó là trước đây, bây giờ tình hình đã khác, Hoàng Hy Bình của Tứ đại gia là sư đệ của chúng ta. Nếu mà Tứ đại gia thực sự đã giết Lâm Khiếu Thiên, bọn ngươi chuẩn bị đối xử ra sao? Hà Hỉ nói, Tứ đại gia không thể giết sư thúc, toàn bộ Tứ đại gia đều có quan hệ với sư đệ, khiến bọn họ rất khó xử, ta trái lại sợ bọn họ không quản tới sư đệ, điều này quả là có khả năng. Vậy chúng ta phải chiến đấu đơn độc rồi, Vân Tuyết nói. Thiên Diệp Bội nói, chỉ có người một mình chiến đấu thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chỉ có người mới có khả năng tùy tiện ra vào Đại Địa Minh, cơ hội người cứu Hoàng Hy Bình ra là cao nhất. Vân Tuyết kinh ngạc nói, ngươi muốn nói ta một mình nghĩ cách cứu Hoàng Hy Bình. Thiên Diệp Bội nói, ngươi dù sao cũng đã chết một lần nữa, có lẽ lại biến trở lại thành nam nhân. Ngươi, Vân Tuyết chửi ầm lên. Thiên Diệp Bội cười nói, người nói con mà không xem lại mình, người đã mất cái ấy ở giữa đó thôi. Vân Tuyết chịu thua nàng, than lớn nói, người nữ nhân này, vì sao phải sinh ra vẻ mặt xinh xắn hồn nhiên như thế? Không hợp với người tí nào cả. Thi Nhu Vân nói, đại ca, người có thể cứu Hy Bình ra chứ? Nghe nàng thốt ra lời ấy, thần sắc Vân Tuyết liền đứng đắn lại, nói, đại ca nhất định sẽ cứu hắn ra, đứa con trong bụng ngươi và Tuyết Nhi. Đều không thể mất cha. Đại ca trước đây nợ bọn ngươi nhiều lắm, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Thi Nhu Vân ẩn mình ở trong lòng nàng, thầm nói, đại ca không có nợ gì Nhu Vân, đích thị Nhu Vân nợ đại ca. Minh chủ, Đông Doanh Vương tử xin cầu kiến. Bách Tư tiến vào phòng của Lạc Hùng nói. Lúc này Lạc Hùng đang bàn bạc cùng con mình. Đông Doanh Vương tử à? Bách Tư đáp, dường như đến vì Hoàng Hy Bình. Lạc Hùng nói, à, ta nhớ ra rồi. Bọn họ và Hoàng Hy Bình có mối thù, bị Hoàng Hy Bình chém giết một phen phải bỏ chạy mất. Giờ bọn họ đến tìm ta để làm gì? Lạc Thiên nói, cha, chính con đã liên hệ với bọn họ. Cựu nhân của Hoàng Hy Bình thì cũng là bạn của chúng ta. Làm tốt lắm, Lạc Hùng khen ngợi con mình rồi quay sang Bách Tư nói, cho bọn họ vào gặp ta. Có lẽ chúng ta lại có thêm mấy thế tử nữa. Ha ha! Bách Tư lập tức đi ra ngoài dẫn vào hai nam một nữ. Chính là hai huynh muội người Đông Doanh và Trì Thương. Lạc Hùng mỉm cười nghênh đón và nói, các vị từ xa đến đây, không biết để nghênh đón, xin cáo lỗi, cáo lỗi. Chàng thanh niên đáp, Lạc Minh Chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này chính là Đông Doanh Vương Tử à? Lạc Hùng ôm quyền hỏi. Trì Thương đáp, đây chính là Vương Tử Điện Hạ của Đại Đông Doanh Đế Quốc chúng ta. Ngươi, không tự mình ra ngoài nghênh đón Điện Hạ của chúng ta. Có phải nghĩ là, điện hạ của chúng ta không có tư cách, để ngươi tiếp kiến không?
Lạc Hùng cười nói, ở đây ai nói điều đó đâu nào. Chỉ là vừa rồi có chuyện không tiện thôi, xin bỏ qua cho. Cơn giận của Chỉ Thương vẫn chưa tan. Đông Doanh Vương Tử dùng tiếng Đông Doanh nói, Chỉ Thương quân, bỏ qua đi. Chúng ta đến không phải để tranh cãi chuyện đó. Sau đó, hắn dùng tiếng Trung Nguyên nói, Lạc Minh Chủ, bọn ta. Đến đây là theo lời mời của Lạc Thiếu Minh Chủ nhưng ta phát hiện các người so với Hoàng Hy Bình còn đáng giận hơn. Lạc Thiếu Minh Chủ đâu rồi?